Chương 1, nhị ca, huynh tỉnh lại đi. Trong mơ mơ màng màng, Lâm Tiêu tự hồ nghe được thanh âm nức nở của một nữ tử, ngay lập tức một cỗ hương thơm thiếu nữ truyền vào trong mũi hắn. Lâm Tiêu gian nan mở mắt, rơi vào tầm mắt hắn là một gian phòng sơ sài mà sạch sẽ, một thiếu nữ đang khóc nức nở ôm ấp hắn, nước mắt vườn quanh khiến người nhìn thấy mà thương tiếc. Nhị ca, huynh đã tỉnh, huynh rốt cục đã tỉnh. Nhìn thấy Lâm Tiêu mở mắt, thiếu nữ mừng rỡ bật khóc, trong đôi mắt toát ra vẻ kích động, đôi má lúm đồng tiền hiện lên, khuôn mặt thanh lệ sáng ngời. Nhị ca, ta khi nào lại có muội muội? Lâm Tiêu cảm giác trong đầu mình nháy mắt như muốn nổ tung, trong đôi mắt hiện lên một tia mê mang, một đoàn trí nhớ hỗn loạn giống như hồng thủy nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong đầu óc của hắn. Lâm Tiêu đau đớn kêu thành tiếng, gắt gao cau chặt mày. Nhị ca, huynh làm sao vậy? Huynh đừng làm muội sợ, nhị ca. Thiếu nữ hoảng hốt, lúng túng hô lên, trên mặt hiện lên vẻ bất lực sợ hãi. Ta không sao, chỉ là đầu có chút đau, muội để cho ta nghỉ ngơi một chút là được rồi. Trong đầu Lâm Tiêu bị một đoàn trí nhớ chen chúc tới, loạn thành tương hồ, thở hổn hển nói. Dạ, vậy nhị ca nghỉ ngơi thật tốt. Thiếu nữ liên tục gật đầu, vừa lau nước mắt. Nhị ca, vừa rồi huynh làm muội sợ muốn chết, lại không có người giúp muội đi gọi phụ thân. Cũng may huynh đã tỉnh, bằng không muội thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Huynh nghỉ ngơi đi, muội đi nấu canh an thần cho huynh. Thiếu nữ nói xong, thật cẩn thận đặt đầu của Lâm Tiêu lên gối, nhẹ chân nhẹ tay đi ra cửa, đôi mắt thân thiết nhìn Lâm Tiêu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cảm thụ được quan ái nồng đậm của thiếu nữ, trong lòng Lâm Tiêu hiện lên cảm giác khác thường, tĩnh tâm trở lại, hắn cẩn thận sửa sang trí nhớ trong đầu. Lâm Tiêu vốn là một thanh niên bình thường trong xã hội hiện đại, trời sinh tính lạc quan rộng rãi, không có gì khác biệt. Chỉ riêng thích loại thể thao như leo núi, đồng dạng cũng thích sưu tầm cất chứa, toàn bộ tiết mục của đài truyền hình đều không bỏ qua, lúc nhàn hạ thích đi dạo tại thị trường đồ cổ, nhưng bởi vì năng lực kinh tế cho nên chưa từng mua vật gì, lần này hắn nhìn thấy một đỉnh lô trong một quầy hàng, còn có ba chữ bát quái lô, ông chủ quầy ra vẻ thần bí nói là bảo vật thời đại Xuân Thu, vì vậy Lâm Tiêu đã cò kè mặc cả với hắn, kết quả bát quái lô kia bị hắn mặc cả từ 2 vạn còn 2 ngàn, không nghĩ tới trên đường về vui quá hóa buồn. Bị một chiếc xe tải vi phạm an toàn giao thông đụng vào, vốn tưởng rằng hẳn phải chết, nhưng không nghĩ tới hồn xuyên thời không, đi tới thế giới khác, ám ảnh lên trên người thiếu niên 14 tuổi tên Lâm Tiêu này. Đây là... Lâm Tiêu không khỏi ngây người, chẳng lẽ vận khí của mình tốt như vậy, xuyên qua thời không trong truyền thuyết cũng bị mình gặp gỡ. Tiếp tục đọc lại trí nhớ, Lâm Tiêu mới biết rõ ràng thân phận nguyên chủ, đồng thời cũng hiểu được nguyên nhân mình ngất xỉu. Thế giới này khác hẳn kiếp trước, đây là một thế giới võ giả vi tôn. Toàn dân tập võ, nhưng chân chính trở thành võ giả lại vạn người không một, toàn bộ đại lục do yêu thú chiếm cứ, nhân loại chỉ có thể ở lại trong một ít thành trì nhỏ bé, gian nan sinh tồn đối kháng yêu thú. Nguyên chủ sinh ra trong một gia đình võ giả, ca ca Lâm Hiên là một võ giả thiên tài, sau khi thăng cấp chân võ giả đã giúp gia đình, từ xóm nghèo chuyển qua đình viện võ giả, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ 4 năm trước, tiểu đội của Lâm Hiên bị tiêu diệt, không ai sống sót, kể từ đó mất đi ca ca bao che, tình cảnh Lâm gia nhất thời gian nan. Nhưng bản thân nguyên chủ tuy thiên phú không tệ, tính cách lại vô cùng yếu đuối, mà võ giả chi đạo chẳng những chú ý thiên phú, còn giảng tâm tính, bởi vì thực lực Lâm Tiêu luôn không được như ý nguyện, muốn trở thành chân võ giả thật xa xôi. Sáng nay hắn bị vài đệ tử võ giả trong huấn luyện quán trêu cợt một phen, hắn không dám cãi lại, lại bị tức giận hôn mê bất tỉnh, sau đó được đưa về nhà. Lâm Tiêu nhặt được tiện nghi này, trong quá trình đối phương hôn mê đã ám ảnh lên thân thể của hắn. Yếu đuối, quả thật yếu đuối đến bất trị. Cẩn thận nhớ tới, Lâm Tiêu có chút dở khóc dở cười. Nhắc tới Lâm Tiêu, hắn không phải người rốt nát lười biếng, ngược lại còn là một đệ tử võ giả chăm chỉ lại có hiểu biết, thập phần khắc khổ. Trong vô số đệ tử huấn luyện quán, luận khắc khổ hắn xem như hạng nhất hạng nhì. Nhưng tâm tính hắn quá mức yếu đuối nhát gan, tính cách hướng nội tự ti, thuộc loại người bị người đạp một cước còn cuống quýt xin lỗi. Tính cách như vậy cho dù thiên phú có cao, tu luyện có chuyên cần nhưng vẫn gian nan trong võ đạo. Bỏ đi. Nếu ta chiếm thân thể của ngươi, chắc chắn chiếu cố tốt người nhà của ngươi, cho ngươi thay đổi, từ nay về sau không còn tiếp tục yếu đuối. Trong lòng Lâm Tiêu trịnh trọng nói, kỳ thật hắn đoạt đi thân thể đối phương, như vậy cũng dung hợp trí nhớ cùng linh hồn, không còn phân biệt lẫn nhau. Nếu không có bát quái lô kia, mình cũng sẽ không tới nơi đây. Lúc này Lâm Tiêu nghĩ tới người nhà của mình ở thế giới khác, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Đúng lúc này Lâm Tiêu cảm giác cánh tay phải của mình ngứa ngáy, như có đồ vật gì muốn phá cánh tay chui ra. Cái gì vậy? Lâm Tiêu vội vàng nhìn lại, không đợi xem rõ tay phải đột nhiên trầm xuống, trong tay hiện ra một vật vô cùng quen thuộc, chính là bát quái lô mà hắn đã mua trước đó. Sao lại thế này? Bát quái lô lại xuyên qua cùng mình sao?
Lâm Tiêu nghẹn họng nhìn chân chuối bát quái lô vừa chui ra khỏi cánh tay mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba chân, hai tai, cả vật thể xanh đen, tựa hồ là sản phẩm đồng thau, nhưng khi gõ vào thanh âm nặng nề, phẳng phất như làm bằng đá, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo khắc ba chữ bát quái lô, trên thân còn có đồ án bát quái, nhưng ngoài ra cũng không còn điểm nào đặc biệt. Lúc này ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân khe khẽ. Lâm Tiêu đang chuẩn bị đem bát quái lô giấu dưới mền, nhưng không nghĩ tới nó lại đột nhiên biến mất, trên cánh tay phải của hắn hiện lên đồ án một đỉnh lô. Lâm Tiêu tự hồ có thể cảm nhận được có một cỗ năng lượng tràn vào trong cơ thể mình, làm dịu lên thân thể của mình. Việc lạ, thật sự là kỳ quái. Được cỗ năng lượng xoa dịu, Lâm Tiêu cảm thấy đại não thật thanh tỉnh, nguyên bản cảm giác suy yếu cũng đã biến mất, thân thể như được hồi sinh trở lại. Nếu ông trời cho ta tới nơi đây, ta ở lại đây sống sót cho tốt đi. Lâm Tiêu cũng không oán trời trách đất, cũng không thống khổ kêu rên, bình tĩnh tiếp nhận tất cả chuyện này. Nhị ca, huynh cảm giác thế nào? Lâm Nhu cẩn thận bưng chén dược canh tiến vào, mùi thuốc đông y thơm ngát tràn ngập trong gian phòng. Đây là canh an thần, nấu từ táo đỏ, hạt sen, gia nhập chút mảnh vỡ của an thần thảo, có thể dưỡng khí, tỉnh thần, trấn an, cường thân kiện thể. Lâm Tiêu biết với hoàn cảnh gia đình, táo đỏ cùng hạt sen cũng không là gì, nhưng an thần thảo là linh dược đê giai nhất, tuy rằng chỉ là nhất giai, nhưng giá trị xa xỉ, một gốc an thần thảo nhất giai giá trị 10 lượng bạc, đủ cho một gia đình bình thường sinh sống 2 năm. Đây là khái niệm gì? Lâm Tiêu nghĩ lại giật mình, ở địa cầu, tiêu phí một năm của gia đình bình thường như thế nào cũng phải 1 vạn, 2 năm là 2 vạn đồng. Trong khi một gốc linh dược đê giai nhất giá cả cũng cao tới 2 vạn, làm trong lòng hắn không nhịn được líu lưỡi. Linh dược đáng giá như thế, nếu mình có thể đi hái thuốc thì tốt rồi. Trong lòng Lâm Tiêu cảm thán, nhưng hắn cũng biết điều đó không có khả năng, ngoại trừ võ giả không có bất cứ người nào dám đi dã ngoại hái linh dược, nơi đó là thiên địa của yêu thú. Cho dù là võ giả cũng phải mạo hiểm tính mạng mới có thể tìm được linh dược. Nói vậy mảnh vỡ an thần thảo kia, muội muội phải hao phí thật nhiều tâm huyết mới có thể đạt được một chút như vậy, trong đan cát. Trong lòng Lâm Tiêu cảm động, tuy thân thể khỏe mạnh nhưng vẫn tiếp nhận chén canh, chậm rãi uống vào. Nhị ca chậm một chút, cẩn thận bị nóng. Lâm Nhu nhìn nhị ca uống canh mình nấu, vội vàng nhắc nhở, trong lòng ngọt ngào, cảm giác ấm áp. Ban đầu Lâm Tiêu không muốn cô phụ ý tốt của muội muội. Nhưng sau khi uống xong nhất thời có một cỗ nhiệt khí dâng lên, tràn khắp toàn thân của hắn, khiến hắn cảm thấy ấm áp, vô cùng thoải mái. Linh dược trên thế giới này không khỏi quá thần kỳ, công hiệu mạnh như vậy. Lâm Tiêu nhịn không được chắt lưỡi, kiếp trước hắn bị bệnh đi khám không ít đông y, nhưng đem so sánh chỉ là canh an thần bất nhập lưu lại có tác dụng như thế. Nếu đặt ở kiếp trước, tuyệt đối giá trị ngàn vàn, làm cho vô số phú hào hâm mộ. Khó trách linh dược đáng giá như thế, xác thực có đạo lý của nó. Tam muội, hương vị canh an thần của muội nấu thật tốt quá, chờ sau này muội lớn lên lập gia đình, nhị ca đi đâu uống canh an thần tốt như vậy đây? Lâm Tiêu đưa chén không, cười nói. Vốn tưởng rằng nàng sẽ thẹn thùng cúi đầu, nhưng không nghĩ tới nàng ngẩng phát đầu lên, đôi mắt trong veo trợn tròn, miệng mấp máy, như nhìn thấy chuyện gì thật sự khó thể tin. Lâm Tiêu nghi hoặc đánh giá mình, sau đó sờ sờ mặt. Làm sao vậy tam muội, hình như trên mặt nhị ca không mọc hoa đi. Chẳng lẽ bởi vì nhị ca thật soái sao? Nói tới đây chính hắn cũng nở nụ cười. Nhị ca, huynh thật là tự kỷ, huynh nghỉ ngơi thật tốt, muội đi làm cơm chiều. Lâm Nhu vươn đầu lưỡi, chợt bưng chén đi ra ngoài. Cha mẹ ra ngoài công tác, bình thường tới tối mới về, bởi vậy chỉ có muội muội ở nhà nấu cơm. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn chén canh trống trơn trong tay, tâm tình của Lâm Nhu đột nhiên tươi sáng. Vừa rồi tin tức nhị ca té xỉu truyền đến, trong lòng nàng kinh hoàng sợ hãi, nhưng hiện tại đều đã biến mất. Đồng thời nàng chớp đôi mắt to, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhị ca không phải luôn thật hiền như khúc gỗ, thật hướng nội sao? Mình chưa từng bao giờ thấy hắn vui đùa như vậy, giống như thay đổi thành người khác. Chẳng lẽ lần này té xỉu khiến đầu óc hắn thông suốt sao? Bất kể như thế nào, nhị ca không có việc gì, thật tốt. Trong lòng Lâm Nhu vui mừng rời đi. Lâm Nhu đã đi, Lâm Tiêu đứng lên khỏi giường. Thế giới này là thế giới võ đạo vi tôn, ở trong này chỉ có người có thực lực cường đại mới được tôn trọng. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, chỉ có thể gia tăng thực lực, trở thành võ giả. Võ giả, ở tại Thương Khung Đại Lục là một chức nghiệp được tôn sùng, hiện giờ trên đại lục, mỗi một thiếu niên của các đại đế quốc vừa nhận giáo dục văn hóa, cũng sẽ gia nhập huấn luyện quán, khai phát tiềm lực, xem có thể trở thành một võ giả hay không. Trên thực tế ở 2000 năm trước, tuy võ giả cường đại, nhưng địa vị vẫn chưa được tôn sùng như thế, mà chân chính thay đổi địa vị của võ giả là do ngày hủy diệt của 2000 năm trước. 2000 năm trước, nhân loại chiếm cứ đại bộ phận đại lục, xây dựng nhiều đế quốc, thành trì, khai sáng văn minh phồn hoa, thật nhiều học thuật cùng nở rộ,
trăm nhà đua tiếng, mà gần nửa đại lục bị yêu thú chiếm cứ, nhưng hết thảy đều thay đổi vào ngày hủy diệt 2000 năm trước. Ngày đó là thương khung lịch 5632 năm, thực lực thăng bằng giữa yêu thú cùng nhân loại bị phá vỡ, trước khi yêu thú luôn là đối tượng bị nhân loại liệp sát, da, thịt, khung xương, yêu đen đều là nhu cầu phẩm chất giúp võ giả nhân loại gia tăng thực lực, nhưng vào ngày hủy diệt, bên trong tử vong chi xâm khủng bố nhất của yêu thú, đã xuất hiện thật nhiều yêu thú, thú triều khổng lồ lấy một loại trạng thái thổi quét khắp thiên hạ sông, vào thành trì nhân loại, giết chóc nhân loại, huyết tinh cùng điên cuồng, ngày đó được người đời sau gọi là ngày hủy diệt. Thú triều ngày đó làm cho mấy tỷ nhân loại tử vong, thật nhiều tiểu quốc bị tiêu diệt, thậm chí một ít đại đế quốc bị thú triều khủng bố trực tiếp hủy diệt, yêu thú lấy xu thế kinh người càn quét toàn bộ đại lục. Trong cuộc chiến tranh, nhân loại khiếp sợ phát hiện văn minh phồn hoa của mình, nếu không có thực lực cường đại bảo hộ, thật yếu ớt chẳng khác gì hài tử mới sinh ra đời. Lúc đó một ít cường giả võ đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt yêu thú khủng bố, nhìn qua thật bé nhỏ không đáng kể. Sau lúc ban đầu kinh hoàng, nhân loại bắt đầu chống cự gian nan khổ cùng lâu dài, từng tòa thành trì bị hủy diệt, thật nhiều văn minh biến mất, lãnh thổ quốc gia nhân loại ngày càng ít ỏi, nhưng trong lúc kháng cự, nhân loại, từ lúc ban đầu chạy tán loạn đến về sau dần dần bảo vệ được căn cứ địa. Trong yêu thú có thực lực đáng sợ tồn tại, trong nhân loại dần dần xuất hiện cường giả. Lúc trước một kim mao cự tê hủy diệt một đế quốc, cuối cùng bị một siêu cấp cường giả trong nhân loại, cũng chính là phách hỏa thánh tôn khai sáng đại thánh địa đánh trọng thương chạy trốn. Cường giả ở thời khắc mấu chốt cứu được thật nhiều dân chúng bình thường, cùng quân đội các đại đế quốc chống cự thú triều. Trong khi đó vô số cường giả vẫn lạc, dân cư cấp tốc giảm bớt, nhưng nhân loại luôn có tinh thần ở trong nghịch cảnh càng lúc càng mạnh, cũng không bị khó khăn hù sợ. Người trước ngã xuống người sau tiến lên, mà cường giả như phách hỏa thánh tôn xuất hiện, khiến nhân loại bắt đầu có năng lực phản kích. Trong đầu Lâm Tiêu hồi ức lại lịch sử thật rõ ràng, đây là lịch sử mà mỗi một hài đồng trên thương khung đại lục nhất định phải hiểu biết. Chiến tranh giữa yêu thú cùng nhân loại bắt đầu từ thương khung lịch 5632, mãi cho tới năm 5748 mới chấm dứt. Mấy cường giả đỉnh cấp nhân loại liên tục chém giết vài đầu yêu thú vương cấp, cuộc chiến tranh đại quy mô giữa nhân loại cùng yêu thú cuối cùng kết thúc. Thật sự là đáng sợ. Lâm Tiêu hồi tưởng trí nhớ trong đầu mình, thổn thức không thôi, cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy còn thảm thiết hơn cả thế chiến ở kiếp trước. Trong suốt trăm năm chiến tranh, nhân loại từ số lượng hơn trăm tỷ dân cư, mãi tới khi chiến tranh chấm dứt chỉ còn lại vài tỷ, trong toàn bộ quốc gia, chỉ có tứ đại đế quốc cực mạnh nhất miễn cưỡng còn tồn tại. Còn lại vô số quốc gia bị tiêu diệt, mà tứ đại đế quốc cũng, bởi vì có sự xuất hiện cường giả đỉnh phong nên bảo tồn được như bây giờ. Sau thương khung lịch 5748, nhân loại bắt đầu lịch sử mới chân võ lịch, dùng điều này kỷ niệm thật nhiều võ giả đã cống hiến thật lớn cho nhân loại, hiện giờ đã 2000 năm trôi qua. Cho tới bây giờ, nhân loại vẫn cùng yêu thú chiến đấu không ngừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhân loại chỉ còn lại tứ đại đế quốc. Mà nơi ở của Lâm Tiêu chính là một thành trì tên Tân Vệ Thành, lệ thuộc một trong 8 đại quận thành dưới trướng Võ Linh Đế Quốc còn là một trong 6 đại vệ thành bên dưới Hiên Giật quận thành, mà đại bộ phận lãnh thổ quốc gia trên đại lục vẫn bị yêu thú chiếm lĩnh. Hiện giờ đã là chân võ lịch 2213 năm, mỗi một thiếu niên trong xã hội nhân loại đều đến huấn luyện quán tu luyện, xem mình có tiềm chất trở thành võ giả hay không. Trong 2000 năm qua trong nhân loại tràn ngập cường giả, nhưng vương giả trong yêu thú cũng càng ngày càng mạnh, song phương vẫn duy trì cân bằng. Luôn duy trì hơn 2000 năm. Thế giới này khác với kiếp trước, nếu muốn có địa vị cao, chỉ phải trở thành võ giả, trở thành cường giả, ngoài ra không còn cách nào khác. Lâm Tiêu thở ra một hơi, tinh thần hoàn toàn tập trung, trước khi trở thành chân võ giả, huấn luyện quán sẽ truyền thụ một ít kiến thức cơ bản dùng tu luyện, mà Lâm Tiêu tu luyện chính là mãnh hổ thất thức. Muốn trở thành một võ giả chân chính, đạt tới cảnh giới chân võ giả, nhất định phải đạt tới lực lượng 1000 kg, tốc độ cùng thân pháp đạt tới trình độ nhất định mới có thể thông qua sát hạch bước đầu. Bình thường đệ tử huấn luyện, căn cứ thực lực không giống nhau, chia thành luyện thể, luyện cốt, luyện tủy, mà luyện thể chính là rèn luyện lực lượng bản thân, phát triển tiềm năng, rèn luyện da, cơ, tu luyện tới cực hạn bình thường có thể có được 400 kg lực lượng, mà luyện cốt thì sâu hơn một tầng, đem lực lượng luyện tới khung xương, thúc giục khung xương sinh trưởng, đồng thời tu luyện ra thịt nội tạng quanh khung xương, đến sau đó đạt tới 800 kg lực lượng, cuối cùng là luyện tủy. Ở trên thế giới này trong thiên địa tràn ngập nguyên khí vô cùng vô tận, đạt tới luyện tủy thân thể vô ý thức hấp thu thiên địa nguyên khí, thay đổi thể chất hoàn toàn. Khi lực lượng đạt tới 1000 kg, tốc độ cùng thân pháp đều đạt tới trình độ nhất định, có thể thông qua sát hạch bước đầu trở thành một chuẩn võ giả, mà muốn thực sự trở thành chân võ giả, đạt tới huân chương nhất cấp võ giả, nhất định phải đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú, mở ra nguyên trì cất chứa nguyên lực, bởi vì 1000 kg cũng không phải do võ giả liên minh tùy ý chế định. Mà là trong hơn 2000 năm chém giết cùng yêu thú căn cứ vào kinh nghiệm tổng kết.
Mục đích cuối cùng của võ giả là giết chết yêu thú, con số này cũng do võ giả liên minh nhận định giới tuyến thấp nhất có thể đánh chết cấp thấp yêu thú. Vừa mới thăng cấp võ giả được xưng là chân võ giả nhất chuyển, phân ra 3 cấp, phân biệt đối ứng cùng nhất tinh, nhị tinh cùng tam tinh yêu thú. Trên chân võ giả tam chuyển là hóa phàm cảnh cường giả, đại biểu trình tự cao hơn của võ giả. Đây là những cấp bậc mà Lâm Tiêu tạm thời biết tới. Nhưng đối với hắn mà nói, bất luận là chân võ giả hay hóa phàm cảnh cường giả đều quá mức xa xôi. Hiện giờ Lâm Tiêu chỉ mới đạt tới luyện thể đỉnh, có được 400kg lực lượng. Hồi tưởng lại trí nhớ trong đầu, Lâm Tiêu cau mày. Mãnh hổ thất thức tuy là công pháp cơ sở nhất, nhưng có thể tu luyện tới chân võ giả cảnh giới, thiên phú của nguyên chủ thật tốt, mà hắn tu luyện cũng vô cùng khắc khổ, mỗi động tác đều học thuộc lòng, tiêu chuẩn cực kỳ xinh đẹp, nhưng ở trong huấn luyện quán ngay cả đệ tử tư chất bình thường cũng đã tới luyện cốt, chỉ riêng hắn còn ở giai đoạn luyện thể. Sự ra khác thường tất có vấn đề, Lâm Tiêu hiểu nhất định phải có nguyên nhân gì mới như vậy. Chỉ dựa vào suy nghĩ nhất định là không được, hắn bắt đầu diễn luyện mãnh hổ thất thức. Hổ thị đam đam, hổ khiếu sinh phong, mãnh hổ khiêu giản, ác hổ phác dương, bạch hổ hàm thi, hổ khẩu đoạt thực, thần hổ bãi vĩ. Hắn thuần thục thi triển mãnh hổ thất thức, động tác hoàn mỹ vô khuyết, mỗi chiêu thức đều vô cùng tiêu chuẩn, không có một tia sai lầm hay không nhịp nhàng. Hắn đánh ra từng chiêu từng thức, quyền phong sinh gió, dị thường mãnh liệt. Đánh xong 3 lần, Lâm Tiêu thu công đứng thẳng, trên mặt lộ ra một tia giật mình. Võ đạo tu luyện trọng yếu nhất là ý cảnh, mãnh hổ quyền pháp đương nhiên phải có khí thế của mãnh hổ. Tuy thiên phú của nguyên chủ thật tốt, nắm chắc chiêu thức thập phần hoàn mỹ, nhưng bởi tâm tính yếu đuối, chỉ biết chiêu thức mà không có ý cảnh, cho dù động tác tiêu chuẩn bao nhiêu, hoàn mỹ thế nào cũng không được. Mãnh hổ quyền pháp hẳn phải đánh như vậy. Diễn cảm Lâm Tiêu lạnh lùng, trong lòng hồi ức lại ngày đó mình ở vườn bách thú nguyên sinh nhìn thấy lão hổ vồ mồi, ở kiếp trước. Mãnh hổ quyền pháp thức thứ nhất hổ thị đam đam, thức thứ hai hổ khiếu sinh phong. Lâm Tiêu đánh ra từng chiêu từng thức. Lực lượng thân thể phát huy tới mức tận cùng, quyền phong gào thét, trong phòng vang lên tiếng ô minh, mơ hồ thực sự truyền ra tiếng hổ gầm. Giờ phút này diễn luyện không hề khác biệt lúc trước, nhưng làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Một là lão hổ mất đi ngỗ ngược trong vườn thú, một là bách thú chi vương, mỗi cử động khí phách uy mãnh của thú trung chi vương biểu lộ, khí thế làm người sợ hãi. Lâm Tiêu không ngừng thi triển, một lần, hai lần, ba lần. Toàn thân hắn bắt đầu nóng lên, từng luồng chân khí đập vào. Bắt đầu từ làn da, dần dần thẩm thấu đến cơ thịt, nội tạng, khung xương. Ác hổ phác dương. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu trợn mắt, hùng hổ, thân thể đột nhiên khom xuống. Sau đó nhào về phía trước, thân hình giãn ra trong hư không. Đồng thời hai đấm vung ra, thế như sấm sét, nhanh như thiểm điện. Thân hình hắn như hóa thành một đầu ác hổ bổ nhào về con mồi của mình. Một tiếng hổ gầm truyền ra, hai đấm của hắn vỗ lên mặt đất. Ca sát. Sàn nhà nứt vỡ, khe hở lan tràn, gạch đá thật dày dập nát. Trong thân thể Lâm Tiêu vang lên tiếng nổ đùng thật nhỏ, giống như có địa phương nào bị xông phá. Mình đạt tới luyện cốt. Lâm Tiêu vui mừng. Lâm Tiêu lau mồ hôi, cảm thấy mừng rỡ. Không biết muội muội nấu cơm xong chưa? Thoáng nghỉ ngơi một lát, hắn đi ra khỏi phòng. Nhà chúng tôi sẽ không bán huân chương võ giả. Đúng lúc này, thanh âm của Lâm Nhu đột nhiên từ phòng khách truyền đến, trong thanh âm mang theo tức giận. Nghe thanh âm tức giận của muội muội, Lâm Tiêu nhướng mày, đi nhanh ra phòng khách. Ở trong ấn tượng của hắn, Lâm Nhu là một thiếu nữ ôn nhu như nước, rất ít nổi giận, hiển nhiên đối phương đã làm nàng phẫn nộ. Lâm Nhu, ta chỉ vì muốn tốt cho Lâm gia các ngươi, ngươi cũng biết thêm một năm nữa Lâm gia sẽ mất đi tư cách gia đình võ giả, đến lúc đó huân chương võ giả tứ cấp cũng sẽ bị võ điện thu hồi. Nếu đem huân chương bán cho ta, một năm sau cho dù các ngươi mất đi tư cách gia đình võ giả, cũng có được chút tích tụ sinh sống, chẳng phải là một công đôi việc. Một thanh âm nghe qua như hảo tâm vang lên. Nhưng rơi vào trong tai Lâm Tiêu lại vô cùng khó nghe. Nghe được thanh âm quen thuộc kia, trong lòng Lâm Tiêu nhất thời hiện lên một bóng người. Người này là một quản sự đình viện võ giả, tên là Lưu Hành Thiện. Tuy trong tên có hai chữ Hành Thiện, nhưng tâm địa cực đen, đặc biệt là một ít chuyện lấn thiện sợ ác, bỏ đá xuống giếng, thanh danh cực kém. Hai tháng nay liên tục tới nhà mình, mục đích là vì lấy được huân chương võ giả tứ cấp của Lâm gia. Đình viện võ giả chính là khu nhà ở của gia quyến võ giả. Trong thương khung đại lục, bất kỳ gia đình nào chỉ cần có người thăng cấp võ giả, người nhà sẽ được miễn phí rời qua đình viện võ giả. Đây là một phúc lợi, đối với khu cư dân bên ngoài, đình viện võ giả càng thêm an toàn, hoàn cảnh càng thêm thoải mái. Đồng thời căn cứ theo cấp bậc võ giả, thế lực nơi đó sẽ công bố huân chương do võ giả liên minh thừa nhận. Huân chương có cấp bậc khác nhau, trong thương khung đại lục có được tiện lợi cùng đặc quyền thật lớn, nhưng một khi võ giả vẫn lạc, trong 6 năm huân chương sẽ không bị thu hồi. Người nhà có thể hưởng được đặc quyền do huân chương mang tới, chỉ khi nào qua 6 năm, nếu trong nhà không có võ giả khác xuất hiện, huân
huân chương sẽ bị thu hồi, đặc quyền cũng mất đi hiệu lực. Dù sao hàng năm võ giả sản sinh cùng vẫn lạc thật sự quá nhiều, võ giả liên minh, do các thế lực lớn tạo thành không có khả năng nuôi dưỡng người nhà, của võ giả tử vong vĩnh viễn, chỉ có thể cấp ra 6 năm hưởng thụ đặc quyền, hy vọng gia tộc của võ giả tử vong có thể sản sinh ra một võ giả mới. Ở Lâm gia, vô luận là cha mẹ Lâm Tiêu hay chính hắn, cùng Lâm Nhu đều có thể đi vào đan các làm việc, những điều này đều nhờ huân chương võ giả tứ cấp mà đại ca lưu lại, tuy rằng muội muội làm công tác đánh tạp tại đan các, nhưng địa vị đặc thù của đan các luôn làm không ít người đỏ mắt. Rất nhiều người gia tài giàu có, nhưng gia đình hay thế lực không có võ giả đều sẽ tiêu tiền mua một ít huân chương của võ giả đã chết, lợi dụng đặc quyền của huân chương làm việc cho mình. Lưu Hành Thiện là một con chó săn cho gia đình quý tộc, loại chuyện này tự nhiên giao cho hắn ra mặt là tốt nhất. Bình thường huân chương võ giả đều cực kỳ nổi tiếng, mà huân chương của Lâm gia mang tới đặc quyền làm cho cả gia đình có võ giả cũng hâm mộ, tự nhiên sẽ hấp dẫn thật nhiều thế lực ngấp nghé. Dù sao là huân chương tứ cấp, bình thường chỉ khi nào tiến vào hóa phàm cảnh mới được các thế lực lớn cho tặng. Đại ca Lâm Hiên năm 18 tuổi đạt tới chân võ giả tam chuyển, chỉ kém một bước là có thể đi vào hóa phàm cảnh cường giả, nhờ vậy mới được võ điện đặc thù trao tặng. Hấp dẫn của huân chương tứ cấp tuyệt đối thật lớn. Trong phòng khách, Lưu Hành Thiện cười híp mắt nhìn Lâm Nhu, trong mắt lóe ra tia âm lãnh, hắn đã tới Lâm gia hai lần, nhưng hai vợ chồng Lâm gia đều không muốn đem huân chương giao ra, làm trong lòng hắn cực kỳ tức giận, đành thừa dịp giữa trưa hai người đi vắng, nhìn xem có thể từ trong tay tiểu nữ nhi của Lâm gia lừa tới hay không. Chờ sau khi lấy được huân chương tới tay, sau đó chỉ cần làm cho thiếu nữ này đóng dấu tay, cho dù hai vợ chồng Lâm gia trở về có biết, nhưng đã có giấy trắng mực đen, đối phương cũng không có biện pháp gì. Nhà chúng tôi sẽ không bán huân chương, Lưu quản sự, ngươi trở về đi. Lâm Nhu tức giận, huân chương là di vật duy nhất đại ca Lưu cho gia đình, nàng làm sao đồng ý đem đi bán. Đừng vội vàng cự tuyệt thôi. Lưu quản sự chậm rãi lắc đầu, khóe môi mang theo nụ cười giả tạo. Nghe nói nhị ca ngươi sáng nay té xỉu trong huấn luyện quán. Nếu nhị ca ngươi thật sự xảy ra vấn đề gì, ta xem nhà các ngươi cũng không có tiền cho hắn trị liệu. Nếu ngươi nguyện ý đem huân chương cho ta, ký tên lên giấy, hiện tại ta cho ngươi 5 gốc linh dược nhất giai. Ngươi làm việc trong đan các, nói vậy đã biết giá cả cùng công hiệu linh dược. Có linh dược, nói không chừng nhị ca ngươi sẽ lập tức trở thành võ giả. Lấy một huân chương sắp quá thời hạn đổi một võ giả chân chính, khoản mua bán này thật có lợi đúng không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu quản sự nói chuyện nghe thật có đạo lý. Đem khế ước đặt lên bàn, nhìn qua như có lòng tốt, nhưng đôi mắt âm thầm chuyển động, một bụng ý nghĩ xấu. 5 gốc linh dược nhất giai. Trong lòng Lâm Nhu không nhịn được tâm động, nàng hiểu rõ tầm quan trọng của linh dược, có 5 gốc linh dược này, nói không chừng xác suất nhị ca thăng cấp võ giả sẽ đề cao rất nhiều. Vậy sao? Vậy đa tạ Lưu quản sự có ý tốt, nhưng Lâm gia chúng tôi không cần. Ngay lúc Lâm Nhu đã sắp động tâm, một thanh âm đột nhiên truyền ra. Lưu quản sự kinh hãi, khi nhìn thấy rõ là ai. Trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường, lộ ra khẩu khí mèo khóc chuột, quan tâm nói. Là Lâm Tiêu sao, nghe nói ngươi té xỉu trong huấn luyện quán, hiện tại thân thể khỏe không? Lâm Tiêu bình thản nói. Lưu quản sự tới an ủi học sinh sao? Vậy đa tạ Lưu quản sự quan tâm, nhưng thân thể ta không có gì trở ngại, không biết Lưu quản sự nghe xong có phải thật thất vọng hay không đây? Lưu Hành Thiện ngượng ngùng cười cười, trong lòng nhủ thầm. Lâm gia nhị tử hôm nay sao giống như thay đổi thành một người khác? Dĩ vãng mỗi khi Lâm Tiêu nhìn thấy hắn, như chuột thấy mèo luôn trốn tránh, còn không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hôm nay chúng ta sao? Chẳng những tùy tiện đi ra, khẩu khí còn mang theo vẻ trào phúng. Chẳng lẽ tiểu tử này hôn mê, lại đem đầu đập choáng váng? Lâm Tiêu, ngươi tới vừa lúc, ta đang nói với muội muội của ngươi, thương lượng chuyện sang nhượng võ giả huân chương. Lưu quản sự thở dài. Vì tương lai Lâm gia các ngươi, Lưu Hành Thiện này xem như dốc hết tâm huyết. Nguyện ý dùng 5 gốc linh dược nhất giai đổi lấy huân chương của Lâm gia, có linh dược, thực lực của ngươi sẽ tăng mạnh, chỉ sợ không qua bao lâu nữa ngươi có thể trở thành chân võ giả đi. Khóe môi hắn hiện nụ cười, như đã định liệu trước. Hắn đã sớm nghe nói Lâm gia nhị tử là một người điên trong tu luyện, một lòng muốn trở thành chân võ giả, nhưng hắn thua kém đại ca hắn quá xa, đến nay còn trong giai đoạn luyện thể, mình đưa ra điều kiện hấp dẫn, Lưu quản sự tin tưởng Lâm Tiêu nhất định không thể cự tuyệt. Trên thực tế mục đích chuyến đi này của hắn chính là Lâm Tiêu. Hắn không tin một người yếu đuối nhát gan còn hướng nội như vậy, có thể đào thoát khỏi lòng bàn tay của mình, trở thành một chân võ giả. Trong lòng Lâm Tiêu cười lạnh, chẳng lẽ Lưu quản sự nghĩ rằng, không có linh dược của ngươi ta không thể trở thành chân võ giả sao? Lưu quản sự ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Ta nghĩ so sánh với ta, Lâm Tiêu ngươi hẳn càng hiểu rõ tình huống của mình đi. Ngữ khí của hắn có chút chanh chua. Lâm Tiêu cười ha hả, ngữ khí trầm xuống. Chuyện của ta cũng không cần Lưu quản sự quan tâm, huynh muội chúng ta còn có việc, không tiễn các hạ.
Lâm Tiêu khoát tay, ý muốn tiễn khách. Sắc mặt Lưu quản sự trầm xuống, không rời đi mà cười lạnh nói. Lâm Tiêu, ta cũng chỉ muốn tốt cho Lâm gia các ngươi, Lâm gia nếu không có Lâm Hiên, có tư cách ở nơi này. Hiện tại đại ca ngươi mất, Lâm gia còn dám cậy mạnh, một năm sau tới lúc võ điện bình cách, huân chương Lâm gia khẳng định bị lấy về. Một khi không còn huân chương, các ngươi bị đuổi khỏi đình viện, chỉ sợ tình cảnh của các ngươi không cần ta phải nói. Hừ, Lâm quản sự, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Lâm Nhu nhịn không được quát. Lâm Nhu, ngươi cũng đừng gấp, đừng nhìn ngươi đang công tác trong đan các, nhưng chỉ là đánh tạp, chờ khi không còn huân chương các ngươi sớm muộn gì cũng bị đuổi ra, đến lúc đó nhìn ngươi yếu ớt còn có thể làm gì mà sống, đừng luân lạc tới mức đi làm. Lưu quản sự vừa nói, ánh mắt nheo lại nhìn Lâm Nhu, khóe miệng hiện tia cười gian. Lâm Nhu tức giận nước mắt lưng tròng, môi run rẩy, thiếu chút nữa khóc lên. Còn chưa đợi hắn nói hết lời, Lâm Tiêu giận tái người, vung ra một chưởng, Lưu quản sự chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, trên mặt bị trúng một cái tát nặng nề, một tát này đánh hắn đầu hoa mắt choáng, khí huyết bốc lên, thân hình quay tròn một vòng lảo đảo, kiệt lực đỡ lấy bàn mới không bị ngã. Chờ khi hắn đứng vững lại, nửa mặt đã sưng tấy, hiện rõ dấu bàn tay. "Lâm Tiêu, ngươi!" Một tia máu tươi tuôn ra khóe miệng, Lưu quản sự phun cái răng gãy, mở to hai mắt khó thể tin nhìn Lâm Tiêu. Chỉ vào hắn, cánh tay run run, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Hắn thật sự không ngờ Lâm Tiêu dám động thủ đánh mình. Nhị ca, Lâm Nhu ngây dại, Lưu quản sự là quản sự gia đình võ giả. Tuy không thực quyền nhưng nhà họ không còn đại ca bao che, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Ta các gì ta? Lâm Tiêu tiến lên một bước, ánh mắt rét run. Còn không cút mau cho ta, nếu không cút, xem ta làm sao chỉnh ngươi. Ngươi dám? Lưu quản sự tức giận tím mặt, hét dầm lên. Còn chưa dứt lời, thân thể của hắn đã bị Lâm Tiêu đạp một cước, thân thể mập mạp nặng nề ngã xuống đất, trong miệng chu lên như bị chọc tiết heo. Tiểu súc sinh, ngươi dám động thủ, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết không, ngươi nhất định phải chết, Lâm gia các ngươi đều chết chắc rồi. Lưu quản sự chật vật bò lên, ngực đau đớn, sắc mặt xanh mét giận dữ, hổn hển nói. Ân, ngươi đây là muốn chết. Ánh mắt Lâm Tiêu trầm xuống, thân hình xông lên trước, hai đâm biến thành hổ trào chộp tới, trong đôi mắt hiện lên sát khí làm người sợ hãi. Một cỗ khí thế khôn cùng bộc phát, không khí giống như động lại. Trong nháy mắt, Lưu quản sự giống như đối mặt mãnh hổ, mà hắn chỉ là sơn dương. Ánh mắt cùng khí thế kia làm hắn sợ hãi không còn chút máu, thiếu chút nữa cho rằng mình phải chết. Trước khi hắn đến thật không ngờ Lâm Tiêu to gan như vậy, lại dám vô pháp vô thiên, chẳng những động thủ với mình còn dám chặn giết hắn. Chẳng lẽ không sợ rước lấy tai họa ngập đầu cho Lâm ra sao? Hai đấm của Lâm Tiêu đi tới trước mặt của hắn, lực lượng bàng bạc dừng lại cách khuôn mặt hắn chừng hơn một thước. Lực lượng cuồng bạo hóa thành một cỗ kình phong thổi bay mái tóc trên trán hắn. Suy suy, nhìn thấy nắm tay gần trong gang tấc, Lưu quản sự run lên, dưới háng nóng hổi, mùi khai nước tiểu khuếch tán trong phòng khách, Lưu quản sự chuyển một vòng trước quỷ môn quan, sợ tới mức tiểu ra quần không thể khống chế. Nếu ai dám giở thủ đoạn gì với người nhà của ta, ta cam đoan hắn không sống qua ngày mai. Lâm Tiêu băng sương lên tiếng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lưu quản sự, trong giọng nói toát ra lòng tự tin cùng lãnh khốc cường đại. Lưu quản sự sợ tới mức toàn thân run rẩy, đặng đặng ngặng liên tiếp lui vài bước, không nói gì, chỉ oán độc nhìn Lâm Tiêu. Hắn đã bị tiểu tử này làm sợ tới mức tiểu tiện không thể khống chế. Đây là chuyện trước nay chưa từng có, là chuyện cực kỳ mất mặt, hắn chưa từng bị người uy hiếp qua như vậy. Một khi truyền đi ra bảo hắn đem mặt mũi để ở đâu, Lưu quản sự cảm giác lòng tự tôn của mình bị ném xuống đất mặc cho người hung hăng vũ nhục. Tiểu súc sinh, Lâm Tiêu ngươi thật to gan, thật to gan. Không ngờ dám uy hiếp nhục nhã ta. Cơn tức này ta làm sao nhịn được. Trong mắt Lưu quản sự lóe ra oán độc, nhưng không dám nói lời nào, chỉ mắng to trong lòng. Hắn làm sao không biết nếu hiện tại mình mở miệng chọc giận đối phương, người chết chính là mình. Chờ đi ra Lâm gia, thi triển thủ đoạn không muộn, sớm muộn gì cho Lâm gia sống không bằng chết. Lâm Tiêu làm sao không biết trong lòng đối phương suy nghĩ chuyện gì. Lưu quản sự, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hôm nay ngươi nghênh ngang chạy tới Lâm gia đầu đầu uy phong, nói trắng ra là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, đừng tưởng rằng mình có một thân phận quản sự thì giỏi lắm, cũng đừng nghĩ chuyện trả thù, nếu không nói không chừng có một ngày nào đó đi đường ban đêm, bị người gõ vỡ đầu chó của ngươi, vậy thì thật quá xui xẻo. Lưu quản sự nghe được lời này, sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn không phải là võ giả, đi lên làm quản sự chỉ là dựa vào quan hệ, mà Lâm Tiêu còn trẻ khí thịnh, nếu thật sự phát điên làm ra chuyện gì, mình chết thật sự là rất oan. Đây chỉ là chuyện nhỏ, Lâm gia dù gì cũng là gia đình có được huân chương tứ cấp. Nếu nháo tới võ điện, làm cho các trưởng lão hay biết tham dự vào, đến lúc đó chỉ sợ chủ nhân của ngươi cũng không áp xuống được, kẻ đầu tiên bị ném bỏ chính là ngươi. Sắc mặt Lưu quản sự vốn đang trắng bệch,
vừa nghe xong lời này thậm chí không còn chút huyết sắc, môi đều run rẩy lên. Lâm Tiêu, ngươi hiểu lầm. Ta tuyệt đối không có tâm tư này. Lưu quản sự run rẩy, hắn không còn dám đem thiếu niên trước mắt đối đãi như một người thường. Chuyện mua bán huân chương võ giả tuy thịnh hành, nhưng phần lớn đều là song phương tình nguyện. Hơn nữa bán huân chương bình thường đều là một ít gia đình võ giả bình thường. Nhưng Lâm gia là huân chương tứ cấp, một khi nháo lên võ điện, chỉ là một quản sự nho nhỏ chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Lâm Tiêu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, nếu đã nói xong, đã hiểu rõ mọi chuyện, vậy thì bỏ đi. Lưu quản sự, mời nhanh chóng về nhà, miễn cho người trong nhà sốt ruột. Lúc này Lưu quản sự sao còn dám nói lời gì, nghe được Lâm Tiêu thả ra, chật vật chạy ra cửa. Chậm đã. Lâm Tiêu đột nhiên nói. Thân thể Lưu quản sự cứng ngắc, đứng ở cửa không dám động, khi quay đầu liền thấy một phần văn kiện ném tới, vội vàng cuống quýt tiếp nhận. Đem phần khế ước này của ngươi mang về, Lâm gia không cần. Lưu quản sự cầm khế ước lảo đảo rời khỏi Lâm gia, không quay đầu lại bỏ đi thật nhanh. Nhị ca, huynh đánh Lưu quản sự, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Chờ Lưu quản sự rời khỏi, Lâm Nhu không nhịn được lo lắng hỏi. Tam muội, Lưu quản sự nhìn như hung hăng càn quấy, kỳ thật nhát như chuột, tuyệt đối không dám giở trò gì. Nhưng thế lực đứng sau lưng hắn muốn cướp huân chương của nhà chúng ta, cũng không thể không phòng, có nhị ca ở, sau này sẽ không ai làm gì được Lâm gia chúng ta. Ánh mắt Lâm Tiêu sáng ngời, dị thường kiên định. Nhị ca. Lâm Nhu nhìn Lâm Tiêu, một loại cảm giác an toàn từ trong nội tâm nàng dâng lên, hai mắt ướt át. Lâm Nhu không phải ngu ngốc, ngược lại nàng thập phần thông minh, đối với tình huống trong nhà mấy năm nay hiểu thật rõ ràng, trong nội tâm luôn sợ hãi, dù sao nàng có kiên cường chỉ là một tiểu cô nương. Hiện tại nghe Lâm Tiêu nói, trong lòng nàng chợt cảm thấy an bình. Từ trên người nhị ca nàng thấy được ảnh tử của đại ca ngày trước, cũng tự tin, kiên định, đôi vai không cao lớn nhưng giống như có thể khởi động một vùng trời. Bên ngoài Lâm gia, Lưu quản sự dùng tay che mặt cúi đầu đi nhanh, trên người hắn khai mùi nước tiểu, chuyên chọn địa phương ít người mà đi, nếu bị người nhận ra, thật sự cực kỳ mất mặt. Cũng may lúc này là giữa trưa, trong này chỉ có người nhà võ giả, cũng không có người đi đường. Đi tới một góc tường vắng vẻ, Lưu quản sự dừng chân đưa mắt nhìn về hướng Lâm gia. Lần này mất hết mặt mũi, tiểu xúc sinh chết tiệt. Lưu quản sự cắn răng rít lên, sờ sờ khuôn mặt sưng tấy đau đớn, trong ánh mắt đầy hận ý. Tiểu xúc sinh kia không phải luôn yếu đuối hay sao, vì sao lại dám động thủ, hơn nữa còn ra tay ác độc như thế. Lưu quản sự kéo áo, nhìn thấy dấu chân đã sưng lên, không khỏi hít sâu một hơi, dùng tay ấn vào, một cỗ đau đớn toàn tâm chuyển tới. Nghe nói Lâm Tiêu chỉ tới luyện thể kỳ, nhưng một cước này, ánh mắt Lưu quản sự lóe ra. Thương khung đại lục dùng võ vi tôn, mỗi người tập võ từ thuở nhỏ, mặc dù Lưu quản sự không có thiên phú trở thành chân võ giả, nhưng cũng là luyện thể kỳ. Dù tuổi cao hoang phế, nhưng vài trăm khí lực vẫn phải có. Nhưng lúc nãy Lâm Tiêu ra tay, tốc độ cùng lực lượng làm hắn không kịp phản ứng, tuyệt đối không chỉ là luyện thể kỳ, đặc biệt cỗ khí thế kia, cũng không thua kém chân võ giả bao nhiêu. Lâm gia nhi tử trước kia chẳng lẽ luôn che giấu chính mình sao, nếu như hắn thật có thể trở thành võ giả, vậy. Trong lòng Lưu quản sự cả kinh, có một cảm giác nghĩ lại mà sợ. Bỏ đi, việc này mình nên thoái thác cho xong, làm không tốt sẽ rước họa vào thân. Để cho họ tự đi mà làm. Trong lòng hạ quyết tâm, Lưu quản sự sửa sang lại quần áo, chịu đựng đau đớn đi về nhà. Tam muội, muội đến đan các đi, nhị ca đi đồ thú trường. Ăn xong cơm trưa, Lâm Tiêu cáo biệt Lâm Nhu đi ra khỏi cửa. Mất đi đại ca bao che, những năm gần đây ngày tháng của Lâm gia thật gian nan, vì duy trì sinh kế, cả nhà đều có công tác, hắn công tác tại đồ thú trường. Đừng nhìn những công việc này như dơ bẩn hạ đẳng, nhưng trên thực tế rất chọc người đỏ mắt. Nếu không phải gia đình có được huân chương tứ cấp, căn bản không nhận được công việc này. Lâm Tiêu đi nhanh ra đình viện, ở cửa lớn có bốn hộ vệ khí vũ hiên ngang canh gác, tuy nơi này chỉ có gia quyến võ giả ở lại, nhưng cũng có hộ vệ, bốn người này tuổi trung niên, không có cơ hội đột phá thành chân võ giả, nhưng đều là luyện tủy kỳ cao thủ. La Thúc, Giang Thúc, Lâm Tiêu nhìn bốn hộ vệ gật đầu chào hỏi, bước nhanh ra đường. Đây là Lâm gia nhị tử Lâm Tiêu đi, nhìn bóng lưng Lâm Tiêu đi xa. Bốn hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, diễn cảm đều có chút ngạc nhiên. Thân là hộ vệ đình viện võ giả, họ tự nhiên quen thuộc nơi này. Lâm gia nhị tử trước kia ra ngoài luôn cúi đầu cẩn thận, luôn cho người ta cảm giác yếu đuối, đừng nói là ngẩng đầu chào hỏi. Nhưng khi nãy nhìn Lâm Tiêu giống như thay đổi thành một người khác, nụ cười tự tin đầy ánh mặt trời là lần đầu tiên họ được chứng kiến. Lúc này qua giữa trưa, người đi đường dần dần nhiều hơn, Lâm Tiêu vừa đi vừa suy tư kế hoạch sau này. Hiện giờ chỉ còn lại một năm thời gian tới lúc võ điện bình cách. Căn cứ quy định, gia đình võ giả suốt 6 năm không có võ giả bổ sung, sẽ bị hủy huân chương, mà biện pháp duy nhất bảo trụ là phải có một võ giả mới sinh ra.
Một năm thời gian, thiên phú thân thể này thật tốt, nếu tìm đúng phương pháp, chưa chắc không thể trở thành võ giả. Mặc dù trong lòng Lâm Tiêu không nắm chắc hoàn toàn, nhưng vẫn tràn ngập tin tưởng, đây là một cảm giác tự tin mãnh liệt. Kiếp trước hắn thích vận động leo núi cực hạn, thích khiêu chiến cực hạn thân thể người, có khó khăn gì hắn chưa bao giờ gặp đâu, không phải đều bị hắn vượt qua. Lâm Tiêu hiểu rõ đạo lý phải chuyên cần tu luyện, đột nhiên thân hình hắn hơi khom tới trước, khi đi đường siết chặt đôi tay, thân thể phập phồng, như một con mãnh hổ giấu trong núi rừng, ánh mắt cùng giác quan nghe ngóng khắp bốn phương, đem ý cảnh trong mãnh hổ quyền pháp dung nhập vào trong từng bước đi của chính mình. Lúc ban đầu hắn cảm giác thật khó chịu, làm sao cũng không thoải mái, nhưng dần dần đi tới hắn lại tìm được cảm giác, động tác bắt đầu thành thạo. Tư thế này có vẻ quái dị, có người đi đường chứng kiến chỉ trỏ, nhưng hắn vẫn thản nhiên không để ý tới. Đi tới, thân thể hắn bắt đầu nóng lên, người bình thường đi đường chỉ thói quen đung đưa đôi chân, cho dù đi một ngày lòng bàn chân nổi bóng, bắp chân tê dại chết lặng, đùi đau đớn, nhưng những nơi khác căn bản bình thường, đó bởi vì không hề dùng lực. Nhưng bước chân của Lâm Tiêu mạnh mẽ uy vũ, chẳng những hai chân dùng sức, ngón chân ngón tay còn có thắt lưng, eo, lưng, bụng thậm chí là ngực, cổ, toàn thân đều dùng khí lực, tự nhiên hiệu quả khác hẳn. Vừa đi vừa tu luyện, bất chi bất giác trước mặt xuất hiện một tòa kiến trúc, đồng thời trong không khí tản ra mùi vị ngai ngái. Đã đến đồ thú trường. Đồ thú trường là do Võ Điện Tân Vệ Thành cùng thành chủ phủ liên hợp thành lập, tổng cộng có 3 nơi. Lâm Tiêu làm việc trong đồ thú tràng nằm tại vị trí ngoại ô thành Nam Tân Vệ Thành, đã công tác 2 năm. Đồ thú tràng đúng như tên gọi, chính là nơi giết yêu thú. Mỗi ngày quân đội cùng võ giả Tân Vệ Thành sẽ ra thành liệp sát yêu thú, thứ nhất làm cho khu núi rừng gần thành được an toàn, tiếp theo là vì tu luyện, mà trọng yếu nhất là vì bảo vật trên người yêu thú. Thân thể yêu thú không nhỏ, một khi võ giả đi vào rừng sâu vì muốn nhẹ nhàng làm việc, bình thường đánh chết yêu thú xong chỉ thu thập tài liệu đáng giá, mà bởi vì không thể mang theo thân thể yêu thú, sẽ cho tùy tùng mang về đồ thú tràng, do nhân viên công tác lột da, xẻ thịt, Lâm Tiêu làm loại công việc này. Lâm Tiêu dựa vào lệnh bài thân phận thông qua thủ vệ kiểm tra đi vào đồ thú tràng. Tránh ra, tránh ra. Một tiếng hét lớn vang lên, Lâm Tiêu cùng vài nhân viên đang đi vào cửa bị thủ vệ ngăn hai bên cửa lớn. Giát chi, giát chi. Thanh âm bánh xe nghiền trên mặt đất vang lên, vài cỗ xe ngựa cỡ lớn lôi kéo một đống thi thể yêu thú chạy vào đồ thú trường. Chung quanh còn có nhiều chiến sĩ võ trang đầy đủ, càng làm Lâm Tiêu giật mình, là sau đội ngũ kia có một đại hán toàn thân đầy cơ bắp thoải mái, khiêng một thi thể giống con nhím cao hơn 10 thước, thi thể nhìn thấy giống ngọn núi nhỏ, gai nhọn tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Đi sau lưng đại hán là 3 nam 1 nữ, 4 người mặc bì giáp cùng áo giáp khác nhau, đôi mắt híp lại hào quang khiếp người khiến mọi người không dám đối diện, bì giáp trên người họ có tổn hại, vết máu loang lổ, vết máu còn chưa khô, hiển nhiên vừa trải qua một cuộc chém giết. Đoàn người trực tiếp đi vào cửa lớn, biến mất trước mặt Lâm Tiêu. Đội trưởng, đó là chiến phủ tiểu đội đi, một trong những tiểu đội bài danh đỉnh cấp trong Tân Vệ Thành chúng ta, thủ lĩnh phủ vương khiêng yêu thú gì vậy? Thật khủng bố. Hai mắt nhóm thủ vệ tỏa sáng, xì xào bàn tán. Đó là yêu thú thuộc họ chư vô cùng đáng sợ thị huyết hào chư. Đội trưởng thủ vệ trầm giọng nói. Thị huyết hào chư. Trong lòng Lâm Tiêu kích động. Làm việc trong đồ thú tràng, hắn nghe nói qua đại danh của thị huyết hào chư. Thị huyết hào chư là tứ tinh yêu thú. Đội trưởng thủ vệ trầm giọng nói. Thị huyết hào chư trưởng thành dài 25 mét, thân cao 18 mét, tốc độ 100 mét/giây, chỉ có cường giả tiến vào hóa phàm cảnh mới có thể đối chiến. Con thị huyết hào chư vừa rồi lớp da sáng ngời, mơ hồ trôi nổi một chút màu đỏ, chỉ sợ chính là vương giả trong thị huyết hào chư, đã sắp đạt tới ngũ tinh yêu thú, thực lực càng thêm khủng bố. Lâm Tiêu đã biết thị huyết hào chư lợi hại, nhưng nghe được tốc độ của nó vẫn cảm thấy trong lòng nghẹt thở. 1 giây 100 thước, đây là tốc độ gì? 1 giờ là 360 km, xe điện xe lửa nhanh nhất kiếp trước cũng chỉ thế mà thôi, huống chi thị huyết hào chư còn khổng lồ như vậy, lực lượng va chạm đủ đem một tòa lầu cao đụng sập. Nhưng loài yêu thú khủng bố như thế lại bị 5 đội viên chiến phủ tiểu đội đánh chết. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Lâm Tiêu vừa nghĩ tới đây đã thấy tim đập rộn lên, huyết mạch sôi sục. Võ giả, ta nhất định sẽ trở thành một võ giả chân chính. Trong lòng Lâm Tiêu tự nhủ thầm. Đi vào trong đồ thú tràng. Tiểu Tiêu, đến rồi sao? Dạ, Lý Thúc. Lâm Tiêu dọc đường chào hỏi, công nhân trong đồ thú tràng đều thích nhi đồng này, nguyên chủ cũng từng có cảm giác tự tại như thế. Một lát sau Lâm Tiêu đi vào trước phòng làm việc của mình. Tiểu Tiêu, nhiệm vụ của ngươi hôm nay đã đặt trong phòng công tác của ngươi, nhiệm vụ hôm nay khá nặng, ngươi cần phải cố gắng đó. Trong đồ thú tràng ai cũng có công việc của mình, nhiệm vụ đều cố định, làm xong là có thể trở về. Lâm Tiêu đẩy cửa, đó là một gian phòng chừng 100 mét vuông, vách tường chung quanh treo đầy dụng cụ cắt gọt, mà trong góc là một đống thi thể yêu thú. Lâm Tiêu là đồ tể sư bình thường nhất,
bởi vậy chỉ có thể xẻ thịt một ít nhất tinh yêu thú, thậm chí có đôi khi còn xẻ thịt một ít dã thú không tính là yêu thú, nhưng cho dù là nhất tinh yêu thú bình thường nhất, cũng không phải luyện tủy kỳ có thể đánh chết, chỉ có chân võ giả mới có thực lực này. Lâm Tiêu khiêng lên một con tật phong lang, đặt lên thớt gỗ, phong tật lang dài 2 thước, da lông sáng ngời, mà trên người nó đáng giá nhất cũng chính là da lông của nó, nhưng bụng của nó lại có một lưỡi dao thật dài cắt vỡ, trên thân cũng có vài lưỡi dao, phá hủy cả bộ da lông. Suy suy, Lâm Tiêu cầm lấy công cụ, tay phải huy vũ thật nhanh, dao cạo sắc bén tiến vào ngay vết thương dưới bụng sói, dựa vào cảm giác dễ dàng tìm được chỗ yếu ớt giao tiếp giữa da lông cùng huyết nhục của nó, giống như đi vào chỗ không người, chà chà vài đao cả bộ da lông tật phong lang liền chóc ra, vô cùng thành thạo. Đặt bộ da lông xuống, Lâm Tiêu bắt đầu xẻ thịt, ánh mắt thoáng đảo qua thi thể, tay phải vung mạnh, phốc suy, đao nhọn nhập vào huyết nhục, xuyên qua khe hở giữa gân cốt, đẩy vào chỗ trống trong khớp xương, lưỡi dao huy lên, thật thoải mái tách ra, vô cùng thành thạo. Lâm Tiêu thật cẩn thận, tập trung toàn bộ tinh thần, mấy phút sau đao vung lên, một tiếng vang nhỏ, khung xương lập tức thoát ra, tựa như bùn đất tán rơi xuống sàn nhà. Trong khoảnh khắc cả đầu tật phong lang đã bị hắn xẻ thịt xong xuôi, lưỡi dao chưa từng gặp chút trở ngại nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 2 năm công tác đã làm tài nghệ xẻ thịt này dung nhập thành bản năng của hắn. Nhìn đống thi thể yêu thú trong góc phòng, tinh thần hắn tập trung cao độ, không ngừng xẻ thịt cùng phân loại. Tật phong lang, độc giác hào chư, thiết chảo ma lang, địa để yêu thử. Từng đầu yêu thú bị xẻ thịt dưới tay Lâm Tiêu, sau đó được sắp đặt chỉnh tề theo từng bộ phận. Không biết qua bao lâu, ở góc phòng chỉ còn lại một con yêu thú cuối cùng. Đó là một con yêu thú dài chừng 1m50, cao 1m, bốn móng sắc bén lóe lên hàn quang dày đặc, toàn thân phủ kín lân giáp ngăm đen. Sau lưng còn có một cái đuôi cường tráng chẳng khác gì thân thể của chính nó. Đây là toàn địa giáp. Làm việc trong đồ thú tràng 2 năm, Lâm Tiêu lần đầu tiên gặp được loại yêu thú này. Toàn địa giáp là nhất tinh yêu thú, cực kỳ thưa thớt, bình thường trốn dưới lòng đất cho nên rất khó giết chết. Hơn nữa trên người nó lại không có bộ phận nào đáng giá cho nên, võ giả bình thường rất ít giết nó. Con toàn địa giáp này hẳn là bị cường giả dùng vũ khí nặng bổ trúng đầu đánh chết. Nhìn toàn thân toàn địa giáp cũng không có vết thương, nhưng ở đầu có vết máu loang lổ, vảy phá nát, hiển nhiên là bị một kích đánh trúng nặng nề. Tuy toàn địa giáp là nhất tinh yêu thú, lại rất khó đánh chết, chất thịt kém cỏi, không thể ăn cũng không thể làm thuốc, lân giáp phòng ngự thật mạnh, nhưng quá dày nặng cũng không thích hợp làm áo giáp, có thể nói không có tác dụng gì, luận giá trị còn không bằng một con dã thú, cường giả có thể một búa đánh chết ít nhất là chân võ giả nhị chuyển. Thật không biết hắn đem con toàn địa giáp này trở về làm chi. Nhìn toàn địa giáp, Lâm Tiêu khó khăn, đối với loại yêu thú đao thương khó nhập này, cho dù kỹ thuật giải phẫu của hắn cao tới đâu cũng khó xuống tay. Bắt đầu từ đầu của nó đi. Lâm Thiên xách lên yêu thú. Thật nặng. Hắn dùng hết sức lực, không khỏi thầm cả kinh. Ít nhất có 500 kg. Hình thể toàn địa giáp không lớn, nhưng cơ thể chắc nịch, mà lân giáp nặng nhất, thậm chí còn nhiều hơn 1/3 sức nặng thân thể. Nếu không phải Lâm Tiêu đã đột phá luyện cốt kỳ, thật sự không xách nổi con yêu thú này. Đột nhiên Lâm Tiêu cảm giác đồ án bát quái lô trên tay phải của mình chợt nóng lên, hắn vội vàng nhìn lại, đồ án bát quái lô chớp động 2 cái sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Kỳ quái! Lâm Tiêu lắc đầu, nhưng hắn cũng không để ý, đi thẳng tới chỗ thớt gỗ cách đó không xa. Vừa quay đầu nên hắn không kịp chứng kiến, toàn địa giáp vốn đã chết nhưng cái đuôi lại nhẹ nhàng nhúc nhích, đồng thời đôi mắt khép kín chợt mở. Một đạo kình phong đột nhiên vang lên, toàn thân lông tơ của hắn tặc lên, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh lẽo từ sau lưng dâng tràn, toàn thân nổi da gà, đồng thời một đạo hắc ảnh như tia chớp quất thẳng vào mặt của hắn, tiếng rít gió như roi quất trong không trung, tốc độ khiến không khí cũng nứt toác. Trong tích tắc nguy cơ, Lâm Tiêu không chút do dự buông lỏng toàn địa giáp, tay phải vội vàng chắn ngang trước mặt mình. Cảm giác đau đớn toàn tâm truyền đến, như bị một chiếc xe hơi đụng phải, Lâm Tiêu cảm giác tay phải của mình đau đớn như bị chặt đứt. Sau đó biến thành chết lặng. Đau đớn kịch liệt khiến Lâm Tiêu không nhịn được muốn kêu thành tiếng, nhưng hắn ngậm chặt miệng, trong lúc vội vàng hắn đã nhìn thấy bóng đen tập kích mình không ngờ lại là đuôi của toàn địa giáp, võ giả luyện khí, nếu hắn giống to, chỉ sợ nguyên khí trong cơ thể sẽ tuôn trào, bị yêu thú công kích chết càng nhanh hơn, chỉ phải nắm chắc cơ hội bỏ chạy mới còn một đường sống. Tên võ giả nào làm chuyện điên rồ, toàn địa giáp còn chưa chết đã đưa tới, đây là muốn hại chết ta. Trong lòng Lâm Tiêu không nhịn được muốn chửi mắng, đồng thời thân hình chợt lui, đầu gối khom xuống, nắm tay thành chảo, lập tức thi triển mãnh hổ quyền pháp. Toàn địa giáp bị ném xuống đất, bốn chân đong đưa nhanh như chớp vọt tới, tuy hình thể nó không lớn nhưng khí thế hung hăng khiến Lâm Tiêu có cảm giác như một cỗ xe tăng hạng nặng đang ầm vang xông qua. Tốc độ của nó cực nhanh đến rợn cả người, trong chớp mắt hàm răng tanh hôi đã tiến tới trước mặt Lâm Tiêu,
tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Mãnh hổ quyền pháp thức thứ tư ác hổ phác dương. Trong thời khắc nguy kịch, Lâm Tiêu theo bản năng thi triển một chiêu ác hổ phác dương tung ra ngoài. Hai đấm của Lâm Tiêu biến thành hổ hình mạnh mẽ tung ra, lần này thế như sấm đánh, nhanh như tia chớp, không khí bên người hắn kêu vang, dòng khí cuốn động hiện ra ngay trong hai chảo của hắn. Hai chảo của Lâm Tiêu nện thẳng lên đầu toàn địa giáp, lần này hắn xuất ra toàn thân khí lực, đầu của yêu thú nguyên bản đã bị vỡ tan, hiện giờ lại bị một kích toàn lực của Lâm Tiêu, thân hình run rẩy như bị điện giật ngã xuống. Trong nháy mắt toàn địa giáp rơi xuống đất, Lâm Tiêu bỗng dưng cảm thấy đồ án bát quái lô ở tay phải chợt nóng lên, như có một cỗ nhiệt lưu từ tay phải của hắn nhảy vào đầu yêu thú kia. Nhưng giờ phút này Lâm Tiêu không chú ý được nhiều như vậy, toàn địa giáp chính là nhất tinh yêu thú, cho dù là một chân võ giả nhất chuyển cũng phải thật cẩn thận, cho dù Lâm Tiêu có đột phá vẫn chỉ là một đệ tử luyện cốt kỳ, còn kém rất xa, vừa va chạm thân hình giống, như bị một chiếc xe tải hạng nặng chạy tốc độ cao đụng trúng, thân thể nặng nề nện lên vách tường cách đó không xa. Lâm Tiêu cảm giác ngũ tạng lục phủ đều như đảo lộn, một cỗ tinh khí ngọt ngọt không cách nào áp chế phun ra khỏi cổ họng, miệng trào máu tươi, trước mắt tối sầm lập tức hôn mê. Thời gian chỉ mới trôi qua 2-3 giây đồng hồ. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu chậm rãi tỉnh dậy. Lâm Tiêu dần dần thức tỉnh, chỉ cảm giác trước mắt mình một mảnh tối đen, đại não ông ông ầm ĩ, giống như bị người nặng nề nện cho một búa, sau gáy truyền tới đau đớn kịch liệt, thân hình quỳ rạp trên mặt đất không còn chút khí lực. Chẳng lẽ mình đi tới địa ngục? Hiện tại toàn thân Lâm Tiêu đau đớn không mở nổi đôi mắt, không biện pháp quan sát hoàn cảnh bốn phía, trong lòng suy đoán. Khoan đã, đây là có chuyện gì? Mười mấy giây sau, Lâm Tiêu hoảng sợ phát hiện trong đầu mình thậm chí có hai loại cảm giác bất đồng. Một loại cảm giác cả người vô lực, sau gáy đau đớn, mà đổi lại một loại cảm giác khác là toàn thân trên dưới đều đau, tay phải càng đau dữ dội, ngoài ra cũng không còn cảm giác gì. Hắn dùng hết khí lực mở mắt, Lâm Tiêu phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà, mặt đất quen thuộc đập vào mắt. Theo ánh mắt nhìn lại, Lâm Tiêu hoảng sợ phát hiện đối diện góc tường có một người đang nằm. Càng làm hắn rợn tóc gáy chính là quần áo trên thân người kia cùng nửa mặt lộ ra chính là bản thân hắn. Rốt cục sao lại thế này? Lâm Tiêu cả kinh cúi đầu nhìn lại, lại chứng kiến một đôi móng vuốt ngăm đen sắc bén, thân thể thoáng đong đưa, cảm nhận được sau lưng có chiếc đuôi thật dài. Đây chẳng phải là toàn địa giáp sao? Chẳng lẽ mình xuyên qua trong thân thể của nó? Không được, mình phải trở về. Trong tích tắc này, Lâm Tiêu cảm giác ý thức của mình giống như trao đổi, thật giống như màn hình chơi game bị cắt qua, cảnh sắc trước mắt biến đổi, hình ảnh lập tức cắt thành hình dáng khác, mà thân thể của mình từ chỗ nằm úp sấp biến thành nằm hơi ngửa, đau đớn sau gáy giảm bớt, nhưng tay phải đau đớn càng thêm mãnh liệt. Sao lại thế này? Lâm Tiêu chống tay ngồi dậy, liền chứng kiến toàn địa giáp nằm cách đó không xa, mà bản thân mình đã khôi phục lại như trước. Hắn ngây người. Đồng thời một ý nghĩ vớ vẩn ngay chính hắn cũng không dám tin hiện lên trong đầu. Hắn nhìn chằm chằm thân thể toàn địa giáp, khống chế ý chí trong đầu tiến vào một cảm giác khác. Lâm Tiêu nhất thời phát hiện, cảnh tượng trước mắt mình đột nhiên thay đổi 180 độ, hình ảnh lại biến thành lúc nằm úp sấp. Cảm thụ được tứ chi cùng chiếc đuôi sau lưng, Lâm Tiêu trải qua một phen thực nghiệm, rốt cục khẳng định suy đoán của mình. Sau cuộc chiến sinh tử giữa mình cùng toàn địa giáp, mình đã chiếm cứ thân thể của nó. Mình lại biến thành một con yêu thú sao? Nga, không, mình có một yêu thú phân thân. Lâm Tiêu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, đầu óc ngây ngẩn. Nếu người thường trong thương khung đại lục phát hiện mình trở thành yêu thú, chỉ sợ không cách nào thừa nhận, sớm bị dọa ngất, nhưng sau thoáng kinh ngạc, Lâm Tiêu lại vô cùng chấn định. Ngay cả việc xuyên qua đều đã phát sinh trên người hắn, có thêm một phân thân yêu thú cũng không đáng là gì. Lâm Tiêu trừng mắt nhìn toàn địa giáp, nhìn cơ thể hữu lực của nó, tình huống hiện tại lại là một ý thức khống chế hai thân thể, hơn nữa ý thức có thể tùy ý qua lại trên hai thân thể, không hề có chút khó khăn nào. Lâm Tiêu đem ý thức tập trung trên người toàn địa giáp, không còn nỗi sợ hãi như ban đầu, ngược lại cảm thấy được thân thể cường đại của yêu thú kia, nâng lên chi chức thật dễ dàng xé rách một vết cắt trên vách đá. Lâm Tiêu nảy sinh hứng chí, bắt đầu khống chế thân hình toàn địa giáp di động, dùng hai chân đi đường cùng tứ chi đi đường là cảm giác hoàn toàn khác hẳn, huống chi toàn địa giáp còn một cái đuôi thật dài dùng khống chế cân bằng. Ban đầu hắn đi siêu siêu vẹo vẹo, không cách nào nhịp nhàng, nhưng sau một lát rằng có hắn dần dần tìm được cảm giác, có thể nhanh chóng qua lại thật nhanh trong phòng. Phân thân này có thể làm gì đây? Thuần thục một lát, Lâm Tiêu không nhịn được nghĩ ngợi, kiếp trước hắn từng xem qua không ít tiểu thuyết, có chút thích ảo tưởng, không nghĩ tới hiện giờ xuyên qua lại gặp phải chuyện lạ này. Khống chế toàn địa giáp đi ra dã ngoại chém giết yêu thú, sau đó đem thi thể trở về bán kiếm tiền. Nhưng hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ này, đừng nói yêu thú sẽ bán được bao nhiêu tiền, toàn địa giáp chỉ là nhất tinh yêu thú, đi ra dã ngoại tràn đầy yêu thú. Không nói giết chết yêu thú khác, ngược lại còn bị yêu thú mạnh hơn liệp sát.
không liệp sát yêu thú khác, ở dã ngoại nó có năng lực làm gì đây? Lâm Tiêu vặn óc suy nghĩ, đột nhiên lơ đãng nhìn thấy đồ án bát quái lôi trên tay phải của mình, trong đầu hắn chợt lóe linh quang. Đúng vậy, không thể săn thì không săn, ở dã ngoại trừ bỏ yêu thú còn có linh dược khắp nơi, ta hoàn toàn có thể tìm kiếm linh dược. Tưởng tượng mình khống chế phân thân yêu thú xuyên qua trong núi rừng, đi vào một ít khu vực mà võ giả cường đại cũng không đến được, thu hoạch thật nhiều linh dược cao giai thắng lợi trở về, Lâm Tiêu không khỏi thở ra một hơi thật dài, nước bọt thậm chí sắp chảy xuống. Nhưng mình làm sao đem phân thân yêu thú này đi ra ngoài đây? Ảo tưởng một lát, Lâm Tiêu sực nhớ tới sự thật, liền nhận thức khó khăn ác liệt trước mắt. Yêu thú trong phòng công tác này đều cần xẻ thịt, thuộc về đồ thú chàng, cho dù hắn không xẻ thịt toàn địa giáp, đồ thú chàng cũng đưa cho người khác ra tay. Vừa nghĩ tới đồ tể sư đem lưỡi dao sắc bén đâm vào người toàn địa giáp, Lâm Tiêu cảm thấy dựng đứng tóc gáy. Không được, tuyệt đối không thể để cho toàn địa giáp chết trong đồ thú chàng. Hắn nhíu mày suy nghĩ biện pháp. Có lẽ mình có thể trực tiếp mang đi ra ngoài. Lâm Tiêu nghĩ tới một biện pháp trực tiếp, mặc dù có chút phiêu lưu, nhưng có khả năng nhất. Một lát sau, hắn tìm một túi lớn đem toàn địa giáp bỏ vào bên trong, đồng thời cầm theo một ít thịt yêu thú không đáng giá tiền, khiêng túi đi ra khỏi phòng. Vương Tổng Quản. Lâm Tiêu đi vào văn phòng của Tổng Quản Đồ Thú Tràng. Nga, Tiểu Tiêu, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành xong sao? Chậm hơn trước kia thật không ít đâu. Một trung niên mập mạp buông quyển sách trong tay cười hỏi. Công việc của Lâm Tiêu đều do vị Vương Tổng Quản này phụ trách, vô luận phân phối nhiệm vụ hay gì khác, muốn đem toàn địa giáp ra ngoài, nhất định phải trải qua Vương Tổng Quản đồng ý. Vương Tổng Quản, nhiệm vụ hôm nay khá nhiều, có nghỉ ngơi một chút cho nên chậm thôi. Lâm Tiêu hội báo. Vương Tổng Quản đối với Lâm Tiêu vẫn hết sức hài lòng, hắn công tác trong này 2 năm, mỗi ngày cần cù chăm chỉ, nhất định hoàn thành xong nhiệm vụ mới về, chưa từng lười biếng, hơn nữa tốc độ xẻ thịt thật nhanh. Bình thường có nhiệm vụ gì nặng nề cũng phân phối cho Lâm Tiêu, mà tiểu tử này chưa bao giờ tỏ ý bất mãn, làm việc tận tâm tận lực như trước. Ánh mắt Vương Tổng Quản dừng trên túi lớn khiêng trên vai Lâm Tiêu. Vương Tổng Quản, ta nghĩ muốn mua chút thịt yêu thú trở về, còn có một đầu toàn địa giáp, trước kia ta chưa từng xẻ thịt qua, muốn mang về nghiên cứu một chút, ngài xem thế nào. Lâm Tiêu mở túi đưa cho Vương Tổng Quản xem qua. Đại bộ phận thịt yêu thú có thể làm thực vật. Người làm trong đồ thú chàng thường xuyên sẽ mang một ít thịt tương đối kém về nhà, đồ thú chàng cũng không truy cứu, nhưng nếu có ai trộm mang theo thịt yêu thú tốt trở về, một khi bị phát hiện sẽ trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Dù sao thịt yêu thú vô cùng chân quý, còn sang quý hơn thịt gia cầm dã thú bình thường không ít. Trong lòng Lâm Tiêu có chút không yên, thịt yêu thú hoàn toàn chỉ là đánh yểm trợ cho toàn địa giáp, hắn lo lắng mình chỉ đem toàn địa giáp rời đi có vẻ quá mức cao ngất, Vương Tổng Quản không đồng ý sẽ phiền toái. Ánh mắt Vương Tổng Quản nhìn qua, thoáng nhíu mày. Lâm Tiêu, không phải ta không cho ngươi mang ra ngoài, chút thịt yêu thú vô dụng cũng không có gì, nhưng toàn địa giáp. Ngươi cũng biết những yêu thú mang vào đều có bản ghi chép, tuy toàn địa giáp không đáng tiền, nhưng dù gì cũng là nhất tinh yêu thú, đến lúc đó tra xét ra ta thật khó giải thích. Vương Tổng Quản lắc đầu nói, hiển nhiên là không đồng ý. Vương Tổng Quản, điều này ta cũng biết, ngài xem thế này, ta không chiếm tiện nghi của đồ thú chàng. Giá thị trường của toàn địa giáp bao nhiêu ta cũng trả giá như vậy, hẳn không trái với chế độ đi. Lâm Tiêu tiếp tục tranh thủ. Vương Tổng Quản ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy rằng nói như vậy, dù sao vẫn có chút không ổn. Như vậy đi, nhìn thấy ngươi muốn lấy toàn địa giáp như vậy, ngươi ra 20 lượng bạc là có thể mang về, thịt yêu thú kia xem như là cho ngươi. 20 lượng bạc, đây là giá cả nhất tinh yêu thú bình thường, toàn địa giáp vốn không đáng giá này. Mắc như vậy sao? Trên mặt Lâm Tiêu cố ý lộ ra biểu tình rối rắm. Nhưng trong lòng kích động, tuy 20 lượng thật đắt, nhưng so sánh với sự trọng yếu của toàn địa giáp thì không thấm vào đâu. Vậy làm phiền Vương Tổng Quản viết chứng từ, như vậy ta dễ thông qua thủ vệ kiểm tra, nhờ Vương Tổng Quản trừ vào tiền lương của ta đi. Lâm Tiêu đau lòng cắn răng nói, hắn cũng không cố ý giả vờ, 20 lượng bạc là 2 tháng tiền lương của hắn, không phải số lượng nhỏ. Vương Tổng Quản viết hóa đơn, sau đó đưa cho Lâm Tiêu, giá cả toàn địa giáp nhiều nhất là 10 lượng, 10 lượng còn lại hoàn toàn có thể vào túi riêng của hắn. Trên thực tế hắn có thể nuốt hết 20 lượng kia, loại nhất tinh yêu thú này trong đồ thú chàng cũng có chỉ tiêu hao hụt. Cầm chứng từ, Lâm Tiêu khiêng túi lớn rời khỏi văn phòng, đi ra đồ thú trường, có hóa đơn của Vương Tổng Quản, thủ vệ trực tiếp cho đi. Lâm Tiêu khiêng túi lớn đi về hướng đỉnh viện võ giả. Sau khi trở về đem toàn địa giáp đặt trong phòng mình trước, chờ sau khi tổn thương trên đầu đỡ hơn một chút mới đem ra ngoài. Lâm Tiêu suy tính chuyện kế tiếp, toàn địa giáp là nhất tinh yêu thú, không khả năng che giấu mãi trong nhà của mình. Dù trong đình viện thường xuyên có chân võ giả ẩn hiện, nếu có cường giả cảm nhận được chân khí yêu thú trong nhà mình sẽ phiền toái. Đây không phải Lâm Tiêu sao? Sáng nay mới té xỉu trong huấn luyện quán,
không nghĩ tới qua buổi chiều liền vui vẻ, đúng là người ngốc có ngốc phúc. Nhìn thấy sắp về đến nhà, đột nhiên có tiếng đùa cợt truyền tới, vài đạo nhân ảnh ngăn cản ngay trước mặt Lâm Tiêu. Nghe thanh âm, trong lòng Lâm Tiêu theo bản năng sản sinh cảm giác chán ghét mãnh liệt, hắn biết đây là ấn tượng nguyên chủ còn lưu lại. Lâm Tiêu, trong tay ngươi đang cầm vật gì? Nghe nói ngươi làm việc trong đồ thú tràng, không phải là ăn trộm ra đi. Một thanh âm có chút âm lãnh vang lên, Lâm Tiêu ngẩng đầu, năm thiếu niên đang vây quanh hắn, thiếu niên dẫn đầu cao 1m70, mặc quần áo luyện công màu đen, cơ bắp cuồn cuộn. Bốn người khác hoặc là thân thể cường tráng, hoặc trên mặt có vết đao, vừa nhìn đều biết là nhân vật hung hãn. Mà thiếu niên áo đen chính là một trong số ít đệ tử đạt tới luyện tủy kỳ, trong huấn luyện quán La Hạo. Trong nhà La Hạo mặc dù không có võ giả, nhưng kinh doanh một tửu lâu cùng vài cửa hàng trong Tân Vệ Thành, xem như gia đình giàu có. Nếu năm xưa đại ca còn ở đây, loại gia đình giàu có này cũng không xem vào trong mắt, nhưng hôm nay đại ca đã mất, La gia cũng nổi tiếng hơn Lâm gia. Về bốn gã thiếu niên khác, Lâm Tiêu đều nhận ra, hai người trong đó sáng nay đùa cợt nguyên chủ trong huấn luyện quán. Lâm Tiêu, ngươi có nghe được hay không? Hạo ca hoài nghi ngươi lấy trộm đồ vật của đồ thú tràng, còn không nhanh chóng buông xuống để chúng ta xem là cái gì. Thiếu niên trên mặt có vết sẹo tiến lên một bước trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, thần thái vô cùng hung hăng càn quấy. Ngoại trừ La Hạo, những người còn lại đều là võ giả luyện cốt kỳ, ở trong những đệ tử đều rất ngang ngược càn rỡ, tính cách nguyên chủ lại yếu đuối. Trước kia từng bị bọn hắn khi dễ không biết bao nhiêu lần, tự nhiên không đem hắn để vào trong mắt. Theo bọn hắn xem ra, tính cách của Lâm Tiêu bị nói như vậy đã sớm hoảng sợ tới mức không biết phải làm sao, đầu óc sẽ trống rỗng, nói không chừng cả chuyện tè ra quần cũng phát sinh. Đám người vây quanh vung hai đấm, có chút hăng hái nhìn Lâm Tiêu. Chó khôn không cản đường, cút ngay cho ta. Nếu là nguyên chủ, chỉ sợ sẽ vâng vâng dạ dạ như bọn họ suy nghĩ, ngoan ngoãn nghe theo, nhưng biểu hiện lúc này của Lâm Tiêu đã làm bọn hắn thất vọng. Lâm Tiêu cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn, trực tiếp quát. Cái gì? Lâm Tiêu, ngươi nói cái gì? Mấy người sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng, chờ khi nghĩ lại vẻ mặt giận dữ, quát lên chói tai. Ta nói chó khôn không cản đường, như thế nào, chẳng lẽ lỗ tai các ngươi bị điếc, hay là đầu óc tiến phân? Lần này lời nói của Lâm Tiêu rõ ràng truyền vào trong tai, mọi người đều nghe thật rõ ràng. Lâm Tiêu, ngươi phản rồi. Quả thực là muốn chết. Mấy người cơ hồ không tin được vào lỗ tai của mình, vẻ mặt giận dữ, mà thiếu niên có vết sẹo nộ khí trùng thiên, trừng lớn hai mắt bổ ra một quyền, mang theo kình phong phần phật đánh về hướng Lâm Tiêu. Vương Vân, nếu ngươi muốn cho cả nhà ngươi đều chết thì cứ việc động thủ đi. Lâm Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao lãnh liệt dừng trên người thiếu niên kia, diễn cảm lạnh lùng, khóe môi mang theo tia cười lạnh, trên mặt không hề có chút kích động, không hề trốn tránh một quyền kia. Ngươi nói cái gì? Bộ dáng bất động như núi của Lâm Tiêu chấn nhiếp đối phương. Thiếu niên ngừng tay, đè nén lửa giận trong lòng nói. Ta nói cái gì? Hừ, Vương Vân, ta đang cứu ngươi, ta là người nhà võ giả, các ngươi là vật gì? Dám ở trên đường cái ngang nhiên hành hung, chẳng lẽ không biết luật pháp của võ linh đế quốc sao? Ấu là người nhà võ giả, người cầm đầu nặng sẽ bị chém, nhẹ thì vào tù. Đến lúc đó chẳng những ngươi mất mạng, ngay cả cha mẹ ngươi cũng phải bị liên lụy, phạt làm khổ dịch. Võ linh đế quốc dùng võ lập quốc, có thể sống sót đều là nhờ võ giả không sợ hy sinh chiến đấu lập công lao. Ngươi thân là con dân đế quốc, không khổ luyện võ công liệp sát yêu thú, lại ở trong này hoành hành ngang ngược, liên lụy cha mẹ, võ linh đế quốc làm sao xuất hiện người bất trung bất hiếu như ngươi? Miệng lưỡi Lâm Tiêu trói lọi sắc bén, tuyên truyền giác ngộ, hùng hổ dọa người, đem thiếu niên nói cho thương tích đầy mình. Đăng, đăng, đăng. Sắc mặt Vương Vân trắng bệch, liên tục lui mấy bước, sắc mặt khi xanh khi trắng. Nhưng đột nhiên trong đầu hắn nhớ tới trước kia mình đánh nhau với người khác, trên mặt bị chém một đao, cha mẹ lo âu, nửa đêm thậm chí còn nghe được mẫu thân nức nở ẩn nhẫn, trong lòng đột nhiên đau đớn. Giờ phút này Vương Vân cảm giác bị người tát lên mặt, loại cảm giác xấu hổ giận dữ cùng nỗi sỉ nhục còn hơn đau đớn trên thân thể. Còn các ngươi, chẳng lẽ cũng muốn làm chó săn sao? Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn ba người còn lại, quát lên chói tai. Ba người còn lại trong lòng sợ hãi cả kinh, không ngừng thối lui ra sau. Nói rất đúng. Thiếu niên này là tiểu hài tử nhà ai? Tuổi còn trẻ có được khát vọng như thế? Giỏi. Vài người đi đường chung quanh bị tiếng quát của Lâm Tiêu hấp dẫn, đều lên tiếng khen ngợi. Lâm Tiêu này đã xảy ra chuyện gì? Trong ngày thường hắn không phải vô cùng yếu đuối, đừng nói tranh chấp với người khác, ngay cả nói chuyện còn không dám lớn tiếng sao? Như thế nào hôm nay thay đổi tính khí? Trong lòng mấy người vừa thẹn vừa giận, cũng không dám tiếp tục ngăn trở Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi qua. Đồng thời ánh mắt dừng trên người La Hạo cách đó không xa. Nguyên lai là hắn. Nguyên chủ không hiểu nhân tình, nhưng trong lòng Lâm Tiêu lại hiểu rõ ràng minh bạch. La Hạo là đệ tử luyện tủy kỳ, sức lực hơn 800kg,
mặc dù có chút gia thế nhưng còn chưa phải võ giả, mà năm nay hắn đã 16, có vài con đường tương lai, tỉ như gia nhập võ điện hoặc là gia nhập quân đội đế quốc, nhưng các thế lực căn cứ tiềm lực thành viên cũng sẽ an bài tới những ngành khác nhau, chủ yếu muốn đạt được bồi dưỡng tốt hơn trong các thế lực lớn, nhất định phải trở thành võ giả trước 16 tuổi mới được, ngoài ra phải có huân chương tứ cấp cùng hậu duệ của gia đình võ giả, như vậy mới có điều kiện được bồi dưỡng tốt hơn. Là ra sao? Trong mắt Lâm Tiêu chợt lóe lệ mang. Khó trách 2 năm qua nguyên chủ ở trong huấn luyện quán luôn bị nhiều người khi dễ, động một chút bị người khiêu khích, nguyên lai hết thảy là vì La Hạo. Cho dù không hiểu rõ kẻ ngấp nghé huân chương trong nhà mình là ai, nhưng căn cứ đủ loại biểu hiện, trong lòng Lâm Tiêu khẳng định nhất định có La Hạo bên trong. La Hạo, trước kia nguyên chủ sợ hắn như sợ cọp, mà Lâm Tiêu hiện tại thì không để trong lòng. Sau này tính sổ với hắn. Lâm Tiêu nghĩ thầm, đi qua đám người trở về nhà. Trên người hắn còn mang theo toàn địa giáp, dù hắn không sợ bất kỳ kẻ nào, nhưng không muốn gây thêm chuyện, bại lộ sẽ không tốt. Hạo ca. Lâm Tiêu đi rồi, 4 người Vương Vân vẻ mặt xấu hổ đi tới bên người La Hạo, bị người nhát gan Lâm Tiêu trách mắng, trong lòng 4 người cảm thấy thật sỉ nhục. Tiểu tử Lâm Tiêu tựa hồ thay đổi. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu đi xa, La Hạo nhíu mày, đáy mắt hiện lên lãnh mang, toát ra một tia khinh thường. Nhưng thay đổi thì thế nào, không có đại ca hắn bao che, Lâm gia chẳng khác gì một đầu chó chết, bây giờ còn gượng chống lên, sớm muộn gì huân chương võ giả tứ cấp sẽ bị ta lấy tới tay. Đi, chúng ta đi Hương Yên các chơi đùa một chút. Trên mặt La Hạo lộ vẻ tươi cười, đoàn người biến mất nơi đầu phố. Cha mẹ cùng ta muội vẫn chưa về. Lâm Tiêu về tới nhà, trong nhà không có ai. Đem toàn địa giáp vào phòng mình, Lâm Tiêu khẩn cấp đem ý thức truyền vào. Năng lực khôi phục của toàn địa giáp thật kinh người. Trải qua một lát tu dưỡng, Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được cảm giác đau đớn sau đầu giảm bớt rất nhiều, mà vùng đầu bị thương cũng đã khép lại. Bình thường năng lực khôi phục của yêu thú mạnh hơn nhân loại thật nhiều, nhưng khủng bố như toàn địa giáp hắn vẫn chưa từng nghe nói qua. Thật đói. Từng đợt cảm giác đói khát mãnh liệt từ trong ý chí Lâm Tiêu truyền đến, loại cảm giác này đương nhiên không phải từ bản thân hắn, mà là trong bụng toàn địa giáp truyền đến. Không biết nó đã không ăn bao lâu rồi, đói bụng cũng phải, nhưng bây giờ ta đi đâu mà tìm thực vật. Lâm Tiêu có chút đau đầu, khống chế toàn địa giáp chậm rãi bò tới, nhất thời mấy khối thịt yêu thú cách đó không xa hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cô đông, nhìn thấy thịt yêu thú, Lâm Tiêu lại không tự chủ được nuốt nước bọt. Không phải đâu, chẳng lẽ muốn cho ta ăn thịt sống sao? Lâm Tiêu tự nhiên biết yêu thú ăn sống con mồi, nhưng hiện tại hắn chiếm cứ thân thể của nó, muốn hắn ăn thịt sống, hắn thật sự khó làm. Hắn thật muốn nấu chín, nhưng muốn làm chín thịt yêu thú phải mất hơn nửa giờ, mà muội muội sắp về nhà. Nhưng cảm giác đói khát trên người toàn địa giáp làm hắn vô cùng khó chịu. Trong lòng không ngừng giao chiến, cuối cùng cảm giác đói khát mãnh liệt chiếm thượng phong. Mặc kệ, xem như ăn thịt bò sống đi, ăn không được thì tính sau. Cắn chặt răng, Lâm Tiêu đi tới chỗ mấy khối thịt yêu thú, nhắm mắt cắn một khối nuốt vào miệng, cắn xé rất nhanh. Dưới răng nanh của toàn địa giáp, thật dễ dàng xé mở khối thịt, hắn không dám chậm rãi thưởng thức mà nhanh chóng nhai nuốt thật nhanh vào bụng. Gì? Hương vị tựa hồ không tệ lắm. Cho dù không muốn cảm thụ, nhưng mùi vị tuyệt vời truyền từ trong miệng vẫn truyền vào ý thức của Lâm Tiêu. Theo bản năng, chiếc lưỡi của toàn địa giáp liếm liếm răng, một chút thịt vụn dừng trên đầu lưỡi. Thật sự là ngon. Mãi cho tới bây giờ Lâm Tiêu thật sự không nghĩ tới thịt sống còn ăn ngon như vậy. Hắn cố nén cảm giác ghê tởm bản năng của nhân loại, đem toàn bộ thịt yêu thú nuốt hết vào trong bụng. Chỉ chốc lát sau hắn đã hoàn toàn khắc phục bóng ma tâm lý, thậm chí còn nhai nuốt thưởng thức khác hẳn lúc ban đầu. Lâm Tiêu chợt cảm giác từng luồng chân khí ấm áp lan tràn khắp toàn thân, trong thịt yêu thú ẩn chứa năng lượng thật lớn, tuy rằng ăn không nhiều lắm nhưng cũng đã đủ cho toàn địa giáp no được vài ngày. Ăn no bụng, bộ dạng toàn địa giáp uể oải nằm úp sấp trên mặt đất. Ý thức không quay về thân thể, Lâm Tiêu nằm ở đó, toàn thân ấm áp, ý nghĩ dần dần chậm chạp, cả người vô cùng thích ý, có cảm giác buồn ngủ. Ánh mắt khép lại, Lâm Tiêu thế nhưng lại ngủ say. Thật thoải mái. Lâm Tiêu rơi vào giấc ngủ. Lờ mờ cảm ứng được một tia chân khí xuyên thấu qua lân giáp, dùng tốc độ cực kỳ thong thả dần dần chảy vào trong thân thể của mình, xoa dịu khắp thân thể mình. Đây là cái gì? Lâm Tiêu nửa mê nửa tỉnh. Là thiên địa nguyên khí. Lâm Tiêu đột nhiên giật mình tỉnh lại, bởi vì hắn không nhớ ý thức của mình còn trên người toàn địa giáp, thân hình nhảy bật lên, nhất thời cảm giác trước đó đã hoàn toàn biến mất. Đúng rồi, là thiên địa nguyên khí. Hồi tưởng lại cảm giác trước đó, Lâm Tiêu vô cùng khẳng định, đồng thời trong lòng vui mừng. Sở dĩ được xưng là yêu thú, là bởi vì có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, có được lực lượng cùng thân hình cường đại hơn dã thú gấp mấy lần. Yêu thú không thể tu luyện, nhưng thân thể đã tự chủ hấp thu được năng lượng thiên địa nguyên khí, chậm rãi cường hóa thân thể. Nhưng nhân loại thì khác,
nhân loại muốn hấp thu thiên địa nguyên khí phải chờ sau khi đạt tới luyện tủy kỳ, hơn nữa ban đầu chỉ là vô ý thức thong thả hấp thu, chỉ sau khi trở thành chân võ giả mới có thể tu luyện công pháp chân chính, tự chủ đi hấp thu thiên địa nguyên khí. Quá trình này thật ra vô cùng gian nan, đại đa số đệ tử luyện tủy kỳ, sau khi trở thành chuẩn võ giả đều phải thử cảm ứng thiên địa nguyên khí, chỉ khi nào cảm ứng được mới có thể tiếp tục tu luyện công pháp, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, cho nên vô cùng khó khăn, ngoại trừ một ít yêu nghiệt có khả năng cảm ứng được trong một ngày, đại đa số nhân vật thiên tài đều phải dùng 3 năm ngày, mà một ít chuẩn võ giả thiên phú yếu hơn, chỉ riêng cảm ứng cũng phải hao phí 1 năm nửa năm. Chính là loại cảm giác này. Lâm Tiêu vui mừng, nếu mình có thể nhớ kỹ loại cảm giác này, đến lúc đó khi bản thể tu luyện có lẽ không cần cảm ứng, trực tiếp liền có thể thành công. Đúng rồi, yêu thú không có trí tuệ không thể tu luyện công pháp, nhưng nếu ta lợi dụng thân thể toàn địa giáp tu luyện, chẳng phải trở thành yêu thú đầu tiên có thể tu luyện sao? Nhưng không biết thân thể yêu thú có gì khác với nhân loại, có thể tu luyện được hay không? Ý nghĩ này hiện lên trong lòng hắn, nhưng hắn chỉ là một luyện cốt kỳ đệ tử, không có công pháp cho nên không thể thực hành. Nhị ca. Ngay lúc Lâm Tiêu còn đang kích động suy tư, ngoài cửa đột nhiên truyền vào tiếng hô của Lâm Nhu. Lâm Tiêu hoảng sợ. Kỳ thật thính lực của toàn địa giáp rất tốt, dưới tình huống bình thường chỉ cần Lâm Nhu mở cửa ngoài đã cảm giác được, nhưng vừa rồi Lâm Tiêu đang đắm chìm trong quá trình cảm ứng thiên địa nguyên khí, nên không kịp thời phát hiện Lâm Nhu trở về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc vội vã hắn vội vàng chui vào gầm giường, đồng thời chuyển ý thức trở về. Chi nha. Cửa phòng mở ra, Lâm Nhu đi vào. Nhị ca, huynh đang làm gì vậy? Muội gọi mấy tiếng rồi. Vừa mới trở về nghỉ ngơi một chút, cho nên không nghe được. Lâm Tiêu ngồi dậy, ánh mắt dừng trên túi nhỏ Lâm Nhu cầm trên tay. Mang thức ăn ngon gì về cho nhị ca sao? Lâm Tiêu cười đi tới. Đây là phế dược cha muội lấy về từ đan cát, muốn thử xem có thể lọc ra được một chút linh dược hay không. Nhìn huynh thèm như vậy kìa, đã đói bụng rồi chứ? Lâm Nhu khẽ cười đưa túi lớn trong tay tới trước mặt Lâm Tiêu, giảo hoạt nói. Nếu huynh có thể ăn được thì cho huynh ăn, muội không để ý. Nhìn bộ dáng nghịch ngợm của Lâm Nhu, trong lòng Lâm Tiêu nhói lên, hắn biết tâm nguyện của muội muội muốn trở thành một luyện dược sư, nàng công tác trong đan các, mỗi ngày đều dụng tâm học tập, chỉ mới 12 tuổi nàng đã có thể nhận thức hơn ngàn loại linh dược khác nhau, trí nhớ kinh người, ngoại trừ hình dáng bên ngoài, nàng còn có thể từ mùi vị nhận thức ra thật nhiều linh dược. Trong thương khung đại lục, địa vị luyện dược sư phi vô cùng cao thượng, thậm chí còn cao hơn võ giả, bởi vì điều kiện tiên quyết trở thành một luyện dược sư, chính là trở thành một võ giả. Hiện giờ Lâm Nhu chỉ đạt tới luyện thể kỳ, tuy rằng còn chưa đạt tới võ giả nên không thể chính thức chế dược, nhưng thiên phú thật tốt, ở trong một ít đại gia tộc những đệ tử từ nhỏ đã học tập nhận thức linh dược, hiểu biết dược tính dược lý, hơn nữa quen thuộc quá trình chế dược. Nhưng trở thành một luyện dược sư rất tiêu tiền, ngoại trừ thảo dược tầm thường, linh dược nhất giai trụ cột nhất giá trị cũng xa xỉ, gia đình không khả năng gánh vác. Cha mẹ thu nhập không cao, còn phải nuôi ta cùng muội muội. Muội muội mỗi ngày đi công tác trong đan các, thời gian tu luyện rất ít, đem đại đa số tiền tài cung ứng cho ta tu luyện. Nếu không có đại ca lưu lại huân chương, hiện giờ gia đình không biết chán nản như thế nào. Nhưng hoàn cảnh như thế, còn có đám tiểu nhân ngấp nghé huân chương của đại ca. Ta phải thay đổi vận mệnh của cả nhà. Trong lòng Lâm Tiêu nhủ thầm. Thế nào, không muốn ăn sao? Lâm Nhu che mũi, nở nụ cười giảo hoạt hỏi. Dám chọc ghẹo nhị ca của muội. Lâm Tiêu ra vẻ tức giận. Xem nhị ca làm sao giáo huấn muội đây. Hứ, muội không sợ huynh đâu, ai nha, khanh khách. Không cho phép chọt lét, khanh khách. Lâm Nhu cười vang mở cửa bỏ chạy. Nhìn xem sau này muội còn dám trêu chọc nhị ca nữa không? Lâm Tiêu cười đóng cửa lại, hít sâu vài hơi, bắt đầu tu luyện. Mãnh hổ quyền pháp thức thứ nhất hổ thị đam đam. Thức thứ hai hổ khiếu sinh phong. Bên trong phòng truyền ra tiếng gầm, kình phong cường đại thổi quét, vô cùng uy mãnh. Muốn trở thành một võ giả cường đại, ngoại trừ thiên phú cùng tư chất, siêng năng tu luyện cũng vô cùng trọng yếu. Quyền phong gào thét, bất chi bất giác Lâm Tiêu hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, quên mất hết thảy, quên cả thời gian trôi qua. Ách hổ phác dương. Hai tay hắn phần phật kình phong, tiếng rít gió như roi quất, phát ra thanh âm ba ba ù tai. Hai đấm vung tới, hai luồng không khí nổ tung, phát ra tiếng vang điếc tai. Không đúng, chiêu ác hổ phác dương uy lực căn bản không bằng lúc chiến đấu với toàn địa giáp ngay, trong đồ thú tràng, nhất định có sơ sót. Lâm Tiêu vừa khổ luyện vừa tìm kiếm lỗ hổng cùng sai lầm, chậm rãi đề cao. Nhị ca, ăn cơm đi. Một thanh âm mềm ái vang lên ngoài phòng, Lâm Nhu đẩy cửa hô lên. Nhị ca, huynh đã tu luyện hai canh giờ, đã sớm đói bụng rồi. Mặc dù tu luyện trọng yếu, nhưng không có thể lực sẽ tổn thương thân thể. Lâm Nhu tràn đầy quan tâm nói, trong lòng tràn ngập hy vọng.
hai canh giờ. Lâm Tiêu ngạc nhiên hỏi. Hắn đi ra ngoài, nhìn thức ăn tinh xảo đặt trên bàn, tuy đã khuya nhưng vẫn nóng hôi hổi. Hắn lập tức bước tới ngồi xuống, ăn ngấu nghiến. Đúng lúc này cửa nhà bị mở ra, chỉ thấy một đôi phu thê trung niên đi vào. Quần áo hai người có chút dơ bẩn, dính đầy dầu mỡ, sắc mặt mỏi mệt, mà trong tay phụ nữ trung niên cầm một chiếc rổ, bên trong có chút thịt, trứng cùng rau dưa. Cha mẹ, Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu lập tức đứng lên hô. Phụ thân Lâm Vệ Quốc, mẫu thân Trần Phượng Lan. Hai người kinh doanh một quán ăn nhỏ trên đường gần nhà, sinh ý bình thường, còn có thể sống qua ngày. Ân, Tiêu Nhi, Tiểu Nhu, hai đứa sao trễ vậy mới ăn cơm? Lâm Vệ Quốc lên tiếng nói. Không nghĩ tới hai vợ chồng về trễ mà hai đứa con còn chưa ăn cơm xong. Vừa rồi nhị ca tu luyện quên thời gian nên ăn cơm trễ. Lâm Nhu giải thích, nàng nhìn qua Lâm Tiêu, thoáng do dự, nhưng không đem chuyện xảy ra sáng nay nói ra. Cha mẹ bận rộn cả ngày đã thật mệt mỏi, nếu không xảy ra chuyện gì cũng không cần nói ra làm cha mẹ thêm lo lắng. Tu luyện tuy quan trọng, nhưng thân thể cũng đừng mệt mỏi, sau này đừng ăn cơm trễ như vậy. Lâm Vệ Quốc gật đầu, nhắc nhở một câu. Được rồi, Tiêu Nhi tự có chừng mực. Trần Phượng Lan cười nói, buông chiếc rổ trong tay, họ đã ăn cơm ở quán, thực vật mang về cho ngày mai sử dụng. Đã muộn rồi, hai đứa sớm tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lâm Vệ Quốc mở miệng nói. Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu đồng thanh đáp. Tắm rửa xong, quay về phòng của mình, Lâm Tiêu nằm trên giường hồi tưởng lại chuyện xảy ra hôm nay, hai tay siết chặt lại. Ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất trở thành chân võ giả, đến lúc đó tình huống trong nhà sẽ tốt hơn. Tuy rằng cha mẹ không biểu hiện ra thái độ gì, nhưng áp lực trong lòng gia đình luôn cực lớn. Có lẽ phân thân yêu thú có thể mang tới cho ta vui mừng. Đến lúc đó chỉ cần đặt vào dã ngoại, tìm được vài gốc linh dược sẽ phát tài rồi. Lâm Tiêu nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập hy vọng. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu không đến huấn luyện quán mà nhờ Lâm Nhu đi xin phép nghỉ nửa tháng, ở lại trong nhà. Trước khi phân thân yêu thú hoàn toàn khôi phục thả lại núi rừng, Lâm Tiêu lo lắng lưu nó một mình ở nhà. Dù sao nếu bị chân võ giả cảm ứng được, đối với Lâm gia mà nói chính là tai họa ngập đầu. Ở trong đình viện võ giả chăn nuôi một đầu yêu thú, hơn nữa trong nhà lại không có ai, không có một võ giả nào, một khi bại lộ chỉ sợ không cần chờ tới khi võ điện bình cách, huân chương của Lâm gia sẽ bị trực tiếp thủ tiêu. Đây là một loại hành vi dị thường nguy hiểm, xem rẻ tính mạng người khác. Trong nháy mắt 5 ngày trôi qua, Lâm Tiêu ngoại trừ khắc khổ tu luyện, ăn cơm, cùng xế chiều đi đồ sát chẳng công tác, thời gian còn lại hắn đều dùng trong việc tu luyện. Mà lúc hắn đi công tác, trong lòng lo lắng về toàn địa giáp, nên hắn tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng trở về, mỗi ngày chỉ dùng chưa đầy 2 canh giờ rời khỏi nhà. Tu luyện với cường độ cao như vậy, là một ngày khổ công của hắn tương đương 3-4 ngày tu luyện của người khác. Lâm Tiêu luyện công khắc khổ, quả thật như kẻ điên cuồng, bởi vì cha mẹ đi sớm về trễ nên không hay biết, nhưng Lâm Nhu lại thấy rõ ràng, trong lòng vừa lo lắng lại vừa vui sướng. Trong đoạn thời gian này, Lâm Tiêu đem ý cảnh của mãnh hổ quyền pháp hoàn toàn dung nhập trong thân thể. Đồng thời trong lúc tu luyện hắn thử khống chế toàn địa giáp, làm một ít động tác khó khăn tương đối cao, nhưng trong phòng quá mức nhỏ hẹp, hắn cũng không dám làm ra bao nhiêu động tĩnh. Rốt cục tới ngày thứ 5, Lâm Tiêu cảm giác được miệng vết thương trên đầu toàn địa giáp đã hoàn toàn khép lại, thậm chí một tầng vảy cứng rắn còn mọc đi ra, ngoại trừ màu sắc có chút mới độ cứng cũng không kém gì những nơi khác. Năng lực khôi phục này làm Lâm Tiêu giật mình, đây là năng lực mà nhất tinh yêu thú không thể nào có được. Không thể luôn đặt toàn địa giáp trong nhà. Hiện tại thương thế đã lành, cũng nên mang đi ra ngoài. Chạng vạng, Lâm Tiêu đem toàn địa giáp cẩn thận đặt vào trong túi, sau đó buộc lại, khiêng lên con yêu thú nặng gần 500kg đi ra khỏi đình viện. Liên tục tu luyện cường độ cao suốt vài ngày, làm lực lượng thân thể của hắn tăng trưởng với tốc độ cao, khiêng lên 500kg vẫn không hề tốn sức. Tân vệ thành hai mặt dựa núi, vì phòng ngừa yêu thú tập kích, khắp bốn phía xây dựng tường thành cao lớn, thời khắc đều có binh lính tuần tra. Tại thương khung đại lục, dã ngoại luôn nguy hiểm. Ngoại trừ võ giả đi chấp hành nhiệm vụ, người thường bị cấm ra khỏi thành, mà việc trao đổi cùng đội buôn cần vận chuyển hàng hóa, cũng phải có một số lượng võ giả đi theo hộ vệ. Nhưng điều này không làm khó được Lâm Tiêu, nửa canh giờ sau hắn đã đi tới ngoại ô thành Tây Tân Vệ Thành. Nơi này có một ngọn núi trụi lủi, đem cả tường thành phía Tây ngăn thành hai đoạn, bởi vì bên ngoài là vách núi trụi lủi, bởi vậy năm đó khi xây tường thành cũng không hủy bỏ, dùng làm một bộ phận của tường thành. Sau núi bóng người thưa thớt. Bình thường không ai qua đây, buổi tối càng không bóng người, Lâm Tiêu đi tới một nơi bí mật dưới chân núi mở ra miệng túi. Khi toàn địa giáp bò ra khỏi túi, Lâm Tiêu nhất thời cảm thấy trong đầu truyền tới cảm giác thoải mái cùng mát mẻ vô cùng. Dọc theo đường đi bị che kín trong túi làm cho hắn nghẹn hỏng người. Sau núi có chút dốc đứng, với thực lực bây giờ của hắn cũng không thể đi qua, vừa lúc toàn địa giáp có thể dùng tứ chi sắc bén bám chặt vách núi xoẹt xoẹt liền bò, lên giữa sườn núi.
tìm một địa phương bí mật ẩn núp xong, Lâm Tiêu chuyển ý thức trở lại bản thể quay về trong nhà. Về đến nhà nằm lên giường, Lâm Tiêu vội vàng đem ý thức chuyển rời lên thân thể Toản Địa Giáp. Trong bóng đêm, Toản Địa Giáp thật cẩn thận bò ra, sau đó bắt đầu công việc đào móc. Vách núi cao hơn 100 thước, nếu trực tiếp nhảy xuống cũng bị rơi thất điên bát đảo, thật dễ dàng bị binh lính đi tuần phát giác, chỉ phải đào một lối đi thông xuống chân núi mới có thể đi thoát, mà thần không biết quỷ không hay. Không thể không nói, móng vuốt Toản Địa Giáp thật sắc bén, vách núi cứng rắn như thân gỗ mục, chỉ một lát đào ra một thông đạo dài hơn 10 thước, nếu không phải sợ gây động tĩnh quá lớn sẽ khiến người chú ý, tốc độ đào móc còn nhanh hơn. Sau nửa canh giờ, dưới chân núi bên ngoài thành Tây, một khối đá bỗng nhiên nhúc nhích. Bên trong có một thân ảnh lén lút bò ra, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, dùng khối đá che kín cửa động, thừa dịp bóng đêm biến mất trong bụi cỏ. Khu vực gần Tân Vệ Thành là một bình nguyên, nơi này yêu thú không thể sinh tồn, mỗi ngày đều có thật nhiều võ giả Tân Vệ Thành lui tới. Lâm Tiêu chạy nhanh trong bụi cỏ, sắc trời âm trầm, tối đen, nhìn không thấy chút ánh sáng, nhưng bóng tối như vậy cũng không làm Lâm Tiêu thả lỏng cảnh giác đối với cảnh vật chung quanh, ánh mắt linh hoạt không ngừng đảo qua. Không cần quay đầu đã có thể chứng kiến được tầm nhìn 360 độ. Trong lúc bỏ chạy thân hình như giọt nước cuộn tới, cao thấp phập phồng như cuộn sóng. Chạy băng băng chốc lát, một mảnh núi rừng sum suê hiện ra trước mắt. Núi rừng nguy hiểm, Lâm Tiêu đến đây. Trong lòng hắn không nhịn được kích động. Trong Thương Khung Đại Lục, núi rừng làm cho người ta cảm giác tràn ngập nguy hiểm. Trước khi trở thành chân võ giả, rất ít có cơ hội đi vào núi rừng. Vì vậy đối với người trên Thương Khung Đại Lục mà nói, tràn ngập chờ mong được đi vào núi sâu. Lâm Tiêu xông vào trong núi, cảnh giác quan sát bốn phía, trong núi ẩn chứa nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy bảo tàng. Ngao ô! Lâm Tiêu vừa đi vào núi chưa được bao lâu, đã bị vài đầu huyết xài lang phát hiện. Huyết xài lang là dã thú bình thường, thân cao 1 mét, dài 1 mét 50, nặng 100 kg, bình thường hành động theo quần thể, mà thường thường dã thú không dám khiêu khích yêu thú, nhưng huyết xài lang là kẻ điên, dưới tình huống khuyết thiếu thực vật chúng nó đều dám liều mạng. Với thực lực nhất tinh của Toản Địa Giáp, kỳ thật hoàn toàn có thể tránh né, nhưng Lâm Tiêu lại muốn xem thực lực của chính mình, hơn nữa trải qua thời gian dài gây sức ép, hắn đã thật đói bụng. Lúc ban đầu phát hiện Lâm Tiêu, ba đầu huyết xài lang không lập tức ra tay, chỉ vây quanh chờ thêm viện binh. Dần dần huyết xài lang ngày càng nhiều, ước chừng hơn 20 con tiến lên, đầu lĩnh là một con cao hơn 1 mét 50, dài 2 mét, nặng 300 kg, không thua kém Lâm Tiêu bao nhiêu. Đều đã tới sao? Lâm Tiêu cảm giác được máu huyết của mình sôi trào, một loại dục vọng chiến đấu dâng lên, đối mặt hơn 20 đầu huyết xài lang, hắn không hề có chút sợ hãi, ngược lại vô cùng hưng phấn. Đây là bản năng yêu thú cùng dã thú một trên trời một dưới đất, làm sao có chút sợ hãi. Ngao ô, song phương thoáng rằng co, sau đó như tiếp thu tín hiệu, năm đầu huyết xài lang phía trước bổ nhào qua. Thân thể cao lớn của Lâm Tiêu bám theo một trận kình phong, trực tiếp tránh né ba đầu công kích hai bên. Cái đuôi tráng kiện vung lên như cối xay gió, hung hăng đánh tới một con huyết xài lang. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, con sói rú một tiếng, thân hình bay ngược ra ngoài, đồng thời chi trước của Lâm Tiêu cũng chụp lên đầu một con sói khác, lập tức vỗ vỡ nát đầu của nó, con sói bị đuôi quật trúng lảo đảo lăn tròn, run rẩy không cách nào đứng dậy, thân hình hoàn toàn vặn vẹo, máu tươi tuôn tràn không ngớt, hiển nhiên đã bị vỡ tan nội tạng, khung xương dập nát. Vừa đối mặt đã có hai con huyết xài lang tử vong, nhưng Lâm Tiêu không chút hao tổn. Ngao ô! Cái chết của đồng bạn làm huyết xài lang nổi điên, dưới một tiếng gào thét phẫn nộ của lang vương, hơn 20 huyết xài lang đồng thời phát động công kích mãnh liệt. Ngao ô! Tiếng đánh liên tiếp vang lên, chỉ cần bị đuôi hay móng vuốt của Lâm Tiêu đánh trúng, không chết cũng tàn phế, trong chớp mắt lại có 5-6 huyết xài lang bị đánh gục, nhưng hơn 20 đầu công kích mãnh liệt, cũng làm trên người hắn hiện lên từng đạo vết cắt. Trong khoảnh khắc đã có gần 10 đầu huyết xài lang bị trọng thương hoặc tử vong, sự cường đại của Lâm Tiêu làm hơn 10 đầu lang còn lại đều sợ hãi. Trong ánh mắt bắt đầu hốt hoảng. Rốt cục khi Lâm Tiêu dùng đuôi quất bay lăng vương, cả đàn huyết xài lang sợ hãi cực điểm, phát ra tiếng kêu trầm thấp, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy. Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua lăng vương, thân hình vọt tới. Lâm Tiêu toàn lực lao nhanh như tia chớp, trong ánh mắt hoảng sợ của lăng vương, một chảo đem đầu nó chụp vỡ. Hoa hoa. Trong tiếng thông reo từng trận, Lâm Tiêu đứng trong núi rừng, bắt đầu cắn nuốt chiến lợi phẩm của mình. Két băng, thanh âm tiếng nhai nuốt vang lên. Đã có kinh nghiệm ăn thịt sống, Lâm Tiêu cũng không chút ngần ngại, hơn nữa khẩu vị của nhân loại cùng yêu thú khác nhau hoàn toàn, chỉ cần có đủ lá gan là đã đủ. Ăn xong cả thân thể lang vương, Lâm Tiêu cảm giác quá no, nhìn gần 10 đầu huyết xài lang nằm trong núi sâu, hắn cũng không để ý tới, xoay người rời khỏi nơi đó, đi khuất vào trong đêm tối. Ở trong núi rừng, mùi máu tươi là nguy hiểm nhất, không bao lâu sẽ hấp dẫn thật nhiều yêu thú,
mà dã thú cũng nhiều vô số, hắn cũng không cần lo lắng mình bị đói bụng. Tầng ngoài núi rừng là địa phương luôn có nhiều võ giả nhân loại ra vào, vì an toàn hắn chạy thẳng vào trong núi sâu, địa phương càng sâu càng dễ tìm linh dược, hơn nữa tránh né tiếp xúc với võ giả nhân loại. Rốt cục hắn dừng lại trước một triền núi, tìm một địa phương ẩn nấp, sau đó đào móc một hố sâu hơn 10 thước, đem thân thể mình giấu kín bên trong. Trong sơn động, Lâm Tiêu cảm giác trên người có vài chỗ ngứa ngáy, đó là địa phương bị thương. Tuy đàn huyết xài lang không gây nguy hiểm tính mạng cho hắn, nhưng vẫn làm hắn bị thương, đồng thời hắn có thể tổng kết kinh nghiệm cuộc chiến vừa rồi. Cần phải rèn luyện tính linh hoạt của chiếc đuôi. Nghĩ tới liền làm, Lâm Tiêu không do dự đem hang động đào lớn hơn, sau đó không ngừng dùng đuôi tự đập lên thân thể chính mình. Một đêm ngắn ngủi cùng buồn chán trôi qua, Lâm Tiêu cứ thế luyện tập suốt cả một buổi tối. Sáng sớm, một ngày mới lại bắt đầu. Chung quanh đều là bụi cỏ rậm rạp, mặt đất có chút âm u ẩm ướt. Mặt trời chói chang xuyên thấu qua cây cối nhưng chỉ lưu lại chút ánh sáng. Lâm Tiêu nằm trong bụi cỏ, không hề nhúc nhích, ánh mắt không ngừng tuần tra chung quanh, qua một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy, bò đi tới trước, chi trước thoáng tiếp xúc mặt đất, chiếc đuôi nhẹ nhàng vũ động trên không trung, động tác êm ái cùng linh hoạt. Lâm Tiêu đã du đãng trong khu núi rừng này ngày thứ 5. Trong 5 ngày này, ban ngày hắn ở nhà khắc khổ tu luyện, tới trạng vạng lại đem ý thức chuyển rời lên trên toàn địa giáp. Ấu đà cùng mãnh thú trong rừng, đồng thời tìm kiếm tung tích linh dược. Không ngừng chiến đấu, Lâm Tiêu đã ngày càng thành thạo, có cảm giác điều khiển toàn địa giáp như chính cánh tay của mình. Sau vài lần chém giết, làm trên thân hắn có chút tổn thương, nhưng cũng không nghiêm trọng, hành động không hề trở ngại. Lúc này thân thể toàn địa giáp càng thêm rắn chắc, mạnh mẽ, tứ chi vì đặc biệt huấn luyện càng thêm nhanh nhẹn, đặc biệt cái đuôi khủng bố dị thường. Móng vuốt rèn luyện càng thêm linh hoạt, đã có thể nắm lên đồ vật, lợi chảo bén nhọn thỉnh thoảng hiện lên tia hàn quang, làm người ta không chút nghi ngờ sự sắc bén của nó. Duy nhất làm Lâm Tiêu không hài lòng chính là tìm kiếm suốt 5 ngày, cũng không thu hoạch được một gốc linh dược nào. Nhưng hắn cũng không nản lòng, bên trong rừng rậm những địa phương có linh dược, thật dễ dàng bị võ giả nhân loại tìm thấy, mà những địa phương bí mật thì võ giả nhân loại không dám đi vào, nhưng toàn địa giáp đều có thể đi tới, chỉ cần chăm chỉ tìm kiếm nhất định sẽ tìm được. Hoa hoa! Lâm Tiêu xuyên qua trong bụi cỏ, đột nhiên nghe được thanh âm tiếng nước chảy truyền tới. Xem ra gần đây có một dòng suối. Hắn có chút khát nước đi tới uống vài hớp nước suối ngọt lành, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng trong nháy mắt hắn chuẩn bị rời khỏi, ánh mắt chợt nhìn thấy một cửa động chung quanh che phủ dây leo xanh ở bờ suối đối diện. Hắn chợt cảm thấy hiếu kỳ. Trong núi sâu, linh dược bình thường đều bị võ giả tìm được, chỉ có những loại linh dược che giấu ở những địa phương bí mật mới tránh thoát một kiếp. Đương nhiên loại địa phương này càng thêm nguy hiểm. Lâm Tiêu đi qua suối, đẩy ra dây leo rậm rạp, bên trong lộ ra một cửa động cao hơn một thước, trong lòng Lâm Tiêu nhất thời thoáng thả lỏng. Tuy vậy hắn vẫn cẩn thận bò đi vào, ánh mắt linh hoạt cảnh giác đánh giá bốn phía. Hoa hoa, thanh âm tiếng nước chảy truyền tới, Lâm Tiêu thật cẩn thận bò đi, bò hơn 10 thước trước mắt rộng mở trong sáng, sau cửa động lại có một động thiên khác, cảnh tượng hang động thiên nhiên hiện trước mặt hắn, diện tích khá lớn, lớn cỡ một sân vận động, mà ánh mắt của hắn bị hai gốc cây nằm tận sâu trong hấp dẫn. Đó là hai gốc linh dược cao chừng 3 tấc, toàn thân xanh biếc, mỗi gốc có 3-4 phiến lá, trên phiến lá hiện rõ đường vân huyết sắc lan tràn, có chút xinh đẹp. U Lan Thảo. Trái tim Lâm Tiêu nhất thời nhảy lên kịch liệt, cảm giác miệng đắng lưỡi khô. U Lan Thảo chính là linh dược nhất giai trọng yếu nhất ban đầu của võ giả. Một loại là trị liệu nội thương, lưu thông máu huyết. Ban đầu võ giả rèn luyện thân thể, bình thường làm gân mạch nhỏ vỡ tan, trước khi trở thành võ giả thân thể không thu được thiên địa nguyên khí. Cho nên nhất định phải dùng linh dược mới có thể khôi phục, đương nhiên an dưỡng lâu ngày cũng có thể lành lại, nhưng đệ tử bình thường làm gì có thời gian an dưỡng, tu luyện còn không đủ thời gian. Loại còn lại là cố bổn bồi nguyên, tăng cường khí huyết, giúp lực lượng tăng lên, giảm bớt quá trình tu luyện lâu dài cùng khắc khổ. Mà U Lan Thảo có đủ hai loại công hiệu này, chẳng những có thể trong thời gian ngắn tăng lên sức lực cho võ giả, còn có thể trị liệu nội thương, lưu thông máu ứ, trọng yếu hơn chính là đại đa số linh dược không thể trực tiếp sử dụng. Nhất định phải luyện chế thành đan dược mới được, mà U Lan Thảo là một trong số ít linh dược có thể trực tiếp sử dụng. Không nghĩ tới ở đây tìm được hai gốc U Lan Thảo, phát tài rồi. Lâm Tiêu vui mừng, nhưng đôi mắt lại vô cùng bình tĩnh. Hắn cảnh giác nhìn khắp bốn phía, cẩn thận bò tới chỗ U Lan Thảo. Ngay trong nháy mắt hắn sắp tới gần, một thanh âm thật nhỏ vang lên, một đạo kình phong từ sau đầu hắn cuốn tới như sấm sét, khí thế kinh người. Quả nhiên có vấn đề. Lâm Tiêu vội vàng xoay người, tránh né đối phương tập kích. Oanh một tiếng, một thân thể khổng lồ nặng nề đập trúng chỗ đứng của hắn khi nãy, đem mặt đất đập ra một khe hở. Đó là một đại mãng xà dài 6-7 thước, toàn thân phủ kín lân giáp, đôi mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào Lâm Tiêu, đầu rắn ngẩng cao, không ngừng phát ra tiếng rít.
nhất tinh yêu thú Khuê Lân Cự Mãng. Lâm Tiêu trầm xuống. Tuy rằng đều là nhất tinh yêu thú, nhưng lực công kích cùng độ linh hoạt của toàn địa giáp chỉ thuộc trung đẳng, mà Khuê Lân Cự Mãng lại là một trong những yêu thú đáng sợ nhất của nhất tinh yêu thú. Cái đầu to như chậu rửa mặt kia của Khuê Lân Cự Mãng ngóc lên, đồng tử màu đỏ như máu dựng thẳng nhìn vào Lâm Tiêu, lưỡi rắn tanh hồng phun ra nuốt vào, cái miệng khổng lồ như bồn máu mở ra phẳng phất như đạn đạo bay ra khỏi nòng phóng về phía Lâm Tiêu. Xà lúc nào có tốc độ nhanh nhất? Chính là ngay một khắc khi săn mồi kia, tốc độ cực lớn mang theo một cổ gió tanh. Nguy cơ đã lửa xém lông mày, nếu bị Khuê Lân Cự Mãng kia cắn trúng, thì dù phòng ngự của Lâm Tiêu có cường thịnh hơn nữa thì trên người cũng sẽ nhiều ra mấy lỗ răng máu chảy đầm đìa. Bất chấp do dự, tứ chi Lâm Tiêu liền mạnh mẽ phát lực, thân hình nhanh chóng lui lại một bên, đồng thời cái đuôi dài đến gần 2 mét phút chốc đánh về phía đầu Khuê Lân Cự Mãng. Cái đuôi lớn biến ảo trên không trung ra một đạo ảo ảnh, phát ra tiếng vang ô ô trong không khí, như thiểm điện nện lên đầu Khuê Lân Cự Mãng. Phanh một tiếng, Khuê Lân Cự Mãng bị một cổ lực lượng khổng lồ quất cho quay cuồng, mà Lâm Tiêu dựa vào lực phản xung cực lớn cũng nhảy sang một bên. Không có né tránh, không có nhượng bộ, trong mắt Lâm Tiêu chiến ý sôi trào, một kích trúng liền không có chút do dự, như thiểm điện phóng tới chỗ bảy tấc của Khuê Lân Cự Mãng, móng vuốt sắc bén vung vẩy lên, hàn mang tách ra. Bất kể là vì U Lan Thảo hay là vì thứ khác, Lâm Tiêu đều không có lý do gì để tránh lui cả. Nếu đối mặt một đầu nhất tinh yêu thú ngang cấp chỉ hơi mạnh hơn mình một chút, mà mình phải tránh lui, vậy dứt khoát không cần tu luyện nữa rồi. Võ giả chi đạo, chú ý chính là dũng cảm nghênh đón tất cả mọi khó khăn. Móng vuốt sắc bén chứa yêu lực đáng sợ đánh xuống, không khí phát ra trận trận nổ vang. Khuê Lân Cự Mãng nghĩ mãi mà không rõ, toàn địa giáp yêu này sao lại dũng mãnh như thế, sao lại mạnh mẽ như thế, nhưng cái này rõ ràng khiến cho nó càng thêm phẫn nộ. Nó đột nhiên phát ra một tiếng giống to, yêu phong mang theo mùi tanh hôi cuốn lên trong huyệt động. Khuê Lân Cự Mãng mở ra miệng lớn dính máu, ngay khi móng vuốt sắc bén của Lâm Tiêu sắp đánh chúng nó lập tức tránh lui ra, miệng lớn lộ ra hàm răng sắc bén dữ tợn lại lần nữa táp tới Lâm Tiêu, đồng thời thân thể cực lớn bốc lên, nó đuôi dài càng phẳng phất như một cái roi dài vậy, từ cánh quét ngang mà đến, thẳng đến đầu Lâm Tiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái đuôi to chừng nửa mét kia nếu thật sự quất lên người Lâm Tiêu, thì chỉ sợ có thể trực tiếp quất Lâm Tiêu lún vào trong tầng nham thạch mất. Lâm Tiêu lắp bắp kinh hãi, liền tháo chạy sang một bên, tránh khỏi cái đuôi lớn kia. Cái đuôi dài cực lớn của Khuê Lân Cự Mãng trùng trùng điệp điệp quất vào trên một tảng đá lớn, cả tảng đá ầm ầm vỡ ra, một khối thạch đầu cao chừng một người bị đánh bay thẳng ra ngoài hơn 10 mét mới rơi xuống dưới. Lâm Tiêu cả người đầy mồ hôi lạnh, nếu lúc trước mình bị quất trúng, ít nhất cũng phải trọng thương thổ huyết, có thể thấy được lực lượng Khuê Lân Cự Mãng khủng bố đến cỡ nào. Không quất trúng được đối phương, Khuê Lân Cự Mãng lộ ra có chút vội vàng sao động, miệng lớn dính máu cực lớn không ngừng cắn xé về phía Lâm Tiêu, đồng thời cái đuôi cũng tiếp tục quất tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chật vật trốn tránh lấy, nhiều lần đều sượt qua bên người. Cứ tiếp tục như vậy không ổn. Lâm Tiêu điên cuồng tránh né lấy, ánh mắt tỉnh táo nhìn chăm chú vào chỗ bảy tấc của Khuê Lân Cự Mãng. Xà chi bảy tấc, cũng không phải nói là chỗ bảy tấc dưới đầu rắn, mà chỗ trái tim trên thân rắn. Chính là chỗ hiểm mấu chốt nhất, chỉ cần đánh trúng chỗ đó, coi như Khuê Lân Cự Mãng có cường thịnh trở lại cũng phải tiêu đời. Người bình thường cho dù là võ giả, muốn ở trên người một đầu cự mãng dài, đến 6-7 mét nhanh chóng tìm được chỗ trái tim, cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng đối với Lâm Tiêu chuyên làm công tác đồ thú tràng, thì thật sự là một chuyện quá mức dễ dàng. Nhưng tốc độ Khuê Lân Cự Mãng thật sự quá mức nhanh, hơn nữa nó biết rõ nhược điểm của mình, trong chiến đấu cũng có ý bảo hộ bộ vị trái tim. Lâm Tiêu căn bản không tìm được cơ hội xuất thủ. Rầm rầm rầm, đuôi rắn bốc lên không ngừng quất xuống, phát ra tiếng vang ù ù. Thân hình Lâm Tiêu linh xảo chớp động, tìm kiếm lấy cơ hội. Lại chờ một lát, đợi đến lúc thể lực nó tiêu hao thêm chút nữa. Lâm Tiêu dựng thẳng lên cặp đồng tử lạnh như băng, trong chiến đấu không ngừng vậy mà tìm được cảm giác, loại chém giết sinh tử này là thứ có thể dễ dàng tăng thực lực nhất, khiến ý thức Lâm Tiêu hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể toàn địa giáp, triệt để kết hợp lại với nhau. Chiến đấu thời gian dài, khiến thể lực song phương đều hạ thấp cực nhanh, Khuê Lân Cự Mãng dù sao cũng là yêu thú, đánh lâu không được, công kích tấn mãnh rõ ràng đã có một tia mềm nhũn, động tác cũng trở nên sao động. Chính là cơ hội này. Lâm Tiêu lại không nóng vội, trong lúc không ngừng né tránh rốt cục đã tìm được cơ hội. Thần hổ bái vĩ. Cơ bắp toàn thân Lâm Tiêu có rút lại, căng cứng đến mức tận cùng, tứ chi thốt nhiên phát lực, cái đuôi dài đến gần 2 mét vung lên, vung mạnh qua một vòng lớn 360 độ. Hung hăng nện lên đầu Khuê Lân Cự Mãng. Trong lúc lơ đảng, Lâm Tiêu vậy mà lợi dụng thân hình toàn địa giáp thi triển ra thần hổ bái vĩ, trong mãnh hổ quyền pháp. Núi đá như lăn xuống đập trúng mặt đất, tiếng oanh minh nặng nề vang lên,
cái đầu lớn của Khuê Lân cự mãng bị nện bay ra ngoài, ánh mắt cũng có chút phát mộng, thân thể dài đến 6-7 mét càng không ngừng bay lên, mà Lâm Tiêu cũng cảm thấy cái đuôi run lên, lần quất xuống mãnh liệt này đã khiến một bộ phận lân phiến trên cái đuôi hắn vỡ vụn ra, chảy ra từng tia máu tươi. Bất quá Khuê Lân cự mãng không hổ là một trong các tồn tại cường đại nhất trong nhất tinh yêu thú, coi như là bị quất bay, thì bản năng chém giết của yêu thú vẫn khiến thân hình nó ổn định nhanh như thiểm điện, miệng lớn dính máu mở ra, cắn về phía Lâm Tiêu. Đầu rắn cực lớn mạnh mẽ vọt tới, tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng so với trước kia, vô luận là khí thế hay tốc độ đều yếu nhược hơn rất nhiều. Lâm Tiêu đã sớm chờ đợi cơ hội này, chi sau có chút uốn lượn, đột nhiên cao cao nhảy lên, tránh đi cái miệng lớn của Khuê Lân cự mãng, mạnh mẽ nhảy lên trên người cự xà, móng vuốt sắc nhọn trong tứ chi thò ra, hung hăng cắm vào trong lớp da rắn cứng rắn. Trên người toàn địa giáp thứ gì là cứng nhất? Không hề nghi ngờ chính là móng vuốt sắc bén có thể khai sơn phá thạch kia, da rắn cứng rắn chỉ hơi ngăn trở một lát, liền bị móng vuốt Lâm Tiêu cứ thế xuyên thấu qua không chút lưu tình, hung hăng đâm vào trong. Khuê Lân cự mãng cảm giác được đau nhức kịch liệt, phát ra tiếng gào thét như đại lữ hồng âm, hai đồng tử thoáng cái đỏ bừng, bắt đầu trở nên cuồng bạo. Nó điên cuồng vặn vẹo, cái đầu lớn nhếch lên nhưng lại không cách nào cắn tới Lâm Tiêu trên lưng nó, chỉ có thể đánh tới một đám thạch đầu, đồng thời điên cuồng bốc lên, nguyên một đám cự thạch nhao nhao quay cuồng, vỡ vụn. Lâm Tiêu cảm giác mình như ngồi trên cáp treo vậy, bụi đất đầy trời và cuồng phong kịch liệt khiến Lâm Tiêu căn bản không mở mắt ra nổi. Lâm Tiêu dùng móng vuốt sắc bén gắt gao bấu lấy thân rắn, một mực cố định trụ thân thể của mình, đồng thời mở ra miệng rộng cắn xé thân thể Khuê Lân cự mãng, bốc lên kịch liệt, va chạm điên cuồng khiến lục phủ ngũ tạng Lâm Tiêu đều như quay cuồng, trận trận mùi máu tươi tự yết hầu truyền ra, cũng không biết là của Khuê Lân cự mãng hay của mình nữa. Toàn thân Khuê Lân cự mãng kịch chấn, đầu nện xuống đất, kịch liệt quay cuồng trên đất, cái đuôi càng điên cuồng quất lên Lâm Tiêu, chỉ một thoáng bụi mù đã tràn ngập, nham thạch trên mặt đất vỡ vụn ra. Lâm Tiêu cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều như muốn nhảy ra, cái đuôi tuy rằng điên cuồng ngăn cản đuôi của Khuê Lân cự mãng quất xuống, nhưng trong đại loạn vẫn bị quất trúng hai cái, lân phiến trên người vỡ vụn, nhưng móng vuốt của Lâm Tiêu lại như đã mọc rễ, vẫn cắm trên người nó không chút nhúc nhích. Lâm Tiêu điên cuồng cắn xé, máu tươi từ trong xà thân chảy ra, thời gian dần trôi qua, Khuê Lân cự mãng dãy dụa càng lúc càng yếu ớt, đột nhiên, móng vuốt sắc bén của Lâm Tiêu như xuyên thấu cái gì đó, một cổ máu tươi mạnh mẽ phun dũng ra. Thân hình Khuê Lân cự mãng đột nhiên trừng thẳng, rồi sau đó vô lực ngã xuống, không bao giờ nhúc nhích được nữa. Một chảo của Lâm Tiêu đã trực tiếp xuyên thấu trái tim Khuê Lân cự mãng. Ngắm nhìn bốn phía, vô số nham thạch bị quất bay ra xa xa, nơi hai thú chém giết xuất hiện một khối đất trống, trên mặt đá xuất hiện từng vết nứt lan tràn, nhìn vô cùng khủng bố. Lâm Tiêu lúc này mới từ trên xà thân nhảy xuống, phát hiện toàn thân mình kịch liệt đau nhức, thân thể cơ hồ như muốn rời ra từng mảnh. Nơi này không nên ở lâu. Nhìn qua xà thân còn lớn hơn mình vài phần, Lâm Tiêu có chút ngẩn người, Khuê Lân cự mãng này toàn thân là bảo, vô luận là da rắn hay là huyết nhục, đều rất có giá trị, nhưng Lâm Tiêu rõ ràng không mang đi được nhiều như vậy, chỉ có thể lựa chọn một ít thứ hữu dụng nhất mang về. Lâm Tiêu bắt đầu tách rời đầu cự xà này xa, quanh năm làm việc ở đầu thú tràng, đối với làm sao tách rời loài rắn Lâm Tiêu cực kỳ quen thuộc, mà móng vuốt sắc bén của toàn địa thú so với dao ở đầu thú tràng, cũng không kém chút nào. Chỉ một lát, da rắn hoàn chỉnh đã bị Lâm Tiêu lột xuống, đồng thời Lâm Tiêu cũng móc ra túi mật rắn quý giá nhất trên người loài rắn, loại yêu thú như Khuê Lân cự mãng, tất cả giá trị trên người, ít nhất 80% đều ở chỗ túi mật rắn. Túi mật rắn này lớn chừng quả cam, toàn thân màu xanh sẫm, sáng long lanh như phỉ thúy, không có mùi tanh của rắn, ngược lại có một cổ mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu. Nhất tinh yêu thú còn chưa ngưng kết yêu đan, toàn thân nguyên khí đều ngưng tụ ở trong huyết nhục, nhưng yêu thú như Khuê Lân cự mãng lại có ít nhất một nửa nguyên khí ngưng tụ bên trong túi mật rắn, đây cũng là chỗ chân quý của nó. Xà thân dài đến 6-7 mét, Lâm Tiêu tự nhiên không có khả năng mang đi toàn bộ, đương nhiên lãng phí cũng không phải là tính cách của Lâm Tiêu, đây chính là thịt yêu thú, mà không phải thịt dã thú bình thường. Lúc này, Lâm Tiêu bắt đầu miệng lớn hưởng dụng thịnh yến thịt rắn, sau khi ăn một phen như hổ đói, cơ hồ có 1/3 thịt rắn vậy mà đều tiến vào trong bụng Lâm Tiêu. Ách! Hắn nấc lên. Không phải bụng đã đầy, Lâm Tiêu còn muốn ăn nhiều thêm một chút. Sau khi ăn xong, Lâm Tiêu lại lấy đi một ít thịt rắn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hái xuống hai gốc u lan thảo kia. Dùng da rắn bao bọc tốt u lan thảo, túi mật rắn, còn có khối lớn thịt rắn nguyên vẹn, Lâm Tiêu liền bò ra khỏi động. Cả đầu Khuê Lân cự mãng bị Lâm Tiêu vơ vét một phen, còn lại chỉ là một ít khung xương, nội tạng và một phần nhỏ thịt rắn. Những canh thừa thịt nguội này cứ để lại có đám dã thú và yêu thú hữu duyên đi. Sau khi rời đi xà huyền chừng một dặm, Lâm Tiêu nghe được từ chỗ xà huyệt đến trận trận gầm rú của dã thú.
hiển nhiên đã có dã thú phát hiện ra xà thân còn lại, bắt đầu tranh giành với nhau rồi. Trong khi chúng đang tranh đoạt chút thịt rằn thừa thải, thì Lâm Tiêu đã thắng lợi trở về lưng cõng một đống thịt bò vào trong huyệt động của mình. Trên đường đi, Lâm Tiêu phát hiện năng lực tự lành của mình thật sự là có chút biến thái. Lúc đầu thân thể còn kịch liệt đau nhức, nhưng giờ mới đi được một hồi toàn thân đã thấy ngứa, đây là biểu hiện của thân thể đang khép lại. Lâm Tiêu tò mò, nhấc lên cái đuôi huyết nhục mơ hồ lúc trước, hắn phát hiện, chỗ lân phiến vỡ vụn, cơ bắp bị xé ra trên đuôi vậy mà đang mọc ra một đám thịt lồi, hơn nữa còn kết hợp cùng với nhau, đang khép lại cực nhanh. Thân hình này của ta thật là nhất tinh yêu thú toàn địa giáp yêu. Không phải là biến chủng của viễn cổ thần thú gì đấy chứ. Năng lực tự lành này không khỏi cũng quá cường hãn rồi. Nhìn thấy năng lực tự lành biến thái kia của mình, Lâm Tiêu mừng rỡ đồng thời cũng nhịn không được trận trận phát mộng. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, ít nhất về sau không cần sợ bị thương nữa rồi. Trên đường đi, Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí bò vào huyệt động, vạn hạnh chính là, trên đường không đụng phải yêu thú gì, bình yên về tới huyệt động. Cho dù toàn thân ngứa ngáy, thân thể lúc trước chiến đấu kịch liệt nên có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần Lâm Tiêu lại vô cùng phấn khởi, kích động mở ra túi da rắn, ánh mắt rơi vào trên thân hai gốc u lan thảo kia, nước miếng cũng như muốn chảy ra. Có hai gốc u lan thảo này rồi, đối với việc trong thời gian ngắn tấn cấp luyện tủy kỳ, Lâm Tiêu cũng có nhiều thêm một phần nắm chắc. Bất quá Lâm Tiêu lúc này lại có chuyện trọng yếu hơn phải làm, hắn cất thịt rắn nguyên vẹn vào nơi sâu nhất trong huyệt động, u lan thảo cũng được cất giữ cẩn thận. Lâm Tiêu nhìn qua túi mật rắn óng ánh sáng long lanh kia, nuốt chửng vào, bắt đầu vận công chữa thương lên. Cho dù năng lực khôi phục của bản thân Lâm Tiêu cường hãn đến kinh người, nhưng lần bị thương này thật sự quá nghiêm trọng, các nơi trên người đều là lân phiến vỡ vụn, cơ bắp xé mở, mà nội tạng trong chiến đấu lúc trước cũng có chỗ bị thương, chỉ dựa vào năng lực khôi phục của bản thân ít nhất cũng cần đến 3-4 ngày mới có thể chính thức khỏi hẳn. Túi mật rắn lạnh buốt tiến vào trong bụng, không đợi Lâm Tiêu có phản ứng, một cổ nhiệt lực to lớn liền từ phần bụng khuếch tán ra, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, Lâm Tiêu cảm giác cơ bắp toàn thân mình đều nóng lên. Nhiệt độ kịch liệt bay lên, càng về sau càng kịch liệt đau nhức, toàn thân tựa như đao xoắn vậy. Khuê lân cự mãng chính là một trong vài loại nhất tinh yêu thú cường đại nhất, trông coi u lan thảo kia, cũng không biết đã phục dụng qua thiên tài địa bảo gì rồi, thực lực cường hoành. Mà túi mật rắn của nó với tư cách là chỗ hội tụ tinh hoa toàn thân, ẩn chứa đại bộ phận thiên địa nguyên khí khắp toàn thân, tự nhiên có dược lực cường đại, trên thực tế ở trong thế giới võ giả, bản thân túi mật rắn chính là một loại kỳ dược, luận giá trị tuy rằng đều là nhất tinh yêu thú, nhưng giá cả của khuê lân cự mãng trong thế giới loài người so với toàn địa giáp cao hơn không biết bao nhiêu, so về một ít nhị tinh yêu thú cũng không kém bao nhiêu. Trong cơ thể, túi mật rắn ẩn chứa thiên địa nguyên khí cường đại bị tiêu hóa. Một cổ khí lưu cường tráng từ đó tuôn ra, ngoại trừ một số nhỏ bị nội tạng, cơ bắp hấp thu ra, còn lại đại bộ phận đều lập tức lan tràn đến trong kinh mạch toàn thân toàn địa giáp, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể Lâm Tiêu, tốc độ càng lúc càng nhanh, như con ngựa thoát cương mạnh mẽ đâm tới trước. Một cổ đau đớn kịch liệt không ngừng truyền đến, Lâm Tiêu đã hiểu rõ, trong túi mật rắn của khuê lân cự mãng này ẩn chứa quá nhiều thiên địa nguyên khí, khiến kinh mạch của mình có chút khó có thể thừa nhận nổi, mới khiến toàn thân đau nhức kịch liệt như thế. Không được. Lại tiếp tục như vậy, kinh mạch trong thân thể ta đều sẽ bị phá hư mất, cổ nguyên khí này quá cường đại, tán loạn bốn phía, phải nghĩ biện pháp mới được. Lâm Tiêu cảm thụ được thiên địa nguyên khí trong thân thể, bắt đầu thử khống chế nguyên khí vận chuyển, bất quá cổ nguyên khí này quá lớn, Lâm Tiêu chỉ có thể dùng hết tinh thần lực toàn thân, trước bắt lấy một ít cổ trong đó, khống chế lấy nó, sau khi ổn định lại dựa theo lộ tuyến bình thường bắt đầu vận hành, chậm rãi tiến hành, sau đó lại chậm rãi đồng hóa nguyên khí còn lại. Đối với vận hành chi pháp của nguyên khí, kiếp trước Lâm Tiêu xem qua tiểu thuyết võ hiệp cũng biết hẳn là có quy luật nào đó, nếu không vận hành loạn sẽ khiến tàu hỏa nhập ma, hơn nữa trên thế giới này cũng có võ kỹ công pháp, bất quá giờ Lâm Tiêu lúc này lại không quản được nhiều như vậy, đau đớn kịch liệt kia khiến hắn nhịn không được muốn chu lên, lăn qua lăn lại, sao có thể quản nhiều vậy chứ? Hơn nữa, kinh mạch yêu thú thường thường cường hãn hơn nhân thể nhiều, chưa chắc sẽ có chuyện gì. Khống chế một cổ nguyên khí tiến hành một lần tuần hoàn nguyên vẹn trong kinh mạch cần, ngoài một phút đồng hồ. Sau một tuần hoàn, Lâm Tiêu, vậy mà thật sự kéo không ít nguyên khí không bị khống chế đi vào kinh mạch bình thường, thời gian dần trôi qua, những thiên địa nguyên khí tán loạn trong kinh mạch trong thân thể Lâm Tiêu, vậy mà từng cổ bị hắn chậm rãi tụ lại, đau đớn tự nhiên cũng theo nguyên khí tuần hoàn giảm bớt đi từng chút một. Lâm Tiêu chỉ khống chế nguyên khí vận hành trong các chủ kinh mạch rộng rãi, về phần một ít kinh mạch thật nhỏ, chưa bao giờ khai phát qua, Lâm Tiêu lúc đầu còn muốn học theo tiểu thuyết võ hiệp trùng quan, đả thông hai mạch nhâm đốc gì đó. Không nghĩ tới chỉ khẽ nếm thử một chút liền đau đớn đến mức đổ mồ hôi trán, toàn thân lăn qua lăn lại, cũng không dám thử lung tung nữa. Đồng thời Lâm Tiêu cũng phát hiện,
Theo hắn lần lượt vận chuyển nguyên khí tuần hoàn trong cơ thể, những nguyên khí kia cũng dùng một loại tốc độ tương đối chậm chạp thông qua kinh mạch dần thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, toàn thân Lâm Tiêu đều tràn ngập một loại cảm giác ngứa ngáy tê dại. Cũng không biết đã qua bao lâu, nguyên khí từ trong túi mật rắn Khuê Lân Cự Mãng thẩm thấu ra rốt cục đã bị Lâm Tiêu triệt để hấp thu vào trong thân thể. Lâm Tiêu mở to mắt, nắm chặt móng vuốt lại, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Bên ngoài đã là buổi tối rồi, Lâm Tiêu cảm giác ngũ giác của mình tựa hồ đã càng thêm nhạy cảm. Quay đầu nhìn lại, thương thế do ban ngày chém giết với Khuê Lân Cự Mãng gây ra, vậy mà đã hoàn toàn khép lại. Những lân giáp tổn hại trong vòng nửa ngày đã lần nữa dài ra, mà lân giáp toàn thân cũng trở nên càng thêm dày đặc, xếp đặt càng thêm chặt chẽ. Mặt ngoài thật giống như phủ lên một lớp dầu, lộ ra bóng loáng. Từng khỏa lân phiến lớn như tiền xu giống như tấm thép dán sát trên người, hiển nhiên so với lúc trước lực phòng ngự đã càng thêm cường địa. Càng khiến Lâm Tiêu giật mình chính là, chỉ qua một buổi thân dài vậy mà từ 1m5 trước đó, giờ đã thành 2m, thân cao cũng từ 1m đạt đến 1m5, kết cấu toàn thân lộ ra càng chặt chẽ, móng vuốt như được tiến hóa vậy, lộ ra cực kỳ cứng rắn sắc bén, lóe ra sáng bóng kim loại. Lâm Tiêu vung vẩy cái đuôi lớn, cái đuôi ở trên không trung phát ra tiếng rít kịch liệt. Hắn cảm giác lực lượng một chút, rõ ràng tăng cường hơn trước nhiều, nếu như hiện giờ chống lại Khuê Lân Cự Mãng kia thì chắc chắn sẽ không chật vật như trước nữa. Lực lượng của ta bây giờ có lẽ còn chưa đạt được cấp độ nhị tinh yêu thú, bất quá trong nhất tinh yêu thú có lẽ không có đối thủ. Nhìn thân hình tràn ngập lực bạo tạc của mình, trong lòng Lâm Tiêu không khỏi mừng rỡ, hắn cũng không nghĩ tới túi mật rắn của Khuê Lân Cự Mãng, vậy mà lại mang đến cho mình kinh hỉ lớn như thế. Ung ục ục, trong bụng truyền đến một hồi cảm giác đói khát. Thịt rắn ăn lúc trước trong khi tu luyện đã sớm bị tiêu hóa hầu như không còn. Lâm Tiêu tới chỗ thịt rắn lúc trước, từng ngụm cắn xé. Nuốt hết tất cả thịt rắn, bụng lúc này mới no lại. Nếu thương thế đã tốt rồi, cũng nên mang U Lan Thảo về rồi. Lâm Tiêu dùng da rắn gói kỹ 2 cây U Lan Thảo, sau đó dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng, leo ra huyệt động. Trăng sáng sao thưa, trận trận mát gió thổi tới, Lâm Tiêu tiềm phục trong bụi cỏ nhanh chóng bò xuống núi. Lâm Tiêu cảm giác tốc độ của mình rõ ràng tăng lên rất nhiều, ánh mắt cùng cảm giác càng mạnh hơn trước. Chạy như điên trong núi rừng, mãi cho đến khi Lâm Tiêu chạy tới gần Tân Vệ Thành Tây Thành mới hạ thấp tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào thông đạo đào lúc ra khỏi thành. Bởi vì thân thể biến lớn, nên Lâm Tiêu không thể không động thủ mở rộng thông đạo một chút, từ sau núi bò xuống, tìm chỗ bí mật cất giấu ra rắn bao lấy U Lan Thảo. Sau đó Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp rời khỏi Tân Vệ Thành, một lần nữa trở lại trong huyệt động. Bên này an bài xong cho toàn địa giáp, bên kia Lâm Tiêu nhanh chóng từ trên giường đứng lên, hiện giờ đêm đã khuya, Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, ra võ giả đình viện, chạy về phía sau núi. Lòng như lửa đốt đi vào sau núi, Lâm Tiêu đi đến chỗ mình cất kỹ U Lan Thảo, trông thấy 2 cây U Lan Thảo hoàn hảo được bọc trong da rắn, lòng của hắn mới hoàn toàn để xuống. Tuy rằng đã sớm ở trong sơn động thấy qua U Lan Thảo, nhưng chính thức cầm ở trong tay, cảm thụ được mùi thơm ngát từ trên U Lan Thảo tản ra, trong lòng Lâm Tiêu vẫn không nhịn được kích động. Lúc trở về Lâm Tiêu cũng cẩn thận từng ly từng tí, sau khi trở lại trên giường, tuy rằng bởi vì khống chế toàn địa giáp tu luyện mà mệt nhọc không thôi, nhưng hắn vẫn hưng phấn đến khó ngủ được, sau khi trằn trọc mới ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Tiêu rời giường thì cha mẹ đã đi ra ngoài rồi. Vì kinh doanh cái nhà hàng nhỏ này, mà cha mẹ mỗi khi trời chưa sáng đã đi ra ngoài, đi đến đêm khuya mới trở về, đi sớm về tối, mỗi ngày mệt mỏi đến đau cả lưng, cực kỳ khổ cực. Đợi ta trở thành chân võ giả, nhất định không thể để cho ba mẹ khổ cực như vậy nữa, phải để cho bọn hắn trải qua những ngày tốt lành. Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm âm thầm thề. Sau khi rời giường, Lâm Tiêu thư giãn thân thể, sau đó đánh cho một bộ quyền pháp, nếm qua điểm tâm. Sau khi đợi muội muội cũng đi ra ngoài thì lúc này mới về đến trong nhà, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bọc da rắn bao lấy U Lan Thảo ra. U Lan Thảo, nhất giai linh dược, tính âm, 2 gốc này chính là song gốc cùng sinh, sinh trưởng chừng 50 năm đến 60 năm. Uống vào trị hết nội thương, lưu thông máu ứ, thoa ngoài da tăng cường khí huyết, cố bản bồi nguyên. U Lan Thảo uống vào và thoa ngoài da không cùng hiệu quả. Lâm Tiêu vừa mới xuất ra một cây U Lan Thảo, trong đầu đột nhiên cảm nhận được rõ ràng năm và công hiệu của U Lan Thảo, khiến cho Lâm Tiêu không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tập tính và tác dụng của U Lan Thảo, trong huấn luyện quán linh dược khóa ta đã từng nghe qua, nhưng vì sao ta có thể cảm giác được năm của U Lan Thảo? Lâm Tiêu trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Bình thường, chỉ có những linh dược đại sư mới có thể từ hình dạng, kích thước, màu sắc của linh dược phân biệt được năm cụ thể của linh dược, còn lại cho dù là ta muội Lâm Nhu công tác ở Đan Các, bình thường có thể tiếp xúc với đại lượng linh dược cũng không có được năng lực như thế. Lâm Tiêu trong nội tâm có chút nghi hoặc, bất quá vấn đề này trong nháy mắt đã bị hắn để sau đầu,
trực tiếp tháo xuống một phiến lá u lan thảo để vào trong miệng khẽ nhai nuốt. Một cổ cay đắng cay độc gay mũi lập tức lan tràn trong miệng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cố nén hương vị đắng chát, hung hăng nhai nát phiến lá u lan thảo nuốt vào trong bụng. Lập tức, hắn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, vận hóa hấp thu dược lực. Trước khi không trở thành chân võ giả có thể tự do hấp thu thiên địa nguyên khí, võ giả tu luyện dùng rèn luyện thân thể khí lực làm chủ, vô luận là luyện thể, luyện cốt hay là luyện tủy, đều là kích phát nhân thể khí huyết, tăng cường khí lực, đề cao cường độ thân thể, lúc tu luyện dùng diễn luyện quyền pháp làm chủ, khi tất yếu, còn có thể dùng nắm đấm đập nện cọc gỗ, gạch đá, cột đá, thân thể va chạm với nham thạch, hoặc là đối luyện với nhau để rèn luyện thân thể bản thân, tăng cường năng lực đối chiến, tăng lên khí lực, kích phát khí huyết. Phương pháp như vậy mặc dù đần, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, có thể thường xuyên đập nện, đối chiến, rèn luyện thân thể đến cực hạn với cường độ cao, sẽ khiến cho một ít kinh mạch rất nhỏ trong cơ thể đứt gãy, thường được xưng là nội thương, trong một ít mao mảnh mạch máu thật nhỏ có khi, còn có thể lưu lại tụ huyết thật nhỏ, bế tắc kinh mạch và mạch máu. Tu luyện cường độ càng cao, trình độ nội thương càng cao. Thương thế như vậy 10 ngày nửa tháng còn không có gì trở ngại, chậm rãi tĩnh dưỡng có thể khôi phục. Nhưng mà võ giả tu luyện chính là quá trình nghịch thiên, ai lại đi tốn thời gian tu dưỡng, bởi như vậy, không ít đệ tử kinh mạch và mạch máu bế tắc các nơi, trong thân thể sẽ dần kéo dài, phạm vi mao mảnh mạch máu bị tổn hại cũng càng lúc càng lớn, tăng thêm bị thương ở cơ bắp, gân cốt, tiểu thương thành đại thương, sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thể chất. Cái gọi là nghèo văn giàu võ, nếu như không đủ thực lực kinh tế, có thể kịp thời vào lúc bị thương phục dụng linh dược hoặc đan dược trị liệu nội thương. Loại trừ tụ huyết thì tu luyện với cường độ cao đồng thời tăng lên khí lực, cũng sẽ kịch liệt tổn thương đến thân thể, khiến thể chất kịch liệt suy yếu. Mấy năm sau, có lẽ một số võ giả có thể may mắn tấn cấp chân võ giả, nhưng nội thương tích xúc trước kia lại khiến bọn hắn hao hết tiềm lực, dừng bước trên võ giả chi lộ, cả đời không thể tiến thêm. Đạo lý này tất cả võ giả đều thập phần rõ ràng. Nhưng không ít thiếu niên gia đình nghèo khó không nhịn được hấp dẫn trở nên mạnh mẽ, tu luyện chỉ có thể dữ dội tinh tiến, cố gắng tấn cấp chân võ giả. Về phần tương lai lại không hề để tâm, dù sao đối với bọn hắn mà nói, có thể trở thành chân võ giả đã là nhân thượng chi nhân, về phần có thể phát triển thêm hay không chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Tiêu trước kia cũng như thế, mỗi ngày khắc khổ tu luyện, điên cuồng đến mức tận cùng, trình độ chăm chỉ quả thực khiến người nghe kinh sợ, trong cơ thể kỳ thật đã tích tụ không ít nội thương, lại không có tiền mua sắm linh dược và đan dược có phẩm giai, không cách nào hoàn toàn trị hết, cũng may sự đặc thù của tứ cấp võ giả huân chương mà đại ca lưu lại. Cũng có thể khiến Lâm Tiêu thỉnh thoảng phục dụng một ít thảo dược không nhập lưu, nhưng vẫn có không ít nội thương tồn tại, dù sao những thảo dược không nhập lưu kia đối với trị liệu thân thể, cũng không nhiều hiệu quả lắm. U Lan Thảo quả nhiên không hổ là linh dược, chênh lệch với thảo dược bình thường thật quá lớn, dược lực thật sự quá cường đại. Lâm Tiêu ngồi xuống vận hóa dược lực U Lan Thảo. Hắn cảm giác nội thương rất nhỏ, kinh mạch đứt gãy rất nhỏ ẩn giấu trong thân thể, dưới dược hiệu cường đại của nhất giai U Lan Thảo đang dần khôi phục. Đau đớn lúc trước trong đồ thú tràng và cuộc chiến sinh tử với toàn địa giáp tạo thành, cũng nhanh chóng đạt được thông suốt, cả người tê ngứa, như ngâm trong nước thuốc, vô cùng ôn hòa. Ta trước kia tu luyện, trong cơ thể đọng lại không ít nội thương tai họa ngầm, vốn chuẩn bị tích xúc một ít tiền, đến lúc đó nhịn đau mua hai khỏa nhất phẩm đan dược trị liệu, nhưng giờ nhất cấp U Lan Thảo này xem ra có thể hoàn toàn trừ tận gốc nội thương, trong cơ thể ta, rồi. Lâm Tiêu thập phần mừng rỡ, vốn trong tưởng tượng của hắn. Mình khổ luyện rất nhiều năm, mỗi ngày đều trải qua tu luyện cực hạn, tuy rằng trước khi cũng có dùng thảo dược trị liệu không nhập lưu, nhưng hiệu quả cơ bản không lớn, nội thương trong thân thể có lẽ cực kỳ nghiêm trọng, nhưng không biết tại sao, giờ phút này Lâm Tiêu lại phát hiện, nội thương trên người mình cũng không tính là quá nghiêm trọng, phần lớn là thương thế do những ngày này, khổ luyện cùng với chiến đấu với toàn địa giáp lúc trước lưu lại, hôm nay dưới sự trị liệu của U Lan Thảo đã khôi phục không sai biệt lắm rồi. Lâm Tiêu ngồi xuống một canh giờ liền nhảy dựng lên đánh ra mấy quyền. Cương liệt lưu loát, toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu, khí huyết kinh mạch không có chút ngưng trệ, tuy rằng so với lúc trước khí lực không tăng lên chút nào, nhưng quyền phong sinh ra lúc vung quyền dường như lại càng thêm lạnh thấu xương. Tiếp theo chính là thoa ngoài ra rồi, khí lực của ta hiện giờ ước chừng hơn 600 cân, cũng không biết một lần có thể tăng lên bao nhiêu nữa. Lâm Tiêu lại lần nữa gỡ xuống một phiến lá U Lan Thảo, sau khi đập nát liền đặt trong nồi, nấu thành dược dịch, sau đó lại đổ vào trong thùng tắm đầy nước, khuấy đều nước thuốc lên. Lâm Tiêu cởi bỏ quần áo ra, phốc thông, nhảy vào bồn tắm nóng hổi, ngồi xuống tu luyện trong U Lan Thảo dược thủy. Nước thuốc nóng hổi khiến toàn thân Lâm Tiêu nóng rát đau đớn, như nhảy vào nước sôi vậy, lan ra toàn thân bị phỏng đến đỏ bừng, như một con tôm bị đun sôi. Đau đớn nóng rát kia khiến hắn thiếu chút nữa đã nhảy ra, nhưng Lâm Tiêu lại cắn chặt răng, nhẫn nhịn xuống. Rất nhanh, Lâm Tiêu cũng cảm giác trong đau đớn,
tựa hồ có một cổ dòng nước ấm áp từ làn da thấm vào trong thân thể, hơn nữa còn đang không ngừng xâm nhập từ cơ bắp đến da thịt, từ da thịt đến nội tạng, sau đó đến cốt cách, cốt tủy. Lâm Tiêu thoáng chốc cảm giác được mỗi một tế bào toàn thân đều được tẩm bổ, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, như có ngàn vạn con kiến bò lấy, đau đớn ở mặt ngoài làn da cũng dần dần biến mất. Đây chính là khí huyết bị kích phát, tế bào đang sinh trưởng, mà khí lực của ta có lẽ cũng đang theo đó gia tăng. Lâm Tiêu cảm giác được rõ ràng biến hóa thân thể mình, những ngày này hắn không ngừng tu luyện, nếu hắn củng cố luyện cốt kỳ, bình thường thì thể lực cực hạn sẽ là 400 cân, vừa đột phá luyện thể tiến vào đến luyện cốt, bình thường sẽ có một đoạn thời gian khí lực tăng trưởng mạnh, Lâm Tiêu chính là ở trong đoạn thời gian này tăng khí lực lên đến hơn 600 cân. Nhưng sau khi đến 600 cân, khí lực cũng sẽ tăng chậm lại, từ 600 cân tăng lên tới cực hạn luyện cốt là 800 cân. Một ít đệ tử thiên tài ít nhất cũng cần 3 tháng, về phần đệ tử bình thường, nhanh thì tốn hao nửa năm, chậm thì 1 năm, 2 năm, thậm chí càng lâu hơn nữa. Khí lực tăng lên là một quá trình chậm rãi, không có bao nhiêu đường tắt để đi cả. Hai ngày này, Lâm Tiêu cũng cảm thấy rõ ràng khí lực mình tăng trưởng có chỗ đình trệ, sau khi đạt tới 600 cân, mỗi khi tăng trưởng 10 cân đều cần thời gian tu luyện dài, cần lần lượt chịu đựng cực hạn thân thể. Nhưng mà linh dược như U Lan Thảo cùng với một ít đan dược, lại có thể giảm bớt đại lượng thời gian khí lực chậm rãi tích lũy, là thứ mà vô số võ giả đệ tử tha thiết ước mơ. Dược lực của nhất giai linh dược U Lan Thảo giờ phút này đang đại lượng kích phát khí huyết trong cơ thể Lâm Tiêu, mà khí huyết cùng với một ít đan dược lại xúc tiến tế bào, cơ bắp, nội tạng sinh trưởng, cuối cùng tăng cường khí lực. Lâm Tiêu ngồi trong bồn tắm, hấp thu lấy dược lực của U Lan Thảo, cảm giác trong cơ thể mình khi ra khí huyết cuồn cuộn tràn đầy lấy cơ bắp cốt tủy. Một canh giờ sau, Lâm Tiêu hấp thu hết dược lực U Lan Thảo mới từ trong bồn tắm đi ra, lau đi nước thuốc ướt sũng, thay đổi một thân quần áo vải thô sạch sẽ, đi vào trong nội viện diễn luyện mãnh hổ quyền pháp. Giống, giống, quyền phong kích động, hổ khiếu sơn lâm, Lâm Tiêu ra quyền, khí lưu xoay tròn thành vòng xoáy, dưới sự kéo động của cơ bắp thân thể, phát ra tiếng gào rú như mãnh hổ, uy mãnh lăng lệ ác liệt, khí phách mười phần. Dược hiệu U Lan Thảo quả nhiên lợi hại, khó trách trong võ giả lại được hoan nghênh như thế. Khí lực của ta hiện giờ có lẽ đã đạt đến ngoài 650 cân, so với trước kia trọn vẹn tăng lên 50 cân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như tài lực hùng hậu, mỗi ngày dùng linh dược như vậy để rèn luyện thể chất, tôi thể tiến triển nhất định sẽ cực kỳ thần tốc. Đánh xong một bộ mãnh hổ quyền pháp, sắc mặt Lâm Tiêu liền hồng nhuận phơn phớt, cảm thụ được ảnh hưởng cực lớn mà dược lực dồi dào mang đến cho thân thể của mình. Trong nội tâm mừng rỡ đồng thời cũng thầm giật mình. Khí lực 50 cân nếu như dựa theo hắn tu luyện bình thường thì phải mất đến 1 tháng, nhưng dưới sự trợ giúp của U Lan Thảo chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi đã làm được, hiệu quả cường hãn đến kinh người. Bất quá số lượng U Lan Thảo cực kỳ ít, dược hiệu lại mạnh như thế, so với một ít nhất phẩm đan dược cũng không kém, ngược lại hiệu quả càng mạnh hơn. Một gốc U Lan Thảo, giá tiền ít nhất cũng ngoài 50 lượng bạc, bằng với chi phí mấy năm của một hộ bình dân ở Võ Linh Đế Quốc rồi. Thật sự là đắt không hợp thói thường. Bất quá dược hiệu cũng tốt đến thần kỳ. Nếu như thường xuyên dùng U Lan Thảo để rèn luyện thể chất, xem ra không bao lâu nữa liền có thể đến luyện cốt kỳ viên mãn, trung kích luyện tủy kỳ rồi. Lâm Tiêu hiện giờ mới 14 tuổi, nhưng trong lòng của hắn một mực vẫn có một sợi cung căng cứng lấy, không dám có chút lười biếng. Đó chính là võ điện bình cách còn không đến 1 năm nữa. Nếu hắn không cách nào trở thành một gã chân võ giả chính thức, vậy thì tất cả quyền lợi trong nhà đều sẽ bị tước đoạt. Cướp đoạt này, không chỉ đơn thuần là hy vọng sinh tồn của một gia đình, càng là di vật duy nhất mà đại ca Lâm Hiên lưu lại. Lâm Tiêu không muốn, cũng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chỗ ta có 2 cây U Lan Thảo, cũng không biết có thể khiến ta trực tiếp đột phá đến luyện tủy kỳ không nữa. Trong nội tâm Lâm Tiêu âm thầm chờ mong. Bất quá hắn cũng biết, bất luận một loại linh dược nào cũng đều chỉ có hiệu quả tốt nhất khi dùng lần đầu. Đến lần sau, hiệu quả sẽ từ từ suy giảm, thẳng đến khi không có hiệu quả nữa. Lần này là 50 cân, tiếp theo có lẽ chỉ được 40, 30, 20 thôi. Lâm Tiêu trong nội tâm nghĩ đến, động tác trên tay lại không ngừng, ở trong sân không ngừng diễn luyện mãnh hổ quyền pháp, mỗi một thức thi triển ra, tâm thần, khí lực, cơ bắp đều kéo căng đến mức tận cùng, gắng đạt tới mức tốt nhất. Mặc dù khí lực của mình, dưới sự trợ giúp của U Lan Thảo đã tăng lên đến ngoài 650 cân, nhưng lợi dụng linh dược và đan dược để tăng lên khí lực, dù sao sẽ có tổn hại đạo cơ. Nói thông tục một chút chính là khí huyết tăng lên còn chưa củng cố, tương đối phù phiếm, rất dễ dàng xuất hiện biến cố, cần tu luyện khắc khổ, triệt để dung hợp khí huyết tăng lên vào trong thân thể, mới thật sự là vững chắc. Trong Lâm gia đình viện, quyền phong phần phật không ngừng vang lên, kéo dài không dứt, thật lâu không thôi. Trong mấy ngày kế tiếp,
Lâm Tiêu một bên khống chế toàn địa giáp chém giết trong núi rừng, một bên khổ luyện quyền pháp, củng cố khí huyết tăng lên do hấp thu U Lan Thảo, đồng thời vào buổi sáng cách mỗi 2 ngày, đợi sau khi cha mẹ rời đi, muội muội đi ra ngoài, thì Lâm Tiêu sẽ lần nữa hái xuống một mảnh phiến lá U Lan Thảo, nấu thành nước thuốc, ngâm hấp thu. Dưới công hiệu mạnh mẽ của U Lan Thảo, khí lực Lâm Tiêu đang tăng lên với một tốc độ kinh người. 10 ngày qua đi, vào đêm, trong đình viện, hai mắt Lâm Tiêu trợn trừng, thân hình cong lên, dưới chân liên tục đong đưa, hai đấm hiện lên hình hổ trảo, long hành hổ bộ, như một đầu vạn thú chi vương ngạo khiếu núi rừng đang dò xét, uy phong lẫm lẫm, chợt hai chân mạnh mẽ đong đưa, đánh ra hai đấm, Lâm Tiêu đánh tiếp ra thức thứ hai của mãnh hổ quyền pháp. Hổ khiếu sinh phong, sau lưng Lâm Tiêu uốn lượn, cong đến mức tận cùng, như một thanh đại cung kéo đến trăng rằm, toàn bộ cột sống hiện lên hình rồng, hai chân uốn lượn, sau đó mạnh mẽ bắn lên, dưới chân trong 3 bức khí lưu kích động, phát ra thanh âm ba. Ba, như quất roi, mang theo khí lưu mạnh mẽ, lập tức liền đánh ra thứ ba. Mãnh hổ khiêu giản. Lâm Tiêu cả người như mãnh hổ, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, thân hình lập tức lao nhanh ra chừng 1 trượng, hai đấm xuất kích, đánh vào trong hư không, mảng lớn không khí nổ vang, nhấc lên một hồi lực gió trong phạm vi nhỏ, hai chân dẫm tại chỗ, gạch đá màu xanh vậy mà tầng tầng vỡ ra, thật sự rất giống mộ đầu mãnh hổ hạ sơn, uy phong lẫm lẫm trong khe núi. Đặc biệt là chỗ hai tay hắn, hai móng tay hiện lên hình hổ trảo chìa ra, không khí trong lòng bàn tay nổ vang, thật giống như không khí nổ tung trong tay vậy, hai móng tựa hồ như muốn chảo bạo cả không khí. Lúc này đã lộ ra sự khác nhau giữa Lâm Tiêu với võ giả luyện cốt kỳ bình thường. Võ giả luyện cốt kỳ bình thường mặc dù có mấy trăm cân khí lực, nhưng tuyệt đối không thể trong lúc vung quyền sinh ra khí bạo. Nhưng sự tu luyện khắc khổ của Lâm Tiêu, tăng thêm tư chất, thiên phú hắn vốn không tệ, cùng với lĩnh ngộ đối với ý cảnh mãnh hổ quyền pháp, thời gian 10 ngày tương đương với người bình thường khắc khổ tu luyện 2 tháng. Giờ phút này, Lâm Tiêu thân thể to lớn, đường cong rõ ràng, tuy rằng không có cơ bắp nảy nở giống như vận động viên thể hình kiếp trước, nhưng thân hình cơ bắp, trong thân thể hình giọt nước kia ngược lại ẩn chứa lực lượng càng thêm đáng sợ. Mãnh hổ thất thức, một chiêu tiếp một chiêu được dùng ra trong tay Lâm Tiêu, không khí quanh thân Lâm Tiêu cổ đãng càng ngày càng kịch liệt, không khí vang lên ba, ba, như sóng biển liên tiếp. Đến cuối cùng, trong quyền phong rõ ràng ẩn ẩn có tiếng hổ gầm truyền đến, uy mãnh lăng lệ ác liệt, khí phách dị thường. Mãnh hổ quyền pháp thức thứ 7 thần hổ bái vĩ. Lâm Tiêu thân như con quay, rất nhanh bôn tẩu trong sân, khí thế như cầu vồng, đùi phải đột nhiên như quật ra, giống như thần hổ vẫy mạnh đuôi, đùi phải vung đá, âm bạo kịch liệt vang lên, không khí nổ vang. Lâm Tiêu đùi phải đá không, thuận thế rơi xuống, chỗ đùi phải đáp xuống, khối gạch xanh nghiêm chỉnh nổ tung ra, hóa thành từng khối gạch vụn. Nhân loại không có đuôi, nhưng đối với mãnh thú mà nói, cái đuôi lại là vũ khí sắc bén nhất, có ít thậm chí còn sắc bén trên cả miệng và móng vuốt. Những ngày này Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp phân thân chém giết, đối với cái đuôi hiểu càng ngày càng sâu, rốt cục đã thi triển được thức cuối cùng, cũng là thức khó khăn nhất của mãnh hổ quyền pháp này đến đỉnh phong. Lâm Tiêu đánh xong một bộ mãnh hổ quyền pháp liền thở phào một hơi, áp xuống huyết dịch lao nhanh trong thân thể, thân hình thẳng tắp như thương. Mãnh hổ quyền pháp này của ta rốt cục đại thành rồi. Mà lực lượng thân thể cũng đạt đến hơn 700 cân, đạt đến luyện cốt đỉnh phong. Lâm Tiêu mừng rỡ. 10 ngày qua, Lâm Tiêu ngâm nước thuốc U Lan Thảo, rồi sau đó khắc khổ tu luyện, không có nửa phần lười biếng. 2 cây U Lan Thảo kia có tất cả 8 phiến lá, hiện giờ cũng đã bị Lâm Tiêu tiêu hao đi 6 phiến, rốt cục cũng tăng khí lực đến gần 800 cân, đạt đến luyện cốt đỉnh phong. Võ đạo chi đồ, từng bước gian nan, không có tu luyện khắc khổ, rất khó đại thành. Lâm Tiêu tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng nếu như không có linh dược như U Lan Thảo cùng với hắn luyện công ngày đêm, cũng không có khả năng dùng thời gian ngắn ngủn 20 ngày đã, từ luyện thể đỉnh phong 400 cân đạt cho tới luyện cốt đỉnh phong 800 cân, như hiện giờ. 10 ngày khổ tu này, cũng nhờ Lâm Tiêu tư chất kinh, đệ tử bình thường coi như khổ luyện 1 năm, cũng chưa chắc có được thành quả như Lâm Tiêu trong 10 ngày qua. Cách võ điện bình cách còn không đến 1 năm, ta phải mau chóng trở thành chân võ giả, bất quá luyện tủy kỳ không giống với luyện cốt kỳ. Không phải đơn giản tăng lên khí lực là được, sau luyện tủy kỳ, thân thể võ giả đã có thể tự chủ chậm chạp hấp thu nguyên khí trong thiên địa, chú ý chính là võ đạo tinh thần và thăng hoa về mặt ý chí, cùng với lột xác trên nhục thể, đây không phải là khổ tu có thể thành công, còn cần đến cảm ngộ nhất định nữa. Lâm Tiêu trong nội tâm yên lặng suy tư, hôm nay U Lan Thảo trong tay hắn, chỉ còn lại có 2 cây chủ và 2 mảnh phiến lá, bất quá Lâm Tiêu cũng không định phục dụng, tiến giai luyện tủy kỳ cần cảm ngộ, mà không phải dựa vào linh dược đắp lên. Hơn 20 ngày không đi huấn luyện quán rồi, ngày mai cũng nên đi huấn luyện quán kiểm tra đo lường thành tích của mình một chút. Đối với khí lực bản thân, Lâm Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng, nhưng tốc độ, thân pháp, phản ứng thần kinh các loại.
lại cần dụng cụ chuyên môn ở huấn luyện quán mới có thể khảo khí được tinh chuẩn. Còn dân võ linh đế quốc chỉ cần tuổi tròn 10 tuổi đều phải tiến vào huấn luyện quán tu hành. Cái gọi là huấn luyện quán là do hoàng thất võ linh đế quốc cùng với võ điện, thánh địa mấy thế lực lớn trên đại lục liên hợp tổ chức, vì chính là toàn dân tập võ, khiến thế giới loài người xuất hiện nhiều cường giả hơn nữa để đối kháng với yêu thú. Bất quá tài nguyên võ giả dù sao có hạn, huấn luyện quán cũng chia các loại đẳng cấp, bình dân bình thường là đại chúng nhất, số lượng phổ biến nhất, nhưng thực lực giáo quan lại bình thường, mà gia đình giàu có và một ít gia đình có được võ giả lại, có thể tiến hành huấn luyện trong huấn luyện quán tốt hơn, kinh nghiệm và thực lực của giáo quan cũng mạnh hơn huấn luyện quán bình thường rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Tiêu còn nghe nói, con cái của một ít cao thủ và người quyền thế thậm chí còn tiến hành đặc huấn trong huấn luyện quán phong bế, thực lực giáo quan ở đó càng mạnh đến kinh người, mà một ít cao thủ đỉnh tiêm, trong nhà mình có cả nguyên bộ phương tiện huấn luyện, con cái căn bản không cần đến huấn luyện quán học tập, dù sao thực lực giáo quan trong huấn luyện quán còn không bằng người nhà mình. Thế giới này chính là như thế, cường giả vi tôn, người thân phận bất đồng hưởng thụ đãi ngộ bất đồng, đó là điều rất bình thường. Lâm Tiêu nằm ở trên giường, trong nội tâm vừa nghĩ, một bên nặng nề thiếp đi. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Lâm Tiêu đã ra khỏi cửa, một đường đi tới chỗ huấn luyện quán, trong quá trình đi đường, Lâm Tiêu tự nhiên khiến ý cảnh mãnh hổ quyền pháp dung nhập vào trong đó. Nhiều ngày tu luyện, hôm nay động tác đi đường của Lâm Tiêu cũng không có gì khác với người thường, nhưng nếu có cao thủ nhìn thấy, tất nhiên sẽ chấn động, bởi vì mỗi một bước mà Lâm Tiêu bước ra, đều giống như bách thú chi vương ngạo khiếu núi rừng, hành tẩu trên lãnh địa của mình, như đại nhân vật đang thị sát, đi lại tràn đầy một cổ khí tức tự tin, quyền uy, uy mãnh. Dĩ vãng Lâm Tiêu tiến đến huấn luyện quán cũng cần nửa canh giờ, nhưng còn lần này, cũng không thấy Lâm Tiêu phát lực thế nào, nhưng chỉ hao tốn một nửa thời gian bình thường, liền đã đi tới cửa vào huấn luyện quán. Lâm Tiêu xuất ra thẻ học viên thông qua kiểm tra của bảo vệ, đi vào trong huấn luyện quán. Loại huấn luyện quán này, toàn bộ Tân Vệ Thành khoảng chừng 18 tòa, căn cứ vào phân chia trong Tân Vệ Thành mà thành lập, chỗ Lâm Tiêu có 3 tòa, học viên tiến vào không phải căn cứ chỗ ở, mà là căn cứ tuổi nhập học phân phối ngẫu nhiên, như Lâm Tiêu và muội muội Lâm Nhu của hắn không cùng một huấn luyện quán. Một tòa huấn luyện quán, phảng phất như một đầu quái thú cực lớn chiếm giữ ở đằng kia, chiếm diện tích vô cùng cực lớn, chia làm nhiều khu vực, mấy đống kiến trúc khí phách đứng vững. Hiện giờ vẫn còn sáng sớm, trong toàn bộ huấn luyện quán không có đệ tử nào, Lâm Tiêu đi thẳng tới khảo thí đại sảnh của huấn luyện quán. Hơn 20 ngày tu luyện này, không biết thực lực của ta đến tột cùng đã đạt tới trình độ nào rồi. Lâm Tiêu đi vào trước tấm bia trắc nghiệm ở góc khuất khảo thí đại sảnh. Đây là một khối bia đá màu trắng cao chừng một người, vầng sáng vô cùng, dùng để huấn luyện quán khảo thí lực lượng đệ tử, có thể phân biệt rõ ràng biến hóa một cân lực lượng. Lâm Tiêu thở một hơi thật dài, cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nhưng cơ bắp tứ chi hắn lại dùng một loại phương thức đặc biệt căng cứng lên. Cả người phảng phất như mãnh hổ đang rình mồi đột nhiên vồ ra vậy, xương sống thân thể phảng phất cong lên như một đầu đại long, kéo thẳng, lực lượng từ dưới chân dẫm lên đại địa, chuyển đến phần eo, từ phần eo tác động toàn thân, nắm tay phải như đạn pháp bay ra khỏi nòng súng, xẹt qua một đường vòng cung. Bồng một tiếng, nắm tay phải Lâm Tiêu nện lên khu vực khảo thí trên tấm bia đá màu trắng. Đích đích đích, toàn bộ tấm bia đá sáng lên vầng sáng màu trắng, không ngừng lập lòe, cuối cùng dừng lại. Trên đỉnh tấm bia đá màu trắng hiện ra con số 803 cân. Rõ ràng vượt qua 800 cân. Lâm Tiêu vui vẻ, trên thực tế một kích này chưa chắc là một kích tốt nhất của hắn. Sau khi điều chỉnh trạng thái toàn lực đánh mấy lần có lẽ còn, có thể tăng lên mấy cân, bất quá cũng không cần thiết nữa rồi. Con số 803 cân đủ để chứng minh, hắn ở trên mặt lực lượng đã đạt đến luyện cốt đỉnh phong. Đương nhiên, Lâm Tiêu hiện giờ rất rõ ràng, lực lượng của mình tuy rằng vượt qua 800 cân, nhưng còn chưa tiến vào luyện tủy kỳ. Dù sao cái gọi là 800 cân là con số cực hạn của luyện cốt, cũng không phải là tuyệt đối. Căn cứ theo thể chất mỗi người sẽ có biến động khác nhau, bình thường mà nói, lực lượng đến ngoài 780 cân là đã có thể trở thành luyện cốt đỉnh phong rồi. Hiện giờ nên tới kiểm tra tốc độ một chút. Lâm Tiêu đi tới trước dụng cụ khảo nghiệm tốc độ, đây là một dụng cụ hình cánh cửa, mở ra dụng cụ khảo nghiệm tốc độ, chỉ nghe xùy. Một tiếng, một đạo màn sáng từ trong dụng cụ khảo thí kia hiện ra, đồng thời trên dụng cụ khảo thí còn có một màn hình các con số. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đứng ở vạch trắng trước dụng cụ khảo thí 20 mét, nhìn qua màn sáng bên trong khung cửa kia. Cơ bắp hai chân Lâm Tiêu đột nhiên co rút lại, mạnh mẽ phát lực. Cơ hồ nháy mắt, cả người Lâm Tiêu đã phi tốc lao ra, hai chân đạp đạp rất nhanh, sinh ra lực đạo mạnh mẽ, như một trận gió lập tức tới trước khung cửa. Lâm Tiêu xông qua màn sáng. Thân hình giảm tốc độ dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình kia, con số trên đó là 21 mét trên giây. Không tệ, không khác với ta dự tính lắm.
Lâm Tiêu gật gật đầu, muốn thông qua khảo hạch chân vũ giả, tốc độ phải đạt tới 25 m/giây, mà luyện cốt đỉnh phong là chừng 20 m/giây. Các hạng điều kiện của Lâm Tiêu đều đã đạt đến luyện cốt đỉnh phong. Bất quá lực lượng và tốc độ của ta hiện giờ đã thế, không gian tiến bộ tiếp theo cũng không lớn, trừ phi có thể đột phá đến luyện cốt kỳ, thân thể có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, như vậy lực lượng và tốc độ mới có thể lần nữa tăng vọt. Trong lòng Lâm Tiêu rất rõ ràng tình huống của mình. Tắt đi dụng cụ khảo thí, Lâm Tiêu đi ra khảo thí đại sảnh, đi đến luyện công đại sảnh. Bố trí trong huấn luyện quán, Lâm Tiêu cơ hồ nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra, giờ phút này sắc trời tảng sáng, không ít đệ tử cũng lục tục ngo ngoe đến. So với lúc trước thì trên đường cũng nhiều hơn không ít người đi đường. Là Lâm Tiêu. Hắn sao lại tới rồi, nghe nói hắn lần trước bị bọn người Vương Vân đùa cợt, vậy mà tức giận tới mức hôn mê, gần đây một mực ốm đau trên giường, đã không tới huấn luyện quán nhiều ngày rồi. Có thể là tổn thương chưa lành, nhắc tới Lâm Tiêu, tu luyện vẫn rất khắc khổ, chỉ là quá mức khu nhược, võ đạo chú ý chính là ý cảnh, chỉ là khổ luyện cũng chẳng làm được cái rắm gì. Nhớ ngày đó đại ca của hắn Lâm Hiên ở Tân Vệ thành ta, cũng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, không nghĩ tới hắn thân là đệ đệ lại vô dụng như vậy. Mấy đệ tử trông thấy Lâm Tiêu, đều âm thầm nghị luận nhau nhau, bất quá cũng không châm chọc khiêu khích ở trước mặt, dù sao Lâm Tiêu nói như thế nào cũng xuất, từ gia đình có tứ cấp võ giả huân chương, nếu nói đúng ra, đặc quyền vốn có không phải phú hào, và gia đình võ giả bình thường có thể so sánh được. Đương nhiên, sau khi đại ca Lâm Tiêu hy sinh, địa vị của Lâm gia cũng đã rớt xuống ngàn trượng. Cũng có một ít học viên nhìn thấy Lâm Tiêu thì mỉm cười chào hỏi, trong đó không ít người đều mang theo một tia đồng tình. Lâm Tiêu trong lòng rất rõ cách nghĩ trong lòng của những người này, cũng không quan tâm, thần sắc tự nhiên dọc, theo một con đường do phiến đá bạch ngọc lót thành đi đến luyện công đại sảnh. Đệ tử có thể huấn luyện ở huấn luyện quán này, gia đình ở Tân Vệ Thành đều có chút địa vị, phần lớn đệ tử không phú thì quý, hoặc là đến từ một ít gia đình võ giả đã mất đi võ giả. Điều kiện sinh hoạt ưu dị và địa vị cũng khiến bọn hắn hô bằng gọi hữu, top 5 top 3, có được đại lượng tiếng nói chung, ở trong huấn luyện quán vui cười đàm luận. Mỗi một đám chính là một phe phái, chơi đùa, vui đùa ầm ĩ với nhau. Lâm Tiêu đi trong đám người, các loại thanh âm đều truyền vào tai, cái loại thanh âm vô ưu vô lự này khiến lòng hắn không khỏi có chút xúc động, khơi gợi lên sự ngây thơ của hài đồng. Nói cho cùng, Lâm Tiêu cũng chỉ là một thiếu niên mới 14 tuổi. Lâm Tiêu à Lâm Tiêu, ngươi không giống với bọn họ, đã không phải là hài tử, ở kiếp trước tầm thường vô vi, kiếp này càng gặp phải tuyệt đại nguy cơ, chẳng lẽ ngươi còn có tâm tư chơi đùa giải trí sao? Lâm Tiêu phát giác được loại cảm xúc này, âm thầm nhắc nhở chính mình. Theo không ngừng tiến về trước, đệ tử cũng ngày càng nhiều. Xa xa, luyện công đại sảnh rộng rãi xuất hiện trước mặt, Lâm Tiêu đang muốn bước nhanh đi vào thì trong tai lại nghe được một hồi quát chói tai. Hai tên phế vật các ngươi, lại dám làm dơ quần áo mới của ta, lý nào lại vậy? Các ngươi biết rõ bộ y phục này của ta hao tốn bao nhiêu ngân lượng không? Còn không mau quỳ xuống nhận sai cho ta, bằng không thì có tin ta khiến các ngươi không đứng lên nổi nữa hay không? Nghe được thanh âm này, trong lòng Lâm Tiêu chợt chán ghét theo bản năng, thanh âm này hắn nhận ra, tên là Lưu Lực, là con một nhà phú thương ở Tân Vệ Thành, quan hệ với bọn người La Hạo vô cùng tốt, lúc trước trong mấy người chào phúng Lâm Tiêu cũng có một phần của hắn, người này thực lực ở luyện cốt đỉnh phong, trong huấn luyện quán không tính là cao cấp nhất, nhưng tỷ tỷ của hắn Lưu Lị, lại là một chuẩn võ giả, chính là trợ lý giáo quan tại huấn luyện quán, Lưu Lực này ỷ vào quan hệ với tỷ tỷ của hắn, nên ở trong huấn luyện quán ngang ngược càn rỡ. Coi như là đệ tử luyện tủy kỳ cũng không dám đơn giản đắc tội hắn. Cái gọi là chuẩn võ giả, chính là đệ tử đã tiếp nhận võ giả khảo hạch, thông qua được một hạng trong ba hạng. Đệ tử luyện tủy kỳ muốn trở thành chân võ giả, cần thông qua ba lượt khảo hạch. Lần đầu tiên là khảo hạch tố chất thân thể võ giả, ví dụ như lực lượng, tốc độ, một khi vượt qua kiểm tra, liền đại biểu đệ tử, ở mặt tố chất thân thể đã đạt tới tiêu chuẩn trở thành võ giả. Lần khảo hạch thứ hai là khảo hạch năng lực thực chiến của võ giả. Không có tố chất thân thể thì không có tư cách trở thành võ giả, chỉ có vượt qua thực chiến chính thức với yêu thú, thì mới có thể trở thành một gã võ giả chính thức. Hai hạng này chỉ cần thông qua một là đã có thể xưng là chuẩn võ giả. Bình thường đệ tử luyện tủy kỳ coi như thiên phú không cao, chỉ cần không phải vận khí quá kém, bị mất mạng trong lúc khảo thí với yêu thú, thì khảo hạch nhiều vài lần chung quy vẫn có thể thông qua. Mà khảo hạch lần thứ ba lại khác, cũng là trọng yếu nhất, đó chính là khảo hạch về mặt tu hành. Đệ tử luyện tủy kỳ đạt tới đỉnh phong, thân thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, lực lượng vượt qua 1.000 cân, sau khi thông qua khảo hạch tố chất thân thể, thì sẽ được một bản công pháp tu luyện trụ cột cho chân võ giả. Tất cả đệ tử phải tu luyện công pháp, cảm ứng thiên địa nguyên khí tồn tại, hơn nữa có thể làm được tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, trong đan điền mở ra nguyên trì, mới có thể thực sự trở thành chân võ giả, đạt tới tình trạng nhất chuyển.
Điểm này cực kỳ trọng yếu, cũng vô cùng gian nan, một ít nhân vật thiên tài từ trở thành chuẩn võ giả, đến trở thành chân võ giả nhất chuyển thường thường đều cần 3 tháng thời gian, mà một ít đệ tử thiên phú bình thường, quá trình này sẽ kéo dài nửa năm, 1-2 năm, bộ phận đệ tử thiên phú yếu thì có thể hao phí cả 2-3 năm, 3-4 năm, còn có số rất ít đệ tử cá biệt, thậm chí có thể cả đời dừng lại ở đây, cả đời cũng không thể tấn cấp chân võ giả nhất chuyển. Ví dụ như vậy tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là chưa xảy ra. Tỷ tỷ Lưu Lệ của Lưu Lực chính là thông qua khảo hạch thứ nhất, hôm nay đang tiến hành khảo hạch thực chiến, đồng thời còn đang ở giai đoạn hấp thu thiên địa nguyên khí, mở nguyên trì. Ở Võ Linh Đế Quốc, chỉ cần thông qua khảo hạch đầu tiên liền có thể trở thành chuẩn võ giả, có được đặc quyền nhất định, tỷ như ở huấn luyện quán đảm nhiệm công việc như trợ lý giáo quan. So sánh với chân võ giả, ngoại trừ bởi vì không cách nào gia nhập các thế lực lớn, được các thế lực lớn ban phát võ giả huân chương ra, cũng không có gì khác với chân võ giả cả. Tiếng quát kiêu ngạo của Lưu Lực ở trong đám người vang lên vô cùng rõ ràng, chỉ nghe thanh âm, Lâm Tiêu đã đoán ra được, Lưu Lực này nhất định lại đang ức hiếp một ít học viên thân phận thấp kém. Loại chuyện này một mực vẫn luôn xảy ra, cấm cũng không được, trước kia Lưu Lực tuy rằng đã từng trào phúng qua Lâm Tiêu, chẳng qua hiện nay sau khi Lâm Tiêu trọng sinh chi tự nhiên sẽ không để chuyện nhỏ như vậy, trong lòng, trực tiếp bỏ đi là được, nhưng Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại lại thấy được hai gương mặt quen thuộc. Tránh ra, Lâm Tiêu thần sắc lạnh lẽo, hai tay thoáng một phát đẩy đám người phía trước, đi nhanh tới, Lâm Tiêu đạt tới luyện cốt đỉnh phong hai tay có được 800 cân khí lực, lực lượng rất lớn, thoáng một phát đã tách đám người kia ra. Lưu Lực, vừa rồi rõ ràng là ngươi không chú ý đụng chúng ta, mới khiến cho nước trà dội lên người ngươi mà. Trong đám người, Lưu Lực một thân tơ lụa lăng la ngạo nghễ đứng thẳng, thần thái vênh váo tự đắc, ánh mắt không ai bì nổi. Mấy thiếu niên quần áo cũng có chút hoa lệ vây lấy hắn, ở trước người bọn hắn, hai gã thiếu niên tức giận giải thích, nhưng mà nhìn qua sắc mặt mấy người này lại mang theo một tia sợ hãi và khiếp nhược. Các ngươi còn dám mạnh miệng, đi đường không có mắt rõ ràng còn dám hung hăng càn quấy, thực là coi trời bằng vung rồi. Khóe miệng Lưu Lực nhếch lên một tia cười lạnh, miệt thị nhìn qua hai người trước mặt, chợt không hề cố kỵ, trực tiếp tát một cái lên mặt một trong hai người kia. 3. Tiếng chạm tay thanh thúy vang lên, lần này Lưu Lực đánh rất nặng, đôi má thiếu niên bị đánh kia trong chớp mắt đã sưng to lên. Thiếu niên kia bị tát mạnh như thế, hai mắt uông uông, dùng tay bụm mặt, nước mắt cũng sắp chảy xuống, khóe miệng lại lay động, ngay cả bác bỏ cũng không dám. Làm ô uế quần áo lão tử, còn không quỳ xuống cho ta. Lưu Lực hung hăng càn quấy quát lạnh. Quỳ xuống cho ta. Mấy thiếu niên sau lưng Lưu Lực lập tức tiến lên, một chầu quyền đấm cước đá, đánh cho hai thiếu niên kia ngã xuống đất, hai thiếu niên ngay cả hoàn thủ cũng không dám, như chó bị đánh cho quỳ rạp trên đất, thân hình run rẩy, y phục vải thô trên người trong lúc đánh nhau bị xé nát, dấu chân trên quần áo có thể thấy được rõ ràng. Hai thiếu niên trong mắt rưng rưng, cực kỳ khuất nhục, hai tay chống trên mặt đất cũng đang run nhẹ nhẹ, lại cố nén không khóc lên tiếng. Ở nơi như vậy, nhiều người như vậy nhìn xem, khuất nhục còn hơn xa đau đớn. Nhưng hết lần này tới lần khác đám người Lưu Lực mỗi người đều ra tài bạc triệu, thân phận hiển hách, dùng xuất thân của hai người căn bản không dám phản kháng. Chung quanh rất nhiều đệ tử cũng đều nhìn xa xa, hoặc thương cảm, hoặc chế nhạo, hoặc hưng phấn, nhưng không có người nào tiến lên nói nửa câu khuyên giải. Vương Kiện, Triệu Phi, Lâm Tiếu liếc mắt đã nhận ra hai thiếu niên này, cũng giống hắn đều xuất từ gia đình võ giả. Phụ thân Vương Kiện và Triệu Phi đều từng là võ giả, đáng tiếc vào mấy năm trước đã vẫn lạc trong chiến đấu với yêu thú, hơn nữa hai người bọn họ lại có chỗ khác với Lâm Tiêu. Đại ca Lâm Tiêu, Lâm Hiên là người có được tứ cấp võ giả huân chương, mà phụ thân Vương Kiện và Triệu Phi chỉ là chân võ giả nhất chuyển bình thường. Võ Linh Đế Quốc lấy võ vi tôn, võ giả thân phận bất đồng, đãi ngộ hưởng thụ tự nhiên cũng bất đồng, mà một khi võ giả vẫn lạc, địa vị gia đình võ giả sẽ giảm mạnh, thậm chí so ra kém cả đệ tử phú hào bình thường. Lại càng không cần phải nói đến phụ thân Vương Kiện và Triệu Phi chỉ là chân võ giả nhất chuyển bình thường. Ở trong huấn luyện quán, Lâm Tiêu tuy rằng tính cách nhu nhược, luôn bị người bắt nạt, nhưng vẫn có mấy người bối cảnh tương tự cùng hắn là bằng hữu tính tình rất hợp nhau. Phế vật chính là phế vật, cho dù đạt tới luyện cốt kỳ cũng là đồ phế vật. Hai gia hỏa nghèo hèn các ngươi, nói cho các ngươi biết, bộ y phục này của lão tử giá trị 10 lượng bạc. Các ngươi hôm nay nếu không bồi tiền cho lão tử thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Lưu Lực nói rất cao hứng, trên mặt tràn đầy bạo ngược, một cước liền đá tới hai người. Dừng tay. Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng gầm, Lưu Lực còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy hoa mắt, một cước phẳng phất đá vào trên một khối đá, một cổ lực phản chấn truyền đến khiến hắn liên tục thối lui hai bước. Bóng người bất thình lình khiến mọi người ở đây đều sững sờ, Lưu Lực vốn là khẽ giật mình, đợi sau khi thấy rõ người ngăn mình là ai liền không khỏi cười lạnh. Hừ, ta tưởng là ai dám quản chuyện tốt của Lưu Lực ta. Thì ra là Lâm Tiêu ngươi,
Sao hả? Ngươi bình thường cái rắm cũng không dám đánh giờ lại muốn xuất đầu thay bọn hắn sao? Trong đôi mắt Lưu Lực tràn đầy khinh thường, cười lành lạnh nói. Lưu Lực, được thế nên tạm tha người, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trong lòng mọi người đều rõ ràng. Ngươi không nên khinh người quá đáng, trời tạo nghiệp chướng, còn có thể tha. Tự gây nghiệt, không thể sống. Lâm Tiêu ánh mắt sắc bén, lạnh giọng quát. Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu. Hai người giằng co với nhau, rất nhiều đệ tử ở đây cũng thấy được khuôn mặt Lâm Tiêu. Mỗi một người đều giật mình lên tiếng, mà hai người Vương Kiện và Triệu Phi cũng giật mình ngẩng đầu, hiển nhiên không dám tin vào hai mắt mình. Được thế nên tạm tha người, ta nhổ vào. Trong mắt Lưu Lực toát ra một tia miệt thị. Lâm Tiêu ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói với ta lời này, ta thấy ngươi chán sống rồi, còn không mau cút đi cho ta, nếu không, ngay cả ngươi ta cũng thu thập luôn. Lưu Lực hồn nhiên không để Lâm Tiêu vào mắt. Hừ, Lưu gia các ngươi chẳng qua chỉ là một thương hộ, ngay cả võ giả cũng không xuất hiện, địa vị thấp, ngươi dựa vào cái gì dám ở chỗ này kêu gào. Còn nói cái gì mà gia đình nghèo khổ, Vương Kiện, Triệu Phi tuy rằng gia đình nghèo khó, nhưng ít nhất phụ thân đều từng là chân võ giả, càng chết trong khi chiến đấu với yêu thú, vì an toàn của tất cả dân chúng Tân Vệ Thành mà ngay cả tánh mạng của mình, cũng kính dâng ra, chính là anh hùng hậu đại đường đường chính chính, mà ngươi lại ở chỗ này vũ nhục anh hùng hậu đại, quả thực không bằng cầm thú. Huống chi nơi này chính là huấn luyện quán, nghiêm cấm lén ẩu đả, lúc nào trở thành hậu viện của Lưu gia ngươi rồi thế? Muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, quả thực là làm càn mà. Ánh mắt Lâm Tiêu lăng lệ như lưỡi dao, quát chói tai, tuyên truyền giác ngộ, quát khiến Lưu Lực á khẩu không biết nói gì. Lâm Tiêu xảy ra chuyện gì thế? Hắn bình thường không phải rất ít xuất hiện, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, sao hôm nay lại đổi tính rồi? Đám Lưu Lực tính tình thế nào, Lâm Tiêu này thật không ngờ dám quát lớn. Chuyện này chỉ sợ không yên rồi, Lâm Tiêu đây là đang tự ôm chuyện vào mình. Hừ, bất quá Lâm Tiêu nói cũng đúng, phụ thân Vương Kiện và Triệu Phi đều chết trong miệng yêu thú, nói đến cũng từng cống hiến vì an toàn của Tân Vệ Thành, Lưu Lực bất quá ỷ vào trong nhà giàu có, lỗ mũi chỉ lên trời, không để con cái gia đình võ giả vào mắt, quả thực quá mức làm càn. Người chung quanh top 5 top 3, nhao nhao nghị luận, trong huấn luyện quán có không ít đệ tử đều là, xuất từ gia đình võ giả đã mất đi võ giả, trong nội tâm rất có cảm xúc. Cũng có người này thường bị bọn người Lưu Lực ức hiếp, lúc này xem có chút hả giận, nhưng phần lớn đều chỉ xem náo nhiệt, không ai có ý nhúng tay vào cả. Trên mặt đất, Vương Kiện và Triệu Phi nhìn thoáng qua nhau, bọn hắn ngày bình thường cùng Lâm Tiêu quan hệ không tệ, nhưng lại thật không ngờ tới. Vào lúc nguy nan, Lâm Tiêu vậy mà lại đứng ra biện hộ cho mình, đặc biệt là bọn hắn biết được tính cách Lâm Tiêu, trong nội tâm lại càng thêm cảm động. Ngươi, Lâm Tiêu ngươi hôm nay là ăn hết gan báo, sống không kiên nhẫn nữa sao? Ngón tay Lưu Lực chỉ Lâm Tiêu, tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu này trước kia ở trước mặt mình ngay cả dám, cũng không dám phóng một cái lại dám ở trước mặt mọi người quát lớn mình, không hề để mình vào mắt. Ta thấy sống không kiên nhẫn chính là ngươi đấy, ngay cả võ giả hậu đại cũng dám lăng nhục, ẩu đả như thế, hoàn toàn miệt thị quyền uy võ giả, chuyện này cho dù bẩm báo tới chỗ tổng giáo quan, mấy người các ngươi cũng quyết không chiếm được chỗ tốt, thậm chí ngay cả trong nhà các ngươi cũng không giữ được các ngươi. Nếu ngươi không biết tốt xấu, còn muốn liều lĩnh, chỉ sợ sẽ gây cho mình tai họa ngập đầu đấy. Lâm Tiêu nói xong liền tiến lên trước một bước, đi thẳng tới trước mặt Lưu Lực, hai mắt hắn trừng trừng, ý cảnh mãnh hổ quyền pháp tùy ý mà ra, toàn thân cao thấp lập tức dâng lên một cổ khí thế bá đạo, uy mãnh, mang đến cho người cảm giác áp bách hít thở không thông. Mãnh hổ sinh hoạt giữa khe núi, chính là vạn thú chi vương, vô cùng uy mãnh, hổ khiếu một tiếng, vạn thú đều phục, không thể địch nổi. Lưu Lực quát to một tiếng, không khỏi bị khí thế Lâm Tiêu chấn nhiếp, lập tức đăng đăng lui về phía sau hai bước, trong nội tâm vô cùng cuồn cuộn. Hắn tuy rằng ở trong huấn luyện quán ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết rõ lời Lâm Tiêu nói đều là sự thật. Võ giả hậu đại thân phận đặc thù, nếu hắn thật dám tùy ý ẩu đả, một khi náo lên, coi như là tỷ tỷ của hắn cũng không giữ được hắn. Tuy rằng không đến mức có bao nhiêu hậu quả, nhưng chịu một trầu trách phạt lại không thể tránh khỏi. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lưu Lực không khỏi có chút kiêng kỵ, trước kia hắn đã từng giáo huấn qua không ít đệ tử, nhưng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, hơn nữa đệ tử hắn giáo huấn đều là một ít đệ tử tính huống gia đình bình thường, tâm tính nhu nhược, vẫn bình yên vô sự, hôm nay Lâm Tiêu xuất hiện lại khiến hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Càng quan trọng hơn là, đối với tính cách của Lâm Tiêu Lưu Lực thật sự hiểu rất rõ, chính là đệ tử nhu nhược nhất cả huấn luyện quán, trước đó không lâu mình vừa mới chào phúng qua Lâm Tiêu. Trực tiếp nhục nhã hắn đến mức té xỉu, gần một tháng không tới huấn luyện quán, không nghĩ tới ngày đầu trở lại Lâm Tiêu đã phảng phất như, đổi thành một người hoàn toàn khác. Trong đám người La Hạo càng lạnh lùng nhìn xem, mấy người liếc nhìn nhau, trong đôi mắt đều có khiếp sợ. Bọn hắn trước kia bị Lâm Tiêu quát lớn trên đường cái,
Trong lòng bọn hắn đã sớm hạ quyết tâm, đợi sau khi Lâm Tiêu đi vào huấn luyện quán sẽ khiến hắn phải đẹp mắt, lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu to gan như vậy, vừa đến huấn luyện quán đã có động tác lớn như vậy. Cửa luyện công đại sảnh, đại lượng đệ tử vây đến chật như nêm cối. Trong lòng Lưu Lực tuy rằng vì lời quát lớn của Lâm Tiêu đã có chỗ kiêng kỵ, trong lòng có thoái ý, nhưng hắn cũng biết nếu giờ mình thối lui, địa vị hung hăng càn quấy Lưu Lực hắn, ở trong huấn luyện quán nhất định sẽ triệt để khó giữ được, thậm chí còn bị người cùng thế hệ chế nhạo. Nghĩ vậy, Lưu Lực lập tức đưa ánh mắt tới một thiếu niên bên cạnh. Lâm Tiêu, ngươi đây là muốn chết. Thiếu niên kia cảm nhận được ánh mắt của Lưu Lực, khẽ gật đầu, hai lời chưa nói đã trực tiếp quát lớn một tiếng, bổ ra một quyền tới Lâm Tiêu. Dầm ào ào, quyền đầu mang theo kình phòng phần phật quét về phía Lâm Tiêu, thiếu niên kia bổ quyền nửa đường, năm ngón tay hóa thành kỳ hình, không khí vô hình quấy lên, như là một đôi ưng chảo lộ ra hàn mang lạnh như băng chảo tới ngực Lâm Tiêu, đúng là diều hâu quyền pháp trong trụ cột quyền pháp. Đối với tình huống một ít học viên cường ngạnh, bọn người Lưu Lực ngang ngược cản rỡ, đã sớm nghĩ ra đối sách, thường thường sẽ để một thiếu niên ra tay đả thương đối phương, nếu đối phương náo đến cao tầng huấn luyện quán thì nói đó là hành vi cá nhân. Hơn nữa mấy gia đình ở sau lưng âm thầm hợp lực thoát tội, chỉ cần không đánh chết người, đánh cho tàn phế, nhiều nhất chỉ chịu chút trách phạt, lại có thể khiến bọn hắn ở trong huấn luyện quán lưu lại danh khí to lớn. Chính là dựa vào cái này, bọn người Lưu Lực ở huấn luyện quán mới không ai dám gây vào. Trong 2 năm qua đệ tử bị bọn hắn nổi giận đả thương đếm không hết, không ít đệ tử vì phòng ngừa trả thù, cũng chỉ có thể nén giận. Sức gió kịch liệt quấy lên, thiếu niên kia sắc mặt dữ tợn, tay phải hiện lên hình ưng chảo. Hung hăng đánh tới ngực Lâm Tiêu, dùng khí lực 600 cân luyện cốt kỳ của hắn, một chiêu này nếu là đánh thực, Lâm Tiêu sẽ phải trực tiếp nằm xuống. Lâm Tiêu này muốn xui xẻo rồi, dùng thực lực luyện thể kỳ đỉnh phong của hắn, căn bản không phải đối thủ của Lý Lạc luyện cốt kỳ. Trái tim tất cả học viên ở đây vào giờ khắc này đều hung hăng nhấc lên, không ít người âm thầm lắc đầu, cũng có người vì hành vi xuất đầu cho người khác ngớ ngẩn kia của Lâm Tiêu, mà cười lạnh không thôi. Ngay khi chảo phải Lý Lạc sắp bổ trúng Lâm Tiêu, thân hình Lâm Tiêu đột nhiên hơi nghiêng, dưới chân có chút khẽ lui, liền nhẹ nhõm tránh đi quyền phong của đối phương. Lý Lạc ngẩn ngơ, không nghĩ tới công kích của mình rõ ràng bị Lâm Tiêu tránh khỏi, nhưng hắn biết rõ, Lâm Tiêu này tuy rằng có thể nói là đệ tử khắc khổ nhất huấn luyện quán, nhưng thực lực chỉ là luyện thể đỉnh phong, tuyệt đối không thể tránh được quyền của hắn. Lý Lạc trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, một chảo thất bại, nao nao, tay phải mạnh mẽ cuốn lên, năm ngón tay xé rách không khí. Phát ra một hồi ô minh, muốn quét về phía mặt Lâm Tiêu. Lý Lạc, ngươi thật to gan, không nói một lời đã ra tay đánh lén. Thủ đoạn ti tiện như thế, nào có tôn nghiêm võ đạo, hành vi mất đi võ đức, võ đạo chi tâm bực này. Ngươi không sợ ta kiện lên giáo quan cấp trên, trục xuất ngươi khỏi huấn luyện quán sao? Chứng kiến móng vuốt sắc bén của Lý Lạc quét tới, Lâm Tiêu lại lù lù bất động, hai mắt nộ trợn, há miệng liền giận dữ mắng mỏ một hồi. Võ giả chi đạo. Ngoại trừ tăng lên vũ lực, càng phải tu thân lập bản, tập văn hoàng đạo. Huấn luyện quán ngoại trừ dạy võ nghệ ra, cũng có truyền thụ võ đức. Cái gọi là võ đức, chính là tôn tự nhiên, pháp thiên địa, ái gia quốc, hiếu phụ mẫu, kính sư trưởng, nghiêm luật kỷ, khoan đãi nhân. Đời trước Lâm Tiêu tuy rằng ở phương diện thực lực tạo nghệ không cao, nhưng bởi vì đại ca Lâm Hiên dạy bảo, nên đối với võ đức chi đạo lại thủy chung khắc trong tâm khảm, nghiêm luật kỷ. Hôm nay Lâm Tiêu võ đạo hơi có tiểu thành, nắm được yếu quyết 4 chư quyền ý, khí thế. Một tiếng quát lớn này, Lý Lạc lập tức cảm giác trước người phảng phất như chính là tổng giáo quan huấn luyện quán, vẻ mặt vẻ giận dữ trách cứ mình, muốn trục xuất mình khỏi huấn luyện quán. Như trời rất nóng lại bị nước đá dội xuống, thần sắc Lý Lạc đột biến, móng vuốt sắc bén chụp về phía Lâm Tiêu lập tức dừng lại, không dám tiến về trước thêm chút nào nữa. Võ Linh Đế quốc lấy võ vi tôn, võ đức chi đạo xâm nhập dân tâm, năm đó hủy diệt chi nhật bộc phát, yêu thú hồng lưu tàn sát dân chúng, chính vì có vô số võ giả anh dũng hiến thân, ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết, không để ý đến an nguy bản thân mới khiến nhân tộc có thể may mắn còn sống sót. Bởi vậy 4 đại đế quốc còn sống sót, không ai mà không đặt giáo dục võ đức ở vị trí hàng đầu, để tưởng nhớ rất nhiều tiên liệt vì nhân loại sinh tồn mà hiến thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hành vi ra tay đánh lén của Lý Lạc trước kia nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, nhưng nếu thật bị định vào vi phạm võ đức, võ đạo chi tâm, căn bản không ai giữ được hắn. Vô luận tổ chức võ giả ở bất kỳ đế quốc nào đối với đệ tử trái, với võ đức cho tới bây giờ đều là phế bỏ võ đạo tu vị, trục xuất khỏi huấn luyện quán. Loại người bị huấn luyện quán khu trục, địa vị chi hèn mọn, ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng, bị hàng tỷ người phì nhổ, chọn đời không được xuất đầu. Một câu chấn nhiếp Lý Lạc, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, đứng chắp tay, trên người một cổ khí thế ngạo tuyệt lưu chuyển, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám người Lưu Lực. Lâm Tiêu này từ lúc nào lại lăng liệt như thế rồi? Hai người Vương Kiện,
Triệu Phi sau lưng Lâm Tiêu ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trong lồng ngực huyết dịch bành trướng, không cách nào tự ức, nguyên một đám trong đôi mắt lóng lánh ra hào quang sáng chói, mà rất nhiều đệ tử súng ở chung quanh luyện công đại sảnh cũng đều xôn xao. Hừ, Lâm Tiêu, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi đổ đấu một hồi, nếu ngươi không dám thì trực tiếp thừa nhận là được, không cần chụp cái mũ lớn vậy đâu. Lưu Lực tiến lên một bước, cười lạnh quát. Chuyện đánh mất võ đức này, Lưu Lực bọn hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, đành phải chuyển chuyện về phía đổ đấu. Đổ đấu? Đúng vậy, xem thân thủ của ngươi, nghĩ đến có lẽ ở trong nhà đã khổ luyện qua một phen, cho nên mới hung hăng càn quấy như thế, không bằng chúng ta đổ đấu một phen, không biết Lâm Tiêu ngươi có gan tiếp hay không? Lưu Lực ánh mắt lóe lên, trong nội tâm cười lạnh. Đổ đâu? Các học viên chung quanh nghe thế vốn ngẩn ngơ, chợt mỗi người toàn thân đều trở nên hưng phấn như gà trọi. Trong huấn luyện quán không cho phép lén ẩu đả, nhưng nhiều đệ tử như vậy ở chung khó tránh khỏi sẽ có xung đột, bởi vậy huấn luyện quán có quy định chỉ cần song phương đồng ý, thì có thể tiến hành tỉ thí công khai, như vậy vừa có thể giải quyết xung đột, lại có thể xúc tiến trao đổi giữa đệ tử, khiến đệ tử tu luyện càng có động lực. Đương nhiên, đối việc tỉ thí, yêu cầu của huấn luyện quán cũng vô cùng nghiêm khắc, đầu tiên là phải song phương đồng ý, một phương không đồng ý thì quyết không thể tiến hành, tiếp theo chính là không được đánh chết. Đánh tàn đối thủ, một khi trong tỉ thí có đệ tử bị đánh chết, bất kể có phải cố ý hay không, phương khác tất nhiên sẽ bị trục xuất huấn luyện quán, không có lựa chọn thứ hai, còn nếu trong tỉ thí đánh tàn phế đối thủ, cũng sẽ gặp phải trừng phạt vô cùng nghiêm trọng, dù sao huấn luyện quán đưa ra quy định tỉ thí, cũng chỉ vì khích lệ đệ tử khiêu chiến lẫn nhau, đề cao lẫn nhau, khiến trong đệ tử xuất hiện càng nhiều võ giả và cường giả, mà không phải khiến các học viên tranh giành đấu đá, tàn sát lẫn nhau. Bởi vậy ở huấn luyện quán, chuyện tỉ thí là rất bình thường, mà thường thường song phương tỉ thí đều đưa ra phần thưởng làm đánh bạc, bởi vậy được xưng là đổ đấu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rời ánh mắt về phía Lâm Tiêu, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lâm Tiêu, không thể đáp ứng bọn hắn. Hai người Vương Kiện và Triệu Phi cuống quýt đứng lên, lo lắng nói, Lưu Lực chính là cường giả luyện cốt đỉnh phong, thực lực siêu quần, có được gần 800 cân khí lực, mà Lâm Tiêu không lâu trước vẫn chỉ là luyện thể đỉnh phong. 400 cân khí lực, cho dù hiện giờ có tinh tiến, cũng hoàn toàn không thể nào là đối thủ của Lưu Lực được. Hừ, hai tên phế vật các ngươi, còn không biết xấu hổ là đệ tử luyện cốt hậu kỳ, nguyên một đám thực lực 700 cân đều là sống trong bụng chó sao. Ta thấy Lâm Tiêu không giống các ngươi, tuyệt đối không phải là người không dám tiếp đổ đấu. Đám người Lưu Lực một bắt đầu trào phúng, trong giọng nói càng mang theo một tia khích tướng. Hơn nữa, ta cũng không phải muốn ngươi cùng ta đổ đấu, chỉ cần ngươi đánh bại Diêu Kính là được. Ca của ngươi Lâm Hiên chính thiên tài lưỡng lẫy nổi danh khắp Tân Vệ Thành, ngươi thân là đệ đệ, sẽ không ngay cả chút dũng khí này cũng không có đấy chứ. Trong đám người Lưu Lực đi ra một thiếu niên thấp bé, trong một đôi mắt tam giác lóe ra hào quang âm lãnh, chính là Diêu Kính ở vào luyện cốt hậu kỳ, có được 700 cân khí lực, trong đám người Lưu Lực có thực lực gần với Lưu Lực. Đổ đấu. Lâm Tiêu vỗ vỗ bả vai hai người Vương Kiện để an ủi, chợt cười lạnh nói. Không biết ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Sảng khoái. Lưu Lực cười dài một tiếng. Con mắt hít thành một đường, trong đó lãnh mang hiện lên. Rất đơn giản, ngươi không phải muốn xuất đầu cho Vương Kiện, Triệu Phi bọn hắn sao? Trong mắt của ta, ngươi với bọn hắn đều là phế vật, rác rưởi. Nếu như ngươi thua thì phải ở trước mặt mọi người quỳ xuống trước mặt chúng ta, còn phải hô lên một câu, ta là rác rưởi, phế vật, đại ca Lâm Hiên ngươi cũng là phế vật, một nhà các ngươi đều là phế vật, rác rưởi. Lưu Lực ngửa đầu, dùng một loại tư thái cao cao tại thượng nói, hai đầu lông mày mang theo một tia dữ tợn biến thái. Chính là đánh bạc cái này, cả nhà bọn họ đều là phế vật, vậy Lâm Hiên kia cũng vậy. Thiên tài chó má gì chứ, kỳ thật chỉ là rác rưởi. Bọn người Diêu Kính, Lý Lạc mỗi người đều càn rỡ cười ha hà, Lưu Lực nói ra điều kiện này, trong lòng bọn hắn cảm thấy so với bất cứ thứ gì càng thêm thống khoái. Đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu chính là thiên tài chân chính, năm đó ở Tân Vệ Thành cũng là nhân vật minh tinh, có thể khiến Lâm Tiêu chính miệng nói đại ca của hắn là rác rưởi, loại cảm giác này so với bất cứ điều gì càng thêm thoải mái. Có cái gì khoái hoạt hơn so với trà đạp tôn nghiêm người khác chứ? Tốt. Một đám đệ tử đố kỵ nhân tài chung quanh cũng theo chân ồn ào, tâm tư đố kỵ của người luôn rất biến thái. Tuy rằng đại ca Lâm Tiêu đã qua đời, nhưng thông qua Lâm Tiêu dẫm dẫm vài cái, lại có thể thỏa mãn cảm giác về sự ưu việt biến thái của bọn hắn. Bọn hắn đều không có thấy, khi Lưu Lực nói ra những lời này, ngón tay phải Lâm Tiêu lại không tự chủ được bỗng run run. Nếu có người quen thuộc Lâm Tiêu liền sẽ biết, trong lòng Lâm Tiêu đã thật sự phẫn nộ rồi. Ở trong lòng Lâm Tiêu, cha mẹ, ca ca, muội muội đều là kiêng kỵ của hắn, long có nghịch lân, sờ vào tức nộ. Mà người nhà, chính là nghịch lân của Lâm Tiêu. Nếu như ngươi thua thì sao? Lâm Tiêu trong nội tâm tức giận, nhưng biểu lộ lại có vẻ rất tỉnh táo,
trong lời nói toát ra một cổ tự tin cường đại. Lưu Lực ngơ ngác một chút, hắn thật sự chưa từng nghĩ qua vấn đề này, bất quá lúc này hắn tự nhiên sẽ không luống cuống, cười lạnh nói. Hừ, nếu như chúng ta thua, vậy thì một đoạn hóa lực đằng này sẽ là của ngươi. Lưu Lực từ trên người xuất ra một túi da thú, nhẹ nhàng mở ra, bên trong lộ ra một đoạn hành đằng màu đỏ dài chừng cánh tay trẻ con. Ngoài ra, còn có một bình sứ màu trắng cùng với hơn 12 tán bạc vụn, Lưu Lực cầu hành đằng màu đỏ trong tay, nói với Lâm Tiêu. Hóa lực đằng chính là nhất giai linh dược, thuộc về linh dược có thể trực tiếp phục dụng, bởi vậy có chút chân quý, trên thị trường cũng ít khi thấy. Một đoạn như vậy, một gã đệ tử luyện cốt kỳ, sau khi phục dụng bình thường có thể tăng lên 30 cân khí lực. Bất quá giờ phút này, tất cả mọi người ở đây lại thần kỳ không rời mắt vào hóa lực đằng trên tay Lưu Lực, mà đều tập trung vào bình sứ máu trắng trong túi da thú kia. Giống như nghĩ tới điều gì đó, nguyên một đám ánh mắt đều lửa nóng. Mà ngay cả ánh mắt Lâm Tiêu cũng rơi vào trên bình sứ màu trắng kia, tựa như đang tự hỏi gì đó. Cảm nhận được ánh mắt lửa nóng của mọi người, Lưu Lực lại cười cười, nhẹ nhàng mở ra bình sứ kia, lập tức một quả dược hoàn màu trắng lớn ngón út liền lăn vào lòng bàn tay của hắn. Lưu Lực đối với khẽ hít hà, sau đó cẩn thận cho vào lại trong bình sứ, đồng thời dương dương đắc ý nói. Hạt thối thể đan này chính là tỷ ta thật vất vả mới tìm được cho ta. Ta phải cẩn thận cất kỹ rồi. Thối thể đan, quả nhiên là thối thể đan. Lưu Lực vừa nói ra, rất nhiều học viên ở đây ánh mắt đều trừng trừng. Thối thể đan, nhất phẩm đan dược, mỗi một hạt đều giá trị 500 lượng bạch ngân. Do rất nhiều thảo dược luyện chế thành, có thể tiến hành cải tạo đối với thân thể võ giả, khiến thân thể võ giả được lột xác, là một trong các đan dược mà võ giả ở đệ tử kỳ cần có nhất. Thường thường một khỏa thối thể đan có thể tăng lên trên 100 cân khí lực. Tiết kiệm cho các học viên mấy tháng khổ tu, bất kể là đệ tử luyện thể, luyện cốt hay là luyện tủy kỳ đều có thể dùng được. Đương nhiên thối thể đan cũng không thể phục dụng quá nhiều, bình thường một hạt có thể khiến đệ tử luyện cốt kỳ tăng lên 100 cân khí lực, hạt thứ 2 sẽ xuống đến 50 cân, hạt thứ 3 có lẽ cũng chỉ còn 20 cân hoặc là không có hiệu quả nữa. Gia Lưu Lực quả nhiên là tài đại khí thô, lại có thể tìm được thối thể đan, ta nhớ rõ Lưu Lực lúc trước cũng đã phục dụng qua một hạt. Trực tiếp từ 600 cân khí lực tăng lên tới 700 cân, không nghĩ tới bây giờ lại được thêm một hạt, có hạt thối thể đan này rồi, xem ra Lưu Lực không được bao lâu chỉ sợ có thể từ luyện cốt kỳ đột phá, đến luyện tủy kỳ rồi. Trong đám người có đệ tử hâm mộ cảm thán, bởi vì luyện dược sư và linh dược rất thưa thớt, khiến cho số lượng đan dược trên thị trường một mực khan hiếm, đại đa số đan dược đều chỉ cung cấp cho võ giả, như thối thể đan này mặc dù chỉ là nhất phẩm đan dược, nhưng tuyệt đại đa số đều bị võ giả mua đi cung cấp cho con cái bọn hắn. Bởi vậy cực kỳ thưa thớt, có thể nói là thứ có tiền mà không mua được. Sao hả? Lâm Tiêu người có đáp ứng không? Lưu Lực cầm hóa lực đằng hét to nói. Một đoạn hóa lực đằng đã muốn cùng ta đổ đấu, Lưu Lực ngươi cũng không khỏi quá coi thường Lâm Tiêu ta rồi, muốn đánh bạc cũng được, cầm thối thể đan trên tay ngươi đến đánh bạc. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Cái gì? Rất nhiều đệ tử đều ngẩn ngơ, mà Lưu Lực càng trực tiếp cười ha hả. Đánh bạc thối thể đan của ta? Lâm Tiêu ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Cầm thối thể đan của ta đánh bạc mấy câu của ngươi, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Lưu Lực nhịn không được cười ha hả, hắn cũng không ngu, cuộc tỷ thí này tiền đặt cược song phương căn bản không công bình. Tuy rằng hắn rất có nắm chắc, nhưng vạn nhất Lâm Tiêu may mắn thắng Diêu Kính, Lưu Lực hắn chẳng phải thiệt thòi lớn rồi sao? Hừ, ta nói ra, tự nhiên có đạo lý của mình. Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh, từ trên người xuất ra hai loại đồ vật. Ta nơi này có hai mảnh phiến lá U Lan Thảo. Muốn đánh bạc với tất cả mọi thứ trong túi da thú của ngươi, hơn nữa ta trực tiếp đổ đấu với Lưu Lực ngươi, ngươi có dám không? Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, khí thế mười phần. Cái gì, phiến lá U Lan Thảo? Lưu Lực lắp bắp kinh hãi, ánh mắt cẩn thận dò xét hai mảnh phiến lá xanh biếc trong tay Lâm Tiêu. Khó trách Lâm Tiêu thực lực đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, thì ra không biết từ nơi nào nhận được một cây U Lan Thảo, có hai phiến lá U Lan Thảo này rồi, thêm vào thối thể đan. Ta hoàn toàn có nắm chắc trong vòng một tháng tấn cấp luyện tủy kỳ. Trong nội tâm Lưu Lực trở nên kích động. Thời gian không đến một tháng, Lâm Tiêu coi như phục dụng U Lan Thảo, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ là luyện cốt hậu kỳ. Hơn nữa hắn là dựa vào linh dược mới tăng lên thực lực, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định không đủ. Lưu Lực trong nội tâm suy nghĩ, không khỏi cảm thấy tin tưởng tràn đầy, nắm chắc 10 phần, lập tức lãng tiếu một tiếng nói. Tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Lưu Lực nghĩ thông suốt mấu chốt này, rất nhiều đệ tử ở đây cũng không phải ngu ngốc. Tự nhiên cũng đều nghĩ thông suốt điểm này, không khỏi đấm ngực dậm chân, trong nội tâm ảo não vì sao đánh cuộc với Lâm Tiêu không phải mình. Phiến lá U Lan Thảo tuy rằng không bằng thối thể đan, nhưng cũng là dược liệu cực kỳ quý hiếm. Tốt, tất cả mọi người đã nghe được, nếu Lưu Lực đã nói như vậy rồi, ta hy vọng tất cả mọi người làm chứng. Lâm Tiêu đợi chính là câu này của hắn,
hóa lực đằng đối với Lâm Tiêu đã phục dụng qua U Lan Thảo mà nói, căn bản không quan trọng gì, nhưng thối thể đan, lại đáng để cho hắn buông tay đánh cược một lần. Đám người một mảnh xôn xao, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Tiêu, mỗi người đều không tin Lâm Tiêu rõ ràng thật sự đáp ứng, trong đó có người tương đối quen thuộc Lâm Tiêu, cảm giác Lâm Tiêu không đến một tháng, trước sau phảng phất như biến thành một người hoàn toàn khác, một loại cảm giác lạ lẫm sinh ra trong lòng. Trong đám người, trong mắt La Hạo lập lòe lãnh mang nhìn qua Lâm Tiêu, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ánh mắt tất cả đệ tử đều tụ tập vào trên người Lâm Tiêu, và đám người lưu lực nên không ai nhìn thấy, chỗ đình đài cách luyện công đại sảnh không xa giờ phút này, đang đứng một nam tử tóc ngắn hỏa hồng mặc võ phục rộng thùng thình, hắn cả người đầy cơ bắp, tuy rằng cũng không tráng kiện, nhưng lại mang đến cho người cảm giác như muốn nổ tung. Người này chính là một giáo quan trong huấn luyện quán, Lô Ba, chính là chân võ giả chân chính, quyền lực rất lớn. Ta đã sớm nghe nói lưu lực này ở trong đệ tử có chút hung hăng càn quấy, không nghĩ tới quả thật như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam tử kia đã sớm xuất hiện ở chỗ này, đối với chuyện xảy ra lúc trước tự nhiên đều thấy rõ ràng, giờ phút này nhướng mày, muốn đi thẳng về phía trước. Nhưng vào lúc này, một đại thủ lại xuất hiện không chút dấu hiệu, rơi vào trên vai nam tử tóc đỏ. Nam tử tóc đỏ kia trong nội tâm cả kinh, thân là võ giả, giấu kín khí tức và cảm giác địch nhân là một môn học cực kỳ trọng yếu, nếu không võ giả hành tẩu, trong khu vực yêu thú sẽ rất dễ dàng bị yêu thú ẩn nấp đánh chết. Lô Ba thân là chân võ giả nhất chuyển tự nhiên đối với cái này cực kỳ quen thuộc, nhưng sự xuất hiện của cái tay này lại khiến hắn hoàn toàn không có chút cảm giác, hiển nhiên thực lực của đối phương hoàn toàn ở trên hắn. Lô Ba toàn thân cơ bắp căng cứng, vội vàng quay đầu, chỉ thấy gác tay, lên vai hắn lại là một nam tử thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn hắn một chút. Nam tử này mặc võ bào màu đen, cực kỳ bình thường, nhưng đôi mắt hắn lại thâm thúy như ánh sao. Quán chủ, Lô Ba trong nội tâm buông lỏng, thần sắc lộ ra một tia cung kính, khom người nói. Nam tử mặc võ bào màu đen này lại là quán chủ huấn luyện quán nơi này, Khương Hồng. Nhân vật có quyền lực lớn nhất, dựa theo quy củ huấn luyện quán, các giáo quan đều xưng hô hắn là quán chủ, mà các học viên thì gọi là tổng giáo quan. Chuyện của các học viên cứ để các học viên tự mình giải quyết thôi, chúng ta chỉ cần nhìn xem là được rồi. Nam tử áo đen đi đến bên cạnh nam tử tóc đỏ, bình tĩnh nói. Lô Ba gật gật đầu, thu chân về. Lâm Tiêu kia hẳn là đệ đệ Lâm Hiên. Thanh âm Khương Hồng lại lần nữa truyền đến. Không biết ngươi cho rằng, trong hai người này ai sẽ thắng? Lô Ba khẽ giật mình, hiển nhiên không biết quán chủ vì sao lại hỏi như thế, cảm nhận được ánh mắt Khương Hồng. Lô Ba hơi trầm tư nói, lưu lực này và Lâm Tiêu ta đều dạy bảo qua, thực lực lưu lực ở luyện cốt đỉnh phong, một thân công phu không kém, mà Lâm Tiêu tu luyện tuy rằng dụng công, nhưng một tháng trước chỉ là luyện thể đỉnh phong, hôm nay cho dù có tiến bộ, nhưng có lẽ còn không phải đối thủ của lưu lực, bất quá điểm này Lâm Tiêu hiển nhiên cũng rõ ràng, nhưng vẫn đáp ứng đổ đấu với đối phương, nói rõ trong lòng của hắn cũng có chút nắm chắc, cho nên hai người trước khi tỉ thí, ta cũng không dám vọng có kết luận, nhưng nếu như phải chọn một người thì ta vẫn coi trọng lưu lực hơn. Lô Ba chợt vừa cười nói. Không biết quán chủ thấy thế nào? Khương Hồng mỉm cười, nhưng lại không nói gì, quay đầu yên lặng nhìn về phía đám người Lâm Tiêu. Đệ đệ Lâm Hiên, có lẽ sẽ có chút ít bất đồng. Thanh âm mang theo một tia cảm xúc không hiểu truyền vào trong tai Lô Ba, chợt lại quay về bình tĩnh. Các ngươi đều tránh ra. Trước luyện công đại sảnh, lưu lực hét lớn một tiếng, đệ tử chung quanh toàn bộ đẩy ra, lưu lại một mảng lớn đất trống cho hai người. Hai người các ngươi cũng lui ra đi. Lâm Tiêu lên tiếng với Vương Kiện và Triệu Phi mặt lộ vẻ lo lắng. Hai người liếc nhau, muốn nói gì đó, cuối cùng thầm than một tiếng, nhưng lại bất đắc dĩ nhượng bộ. Đổ đấu một khi đáp ứng thì tuyệt đối không có cơ hội đổi ý. Theo hai người thấy, Lâm Tiêu sở dĩ đáp ứng đổ đấu với lưu lực hoàn toàn là vì mình, khiến trong lòng bọn hắn đều rất bất an và tâm thần bất định, càng sinh ra một tia xấu hổ. Tất cả mọi người làm chứng, đổ đấu giữa lưu lực ta với Lâm Tiêu đã bắt đầu. Đệ tử chung quanh vừa mới thối lui, lưu lực đã không thể chờ được hét lớn một tiếng, đưa tay đánh một quyền tới Lâm Tiêu, thi triển rõ ràng là diều hâu quyền pháp Lý Lạc vừa dùng qua, cũng là một chiêu ưng toát đình kích ở trong tay lưu lực, và Lý Lạc lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lưu lực một chiêu ra tay, không khí chung quanh cổ đãng, trong tiếng gió thình lình truyền đến một hồi thương ưng minh khiếu bén nhọn, lưu lực phi thân về phía trước, hai mắt ưng dương nhìn thèm thuồng, một đôi móng vuốt sắc bén như ngân câu từ giữa không trung đánh xuống. Thế như một đầu chim ưng từ trên không vồ mồi xuống, khí thế lăng lệ ác liệt. Ánh mắt tất cả đệ tử chung quanh nhìn về phía lưu lực lập tức thay đổi. Lưu lực này tuy rằng ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, nhưng hắn đạt tới luyện cốt đỉnh phong, công phu quả thực không kém. Một bộ diều hâu quyền pháp dĩ nhiên đã xâm nhập cốt tủy hắn. Lâm Tiêu thân thể khẽ động, cơ bắp phần eo căng cứng,
hai chân đột nhiên bắn ra, toàn bộ thân hình bạo lướt về phía trước, mọi người lập tức từ trên người Lâm Tiêu cảm giác được một cổ khí thế cuồng bá, như một đầu mãnh hổ đang chụp mồi trên đồng hoang. Ác hổ Phác Dương. Trong đám người, lập tức có đệ tử nhận ra được. Mãnh hổ quyền pháp, diều hâu quyền pháp đều là trụ cột quyền pháp, mỗi đệ tử căn cứ thể chất của mình đều có thể lựa chọn tu luyện, chỉ có điều bình thường khi gặp phải chiêu diều hâu quyền pháp ưng toát đỉnh kích đều, trước tránh lui, sau đó phản kích, tạm lánh sắc bén của nó, không ai ngờ đến, chiêu ác hổ Phác Dương rõ ràng có thể dùng trong loại tình huống này. Một cái là ưng toát đỉnh kích, như diều hâu trục thỏ từ trên trời giáng xuống, một cái là ác hổ Phác Dương. Mãnh hổ tấn công tới con mồi giữa không trung, biến thành mãnh hổ Phác Ưng, khí thế lăng lệ ác liệt quét ngang, đây là cây kim so với cọng dâu, so đấu chính là khí lực của cả hai, cùng với lĩnh ngộ đối với quyền pháp, cứng đối cứng phần eo, không có nửa điểm mưu lợi gì cả. Cái gì? Lâm Tiêu dùng ra một chiêu ác hổ Phác Dương, cả người hóa thân mãnh hổ, tốc độ lập tức tăng lên tới lớn nhất, hai đấm đột nhiên đánh tới hai móng của Lưu Lực, trước quyền không khí nổ vang, hai đạo khí lãng bắn thẳng về phía Lưu Lực, khiến hắn không khỏi chấn động. Lúc trước hắn thi triển ưng toát đỉnh kích, cũng đã sớm nghĩ qua Lâm Tiêu sẽ né tránh thế nào, đã làm xong nắm chắc vạn toàn, lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu căn bản không tránh lui. Một chiêu ác hổ Phác Dương triệt để làm rối loạn tiết tấu của hắn, hai móng đấu với hai đấm vốn đã rơi vào thế xấu. Hết lần này tới lần khác Lưu Lực còn đang ở giữa không trung không cách nào mượn lực, chiêu thức cũng không dùng ra toàn bộ, mà Lâm Tiêu lại đến có chuẩn bị. Hậu phát chế nhân, khi cả hai va chạm chính là lúc lực lượng hắn mạnh nhất. Chỉ sợ một chiêu xuống, dù là Lâm Tiêu chỉ có hơn 600 cân khí lực, cũng hoàn toàn có thể phá vỡ một kích toàn lực của luyện tùy đỉnh phong như hắn. Không tốt. Ngay khi nắm đấm cuồng bạo của Lâm Tiêu đánh ra, muốn oanh phá hai móng mình, Lưu Lực dù sao cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một thân thực lực siêu quần. Thời khắc nguy cấp biến trảo thành trưởng, vội vàng ngăn cản trước người, một chiêu sổ ưng triển xí được thi triển ra như thiểm điện. Quyền trưởng giao kích, Lưu Lực chỉ cảm thấy bị một đầu mãnh hổ vồ tới. Bàn tay đau đớn muốn nứt, cả người dựa thế rơi xuống, đạp 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 liên tiếp rút lui ba bước, đôi bàn tay càng đang run nhẹ nhẹ. Hắn là luyện cốt đỉnh cao, một thân khí lực đạt đến 800 cân, vô cùng cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú dị thường, nhưng Lâm Tiêu chỉ một chiêu đã lập tức khiến hắn rơi vào hạ phong. Lực lượng của hắn lớn hơn ta không phải đối thủ. Lưu Lực trong nội tâm hoảng sợ, đưa ra kết luận này, hắn cơ hồ không thể tin được phán đoán của mình. Lúc này mới bao lâu? Hơn 20 ngày, mới không đến một tháng, Lâm Tiêu này sao lại có tiến bộ lớn vậy được? Cái gì? Chẳng những là hắn, rất nhiều đệ tử chung quanh cũng đều cực kỳ giật mình. Lâm Tiêu và Lưu Lực thi triển không phải võ học cao thâm gì, bọn hắn đều thấy hiểu. Dựa theo đạo lý mà nói chiêu thức của Lâm Tiêu tuy rằng chiếm được thượng phong, nhưng lấy khí lực luyện cốt đỉnh phong của Lưu Lực tăng thêm ứng đối chính xác, có lẽ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng kết cục lại hoàn toàn trái lại, như vậy đáp án chỉ có một. Đó chính là khí lực Lâm Tiêu cũng không hề kém hơn Lưu Lực. Ý nghĩ này vừa ra, mọi người vốn hoảng sợ, chợt mỗi người đều khiếp sợ lắc đầu. Không có khả năng, Lâm Tiêu này một tháng trước mới chỉ là luyện thể đỉnh phong, coi như là phục dụng U Lan Thảo, cũng không có khả năng sánh được với Lưu Lực luyện cốt đỉnh phong. Ngay khi mọi người khiếp sợ, đột nhiên nghe được trong tràng truyền đến một tiếng hổ gầm ầm vang, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy được Lâm Tiêu trên quảng trường long hành hổ bộ, từng đoàn khí lưu cuốn đi cuồng bạo. Tay áo trên người bay phất phới trong kình phong, tựa như một đầu mãnh hổ đang xuống núi đánh úp lại, nhe răng gào thét với con mồi. Hổ khiếu sinh phong. Phía sau lưng Lâm Tiêu cong đến mức tận cùng, như một thanh đại cung kéo đến tận cùng, dưới chân tung bay, lợi dụng một chiêu hổ khiếu sinh phong tăng tốc độ lên tới cực hạn, rồi sau đó thân hình xoay chuyển, mãnh hổ quyền pháp đệ tam thức mãnh liệt hổ khiêu giản thình lình thi triển ra. Lâm Tiêu cả người như hổ đập ra, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Thân hình lập tức lao nhanh vài trượng, hai đấm xuất kích, đánh vào trong hư không, mảng lớn không khí nổ vang, nhấc lên một hồi gió mạnh trong phạm vi nhỏ, chỗ hai chân dẫm xuống, đại lý nham thạch trên quảng trường lại tầng tầng vỡ ra, thật sự rất giống một đầu mãnh hổ xuống núi, ở trong khe núi bày ra uy phong lẫm lẫm. Đặc biệt là chỗ hai tay của hắn, hai móng hiện lên hình hổ trảo vươn ra, không khí trong lòng bàn tay lại có thanh âm khí bạo rầm rầm, thật giống như không khí nổ tung trong tay vậy, hai móng tựa hồ như muốn trảo bạo cả không khí. Hai đấm ẩn chứa kình lực đáng sợ hung hăng đánh tới trước người Lưu Lực, trong không khí tiếng hổ gầm không ngừng quanh quẩn. Diều hâu đứng ở đỉnh trong thực vật liệm của ăn thịt động vật, cao cao tại thượng, lăng lệ ác liệt uy mãnh, không sợ hãi, nhưng mà lão hổ lại là bách thú chi vương, hổ khiếu một tiếng bách thú khuất phục, ngay cả diều hâu sống trên bầu trời cũng không ngoại lệ. Lần này, không chỉ đệ tử chung quanh đang xem cuộc chiến, mà coi như là Lô Ba đang ở trong đình đài xa xa cũng biến sắc. Mãnh hổ quyền pháp Lâm Tiêu thi triển ra đã hoàn toàn dung nhập mãnh hổ ý cảnh vào, trong quyền pháp, loại lĩnh ngộ và thiên phú đối với võ đạo như thế,
coi như là chuẩn võ giả bình thường cũng chưa hẳn có được, đã đạt đến cực hạn của mãnh hổ quyền pháp rồi. Lưu lực này xong rồi. Lô Ba nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Trên quảng trường, nắm đấm Lâm Tiêu tựa như móng vuốt sắc bén của một đầu mãnh hổ, bọc lấy ngàn quân lực, hung hăng đánh lên ngực Lưu Lực. Trong tiếng nổ vang, Lưu Lực bị một cổ cự lực không cách nào chống cự đánh trúng, kêu thảm một tiếng, thân hình như diều bị đứt dây bay ra ngoài, bộ mặt chạm đất, trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên sàn nham thạch. Lần này ngã xuống, Lưu Lực trực tiếp té theo thế chó đớp cứt, trong lỗ mũi bắn ra đại lượng máu tươi, chỉ một thoáng đã khiến hắn máu me đầy mặt. Khi hắn ngã xuống, túi da thú trong ngực Lưu Lực cũng quăng ra ngoài, rơi vào bên cạnh hắn. Không có khả năng. Lưu Lực kêu rên một tiếng, trong đôi mắt có kinh hãi, máu me đầy mặt hắn giờ phút này bất chấp bò lên, vội vươn tay chụp lấy túi da thú kia. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, chân phải hung hăng dẫm lên lưng hắn. Lực lượng khổng lồ khiến cho thân hình Lưu Lực gục xuống, trong miệng kêu rên một tiếng, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, túi da thú cách tay phải không xa bị Lâm Tiêu trực tiếp nắm trong tay. Nguyện đánh bạc nguyện chịu thua, chẳng lẽ ngươi muốn chơi xấu sao? Lâm Tiêu cấm lấy túi da thú, trong miệng cười lạnh nói. Đại ca, chứng kiến Lưu Lực bị Lâm Tiêu dẫm nát dưới chân, mặt mũi tràn đầy máu tươi, hai người Lý Lạc và Diêu Kính Bạo giống một tiếng, thân hình phút chốc phóng tới Lâm Tiêu. Một chiêu ưng chí lang thực và linh xà xuất động mãnh liệt mà ra. Trong không khí truyền đến tiếng rít gào kịch liệt, đôi tay Diêu Kính hiện lên xà hình, đánh úp về phía ngực bụng Lâm Tiêu, mà hai móng Lý Lạc lại hóa thành ưng chảo, chụp vào đầu Lâm Tiêu. Ở sau lưng hai người bọn họ, hai gã tiểu đệ khác của Lưu Lực cũng kích động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hừ, tránh ra cho ta. Lâm Tiêu dẫm trận tại chỗ lấn thân, không tránh không né, dùng ả một chiêu bạch hổ hàm thi. Trên quảng trường, trong tai mọi người vang lên tiếng hổ gầm Lý Lạc, chỉ nghe bang bang hai tiếng nổ mạnh, hai người Lý Lạc và Diêu Kính phẳng phất như bù nhìn bị văng ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh ngã xuống trên quảng trường, trong miệng nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Vẻn vẹn chỉ một chiêu, hai gã đệ tử luyện cốt hậu kỳ đã bại trận trong tay Lâm Tiêu. Làm sao có thể? Hai người Lý Lạc và Diêu Kính gian nan ngồi dậy, ngay cả máu tươi nơi khóe miệng cũng bất chấp lao đi, khiếp sợ cực lớn đã triệt để áp chế đau đớn thân thể. Ở một bên quan chiến, xa không bằng tự mình trải qua, hai người ban đầu còn cho rằng Lưu Lực bị đánh ngã là vì quá mức chủ quan, thẳng đến khi tự mình ra tay, mới chính thức cảm nhận được thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu. Phải biết rằng, hai người bọn họ đều ở luyện cốt hậu kỳ, một người có được hơn 600 cân khí lực, một người có được hơn 700 cân khí lực, hai người liên thủ tuyệt đối, không phải chỉ đơn giản là 1 cộng 1 là 2 đơn giản như vậy, coi như là Lưu Lực luyện cốt đỉnh phong cũng là không dám cùng tranh phong. Nhưng hôm nay lại bị Lâm Tiêu một chiêu đánh bại, cái này khiến hai người cơ hồ không dám tin nổi vào hai mắt mình nữa. Đừng nói là bọn hắn, dù là Lô Ba đứng cách đó không xa cũng cực kỳ khiếp sợ. Lâm Tiêu này cũng quá. Lô Ba thần sắc khiếp sợ, nhịn không được lắc đầu. Không lâu, ta còn nhớ rõ hắn mới chỉ là luyện thể đỉnh phong. Sao mới một tháng không gặp, lại tăng lên tới loại trình độ này, tốc độ tu luyện này, không khỏi cũng quá mức kinh người rồi. Lô Ba tự nhiên nhìn ra, Lâm Tiêu hôm nay đã đạt đến luyện cốt đỉnh phong, khí lực không kém gì 800 cân. Mấu chốt khiến Lâm Tiêu chiến thắng cũng không phải ở khí lực, mà là ở ý cảnh, thiên phú với chiến đấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hai tròng mắt thâm thúy của Khương Hồng cũng đột nhiên tách ra một đoàn tinh mang. Trong huấn luyện quán chúng ta, đệ tử tu luyện mãnh hổ quyền pháp, mà lại đạt tới luyện cốt đỉnh phong không có trên trăm cũng có vài chục, nhưng ở phương diện lý giải đối với mãnh hổ quyền pháp có thể vượt. Qua Lâm Tiêu lại căn bản không tìm ra một ai. Võ đạo tu luyện, thủ trọng ý cảnh, tiếp theo là khí thế, kế tiếp mới là lý giải đối với chiêu thức và sự cường đại của khí lực bản thân. Đệ tử bình thường tu luyện trụ cột quyền pháp, nhiều nhất cũng chỉ dựa vào khí lực để áp bách người khác, mặt khác về mặt chiêu thức rất khó nói ai mạnh ai yếu. Đệ tử khí lực cao đối chiến đệ tử khí lực thấp tỷ lệ chiến thắng rất cao, nhưng lý giải của Lâm Tiêu về mãnh hổ quyền pháp chẳng những dung nhập khí thế vào, trong đó, càng khiến ý cảnh như thượng thần. Như thế liền có được chiến lực viễn siêu học viên đồng cấp. Không hổ là đệ đệ Lâm Hiên, thiên phú chiến đấu thật sự là đáng sợ. Khương Hồng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Thiên phú chiến đấu mà Lâm Tiêu biểu hiện ra quá mức thiên tài. Khương Hồng hiểu rõ loại cơ sở quyền pháp như mãnh hổ quyền pháp, coi như là để một võ giả hạ thấp khí lực xuống trình độ, như Lâm Tiêu thi triển ra, cũng sẽ không phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ hơn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu này thật sự đáng sợ, trong mấy chiêu đã đánh bại Lưu Lực. Xem ra sau này trong huấn luyện quán lại nhiều thêm một người không thể đắc tội rồi. Trên quảng trường, rất nhiều đệ tử trong nội tâm khiếp sợ, các loại ý niệm lưu chuyển trong đầu bọn hắn. Thối thể đan. Lâm Tiêu giờ phút này tự nhiên bất chấp đi bận tâm đến cảm thụ của người khác, mà mở ra túi da thú, ánh mắt rơi vào trên bình sứ bạch ngọc kia, cảm thấy kích động. Có khỏa thối thể đan này rồi,
xác suất ta đột phá luyện cốt kỳ sẽ càng lớn thêm một chút, đoán chừng trong một tháng là có thể rồi. Lâm Tiêu trong nội tâm mừng rỡ không thôi, vốn hắn phục dụng U Lan Thảo đạt tới luyện cốt đỉnh phong, tuy rằng trước kia đã củng cố cảnh giới, nhưng căn cơ vẫn không thế nào an ổn. Muốn đột phá đến luyện tủy kỳ không có 3 tháng khổ tu thì không thể nào, nhưng có thối thể đan này rồi thì đơn giản hơn nhiều, một hạt thối thể đan ít nhất có thể giảm bớt 2 tháng khổ tu cho hắn. Đối với đệ tử bình thường mà nói thời gian 2 tháng cũng không coi vào đâu, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói lại rất quan trọng. Từ trên thối thể đan, Lâm Tiêu thấy được một con đường hy vọng có thể trong 1 năm trở thành võ giả. Dược tính thối thể đan này độ dung hợp đạt tới 8 phần, độ hoàn thành cũng có 8 phần. Tuy rằng không đủ hoàn mỹ, nhưng coi như là lương phẩm trong thối thể đan rồi. Khiến cho Lâm Tiêu kỳ quái chính là, khi hắn ngửi được mùi thối thể đan, đụng chạm đến mặt ngoài thối thể đan và nhìn thấy độ sáng, thật giống như U Lan Thảo lúc trước vậy, Lâm Tiêu có thể dễ dàng cảm giác ra được dược tính và độ hoàn thành của thối thể đan. Loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, thật giống vẫn ở trong đầu mình vậy. Mà thuộc tính và năm của hóa lực đằng cũng hiện ra trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu người đến tột cùng tu luyện yêu thuật gì? Lưu lực ta 1 năm trước đột phá đến luyện cốt kỳ, 3 tháng trước càng đạt tới luyện cốt đỉnh phong, 800 cân khí lực, ngươi 1 tháng trước vẫn chỉ là luyện thể đỉnh phong, chỉ có 400 cân khí lực, hôm nay mới qua 1 tháng, ta sao có thể đánh không lại ngươi được. Bên kia, Lưu Lực gian nan đứng người lên, trên mặt hắn tràn đầy máu đen, trong mắt mang theo khó có thể tin nhìn qua Lâm Tiêu, hướng về phía Lâm Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh hãi la to. Hóa lực đằng tuy rằng chân quý, nhưng với hắn mà nói lại không coi vào đâu, nhưng thối thể đan lại là, do tỷ tỷ nghĩ tất cả biện pháp mới một lần nữa tìm được, cho hắn một hạt để đột phá, đến luyện tủy kỳ, hôm nay bị Lâm Tiêu cầm đi, hắn không biết phải đợi đến khi nào mới có thể đột phá luyện cốt kỳ nữa. Đồng thời, một tia ảo não hối hận cũng nổi lên trong lòng Lưu Lực, vốn Lưu Lực là muốn thắng lấy U Lan Thảo trong tay Lâm Tiêu để đột phá luyện cốt kỳ, lại không nghĩ rằng bị Lâm Tiêu trong huấn luyện quán vẫn được coi rằng là người cực kỳ nhu nhược, thực lực yếu ớt trong 3 hiệp đã đánh bại. Lưu Lực như thế nào cũng nghĩ không thông, Lâm Tiêu làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã trở nên cường đại như thế. Không có gì không có khả năng, sự thật bày ở trước mặt, Lưu Lực, ngươi còn lợi gì muốn nói. Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười, biểu lộ vô cùng lạnh lùng. Đáng giận, Lưu Lực trong nội tâm thầm hận, ánh mắt không ngừng lập lòe, như đang suy tư điều gì, chợt đột nhiên cắn răng nói. Tốt, Lâm Tiêu. Lần này xem như ngươi thắng, bất quá thối thể đan này không thể cho ngươi, cùng lắm thì về sau chúng ta gặp được ngươi sẽ nhượng bộ lui binh, trả thối thể đan lại cho ta. Trả thối thể đan lại cho ngươi, Lưu Lực, ngươi là đang nói đùa sao? Nguyện đánh bạc nguyên chịu thua, ngay cả chút đảm lượng này cũng không có, ta trước kia quả thật đã nhìn lầm ngươi rồi. Lâm Tiêu cho túi da thú vào trong ngực, lạnh lùng nói. Lưu Lực xóa đi máu tươi nơi khóe miệng, trong mắt tràn đầy âm lãnh, tiến lên 2 bước nói. Lâm Tiêu, không phải ta lừa dối đánh bạc, nói thật cho ngươi biết, khỏa thối thể đan này là tỷ ta thật vất vả thay ta tìm được, nếu để cho nàng biết rõ bị ngươi lấy được, nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Lưu Lực, ngươi không khỏi cũng quá coi thường Lâm Tiêu ta rồi, lấy tỷ ngươi ra uy hiếp ta, thối thể đan này là ta đổ đấu thắng, đừng nói tỷ của ngươi, coi như là tổng giáo quan của huấn luyện quán cũng không có tư cách khiến ta giao ra. Ánh mắt Lâm Tiêu cao cao tại thượng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh miệt. Mình trước kia ở trong huấn luyện quán từng bị bọn Lưu Lực nhiều lần nhục nhã, bởi vì tính cách nhu nhược nên chưa từng phản kháng qua. Lúc này, Lâm Tiêu thông qua khắc khổ tu luyện đã đạt được lực lượng như hiện giờ, tự nhiên cũng không cần khách khí với loại thế này nữa. Lưu Lực thần sắc vừa giận lại sợ, vừa muốn từ trong tay Lâm Tiêu đoạt lại thối thể đan, lại không thể làm gì. Ta cái gì ta, ở đây có nhiều đệ tử như vậy, mỗi người đều có thể làm chứng, thối thể đan này là Lưu Lực ngươi đổ đấu thua ta, nguyện đánh bạc nguyện chịu thua. Thiên kinh địa nghĩa, ta trước kia còn cảm thấy Lưu Lực ngươi là một nhân vật, không nghĩ tới đã lập đồ ước, rõ ràng còn muốn tư lợi bội ước, muốn nuốt lời. Hừ, đệ tử trong huấn luyện quán chúng ta từ lúc nào xuất hiện loại như ngươi thế? Lâm Tiêu hai tay vắt lưng, trong ánh mắt nhìn qua đám người Lưu Lực tràn đầy vẻ xem thường. Đúng vậy, nguyện đánh bạc chịu thua, đây là chuyện rất bình thường. Trong đám người, rất nhiều đệ tử trước khi còn vì đám người Lưu Lực mà ồn ào, giờ phút này lại quay ngược mũi giáo, nhao nhao chỉ trích. Đáng giận. Lưu Lực ánh mắt lập lòe, do dự một lát, rốt cục dậm chân, gọi mấy người diêu kính một tiếng, oán hận nói. Chúng ta đi. Đám người tự động tránh ra một lối đi, mấy người chật vật vịn nhau rời đi, trước khi đi, Lưu Lực hung hăng quay đầu, buông một câu ngoan thoại. Lâm Tiêu, chuyện này chúng ta còn chưa xong đâu. Thoại âm rơi xuống, một đám người chật vật rời đi. Lâm Tiêu cười lạnh, loại người như Lưu Lực bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hiện giờ mình có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Theo thực lực của mình không ngừng tăng lên, chênh lệch giữa song phương chỉ sẽ càng lúc càng lớn.
Nghĩ vậy, Lâm Tiêu quay người mở rộng bước chân, đi đến luyện công đại sảnh, đám người cũng dần tản đi. Hạo ca, biến hóa của Lâm Tiêu này cũng quá kinh người, hiện giờ rõ ràng ngay cả Lưu Lực cũng không phải đối thủ của hắn. Trong dòng người, đám người Vương Vân trước kia có mâu thuẫn với Lâm Tiêu giờ phút này, trong mắt vẫn còn kinh hãi. Bọn hắn hôm nay không khỏi âm thầm may mắn ban đầu, ở bên ngoài đồ thú chàng không nổi lên xung đột với Lâm Tiêu, nếu không kết cục của bọn hắn chỉ sợ cũng không tốt hơn Lưu Lực bao nhiêu. La Hạo hừ lạnh một tiếng không nói gì, hai đấm lại không tự chủ siết chặt. Lâm Tiêu này là chuyện gì xảy ra, dùng tốc độ tu luyện như hắn, không cần 2 năm nói không chừng thật sự sẽ trở thành võ giả, vốn ta chỉ muốn đạt được tứ cấp võ giả huân chương nhà hắn, cũng không muốn gây chuyện, hiện giờ xem ra, ta là đánh giá thấp tiểu tử Lâm Tiêu rồi, việc đã đến nước này, càng không thể để hắn lớn lên được. La Hạo ánh mắt lập lòe. Hắn tuy rằng nội tâm âm lãnh, nhưng tính cách nội liễm, làm việc cực có chừng mực, chưa bao giờ gây người không thể gây, trước kia coi như là muốn cướp đoạt tứ cấp võ giả huân chương của Lâm gia. Cũng chưa bao giờ tự mình ra mặt, vẫn luôn bo bo giữ mình, có rất ít thứ có thể khiến hắn động dung. Nhưng trước kia chứng kiến biểu hiện của Lâm Tiêu lại khiến nội tâm hắn rung động, cảm thấy sợ, càng có một tia khủng bố. Huống chi, hắn đã nhờ đại bá Lưu Liệt nghe ngóng qua tin tức, toàn bộ Tân Vệ Thành có được tứ cấp võ giả huân chương chỉ có Lâm gia là dễ đắc thủ nhất. Ngoài ra, nhà khác nếu không phải có võ giả cường đại tạo trấn thì cũng có đại bối cảnh, đừng nói là La gia hắn, coi như là đại bá của hắn cũng không dám đắc tội với người gia. Nhưng mà loại đại sự liên quan đến tiền đồ của hắn thế này, La Hạo tuyệt không nguyện đơn giản buông tha cho, càng nghĩ, chỉ có bắt tay từ Lâm ra. Lâm Tiêu sao? La Hạo sắc mặt âm trầm cười cười, trong hai tròng mắt phút chốc có tinh mang hiện lên, chợt lại ảm đạm xuống, khôi phục bình tĩnh. Đi, chúng ta đi luyện công đại sảnh nghe giảng đi. Trên mặt La Hạo lộ ra nụ cười sáng lạn, ánh mắt ấm áp, cùng đám người Vương Vân đi tới luyện công đại sảnh. Lâm huynh, xin dừng bước. Lâm Tiêu đi vào luyện công đại sảnh, lại nghe đến một tiếng la lên, quay đầu lại nhìn xem, chỉ thấy hai người Vương Kiện, Triệu Phi thở hồng hộc, bước nhanh đến bên cạnh Lâm Tiêu. Lâm huynh, chuyện vừa rồi xin đa tạ, nếu không có ngươi, không biết Lưu Lực kia không biết thế nào mới bỏ qua nữa, hơn nữa nhiều đệ tử như vậy nhìn xem, mặt của chúng ta cũng mất hết. Trên mặt hai người lộ vẻ cảm kích, tình cảm bộc lộ trong lời nói, hơn nữa trong đó càng có một tia chua xót. Vương huynh, Triệu huynh, hai vị không cần khách khí. Kỳ thật dùng thực lực của các ngươi, căn bản không cần e ngại đám người Lưu Lực, cần gì phải chịu khuất nhục chứ. Lâm Tiêu rất muốn thay đổi tính cách hai người, trên thực tế cũng là như thế, Vương Kiện và Triệu Phi không như mình trước kia, thực lực thấp kém, hai người bọn họ đều ở vào luyện cốt hậu kỳ, có được 700 cân khí lực, trong toàn bộ huấn luyện quán cũng thuộc về trung thượng, căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào. Lâm huynh, đám người Lưu Lực này ở huấn luyện quán hoành hành ngang ngược, nhưng cũng chỉ là một đệ tử, chúng ta sao lại sợ hắn? Nhưng tỷ tỷ của hắn Lưu Lị lại là giáo quan trợ lý của huấn luyện quán, chuẩn võ giả, tương lai nhất định thân phận cao quý. Phụ thân của chúng ta đều đã chết dưới miệng yêu thú, trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, vì một chút chuyện nhỏ đắc tội với Lưu Lực này, đúng là không khôn ngoan, huống chi nếu chúng ta phản kháng, một khi nháo lớn, Lưu Lực kia có tỷ hắn ở đó nhiều nhất chỉ chịu chút ít trách phạt, chúng ta lại có thể sẽ bị trục xuất huấn luyện quán, đến lúc đó không cách nào tập võ, đời này cũng không thể xuất đầu được nữa. Vương Kiện ngôn từ thành khẩn, nói đến có chút chua xót, thân là nam tử hán đường đường, vậy mà ở trước mặt mọi người trong huấn luyện quán phải quỳ xuống, loại khuất nhục này, coi như là người sắt cũng không cách nào dễ dàng tha thứ, nhưng sự thật lại khiến hai người phải cúi thấp cái đầu của mình. Ngược lại Lâm Tiêu ngươi, một tháng không thấy vậy mà trở nên cường đại như thế, thật là khiến người giật mình, bất quá ngươi cũng phải để tâm một chút, dùng tính cách của Lưu Lực kia, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Lực không đáng sợ, nhưng tỷ tỷ của hắn ngươi phải để ý một chút, dù sao cũng là giáo quan trợ lý của huấn luyện quán chúng ta. Vương Kiện lo lắng nói. Đúng vậy Lâm Tiêu ngươi đã đoạt thối thể đan của Lưu Lực, nếu là bị tỷ tỷ tính khí táo bạo của hắn biết rõ, khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Triệu Phi cũng u sầu đầy mặt. Tỷ hắn Lưu Lị. Lâm Tiêu hoàn toàn thất vọng. Lâm Tiêu ta thắng đường đường chính chính, quang minh chính đại, ở đây có vô số đệ tử làm chứng, cho dù tỷ hắn thân là giáo quan trợ lý huấn luyện quán. Cũng không thể làm gì được ta, huống chi võ giả chém giết trong sinh tử, không có gì phải sợ hãi cả, gặp được chuyện nếu không quả quyết, lo trước lo sau thì dựa vào gì muốn có thành tựu trên võ đạo chi lộ chứ. Võ đạo luyện quyền thủ trọng quyền pháp, ý chí, chỉ có người tâm trí kiên định, chính thức cường đại mới có thể thành công. Lâm Tiêu nói năng có khí phách, ngữ khí nghiêm khắc. Vương Kiện, Triệu Phi nghe được câu này, thân hình mạnh mẽ, chấn động, tựa hồ nhận lấy một tia xúc động, bọn hắn tu hành trong huấn luyện quán. Trung Quy đã nghe qua giáo quan từng nói qua sự trọng yếu của võ giả ý chí, kết hợp với hành vi nhu nhược của mình lúc trước,
nội tâm hai người không khỏi cực kỳ xấu hổ. Lâm Tiêu nhìn hai người đang cực kỳ cảm xúc, im lặng không nói. Đối với tình huống hai vị hảo hữu, Lâm Tiêu tự nhiên cũng có chỗ hiểu rõ. Muốn thay đổi tình cảnh của bọn hắn, nhất định phải thay đổi tính cách của bọn hắn. Nhưng vì bận tâm đến tôn nghiêm của hai người nên Lâm Tiêu hôm nay cũng chỉ có thể nói bóng nói gió, chậm rãi đề điểm. Trong huấn luyện quán giáo văn thụ võ, phương diện văn có võ đức, lễ nghi, lịch sử các đại khoa, đồng thời cũng sẽ dạy một ít cách phân biệt thảo dược, tập tính yêu thú các loại kỹ xảo thực dụng. Phương diện võ, căn cứ theo thực lực bất đồng của các học viên, huấn luyện quán cách mỗi năm ngày đều có giáo quan, ở luyện công đại sảnh công khai giảng bài, đệ tử có thể tự đến nghe giảng, không có quy định cưỡng chế gì cả. Bất quá huấn luyện quán hàng năm đều có 2 lần khảo hạch, nếu liên tục có 3 lượt không thông qua, sẽ bị huấn luyện quán trục xuất. Hôm nay đúng là ngày có giáo quan công khai giảng bài, bởi vậy trong học đường bên cạnh luyện công đại sảnh có đại lượng đệ tử tụ tập, nguyên một đám khoanh chân mà ngồi, chờ đợi giáo quan đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.